Bất quá ma nhân thủ lĩnh lại là cảm thấy, cái này bình thường trên thân người tầng kim quang này hẳn là pháp bảo nào đó, mà lại là duy nhất một lần. Hắn cảm thấy lại đi giết cái này phàm nhân, cái kia liền sẽ không có vấn đề. Nếu như cái này bình thường trên thân người thật có thể diệt sát chính mình pháp bảo, hắn căn bản không cần chật vật như thế chạy trốn. Đây là ma nhân thủ lĩnh ý nghĩ. Mà Tống Xương Tuyết tại sau một hồi khá lâu cũng mới hồi phục tinh thần lại, nàng lúc này mới tỉnh giấc đến chính mình thế mà không có chết. Mà lại, cả người nàng đều theo La Quân thiếp rất gần, nàng bị La Quân bao lấy. Trong mắt nàng cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là lúc này, nàng lại có rất mạnh cảm giác an toàn. Giống như tại La Quân trong ngực, vậy liền hết thảy đều không cần sợ. Tống Xương Tuyết vẫn luôn rất lợi hại kiên cường, nàng năng lực rất mạnh, cá tính độc lập, có đôi khi, nàng cảm thấy nàng so đàn ông càng thêm thoải mái cùng dũng cảm. Nhưng là lần này, nàng tại gặp được cái này ma nhân thủ lĩnh thời điểm. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được ngăn trở tư vị, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cũng là một nữ nhân, cần nam nhân bảo hộ nữ nhân. Ma nhân thủ lĩnh cười gần muốn La Quân từng bước tới gần. La Quân con người đảo một vòng, hắn nói ra, người cái này ma nhân, cực kỳ không giảng đạo lý. Ta khắp nơi đối ngươi khiêm nhượng, ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi cho rằng ta thật chả lẽ lại sợ ngươi. Ngươi nhưng so sánh quên, vừa rồi tầng kia kim quang đối ngươi thương hại. Ma nhân thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, nói ra, tuy nhiên bản tôn không biết trên người ngươi ra sao pháp bảo, có thể phát ra như thế kim quang. Nhưng là, bản tôn liệu định ngươi cái kia pháp bảo giờ phút này đã mất đi hiệu dụng. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cố làm ra vẻ đến lừa gạt bản tôn? Thật sự là buồn cười. La Quân nói ra, là ai nói cho ngươi, ta pháp bảo chỉ có thể phát huy một lần tác dụng. Ta lời nói thật muốn nói với ngươi, ta pháp bảo này gọi là Thiên Huyền La Bàn, chính là ngang dọc thế gian bất bại thần đế ban tặng, cái này Thiên Huyền La Bàn bên trong thai nghén bên trong thần đế tinh hồn ánh sáng, hết thảy có thể phát ra 4 lần kim quang. Một lần kim quang so một lần mãnh liệt, lần thứ 4 kim quang vừa ra, La Bàn liền sẽ hủy diệt. Nhưng là lần công kích thứ 4 kim quang chính là hủy diệt chi quang, chém thần giết ma, không gì làm không được. Ha ha, ma nhân thủ lĩnh cười ha ha. Nói ra, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu nhi, nếu thật sự là như thế, ngươi sẽ đem bí mật này nói cho tại bản tôn. La Quân nói ra, ngươi đây thì sai, cái này Thiên Huyền La Bàn chính là thần đế ban cho ta bảo bối, ta lấy tới là an thân lập mệnh. Ta cùng ngươi không oán không cừu, nếu là bị ngươi đem ta cái này La Bàn hủy, đây chẳng phải là ta tổn thất. Ngươi cho dù chết, cái kia đối với ta mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì có ích. Nhưng ta cuối cùng vẫn là mất đi Thiên Huyền La Bàn. Tiểu tử, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, ma nhân thủ lĩnh nói ra, nhưng bản tôn sẽ không tin tưởng ngươi. La Quân trong mắt lóe lên hàn quang, nói ra, ngươi cái này ngu xuẩn cẩu vật, đã ngươi không tin, vậy lão tử cũng chịu đủ ngươi điều khí. Ngươi muốn tìm chết, lão tử thành toàn ngươi, đến a. La Quân bạo hống. Hắn như vậy phản ứng, liền để cho Tống Xương Tuyết đều tin tưởng hắn nói hết thảy đều là thật. Cái kia ma nhân thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng. Tiếp lấy liền trực tiếp ra tay với La Quân. Hắn đột nhiên búng một ngón tay. Cái kia nhất chỉ bắn ra, lập tức hình thành một đạo đao nhận. Đao nhận sắc bén, dị thường tàn nhẫn chém về phía La Quân đầu lâu. La Quân long văn kiếm dương lên, trực tiếp đem đạo này đao nhận chém ra. Hắn cười lớn một tiếng, nói ra, ta qua, ngươi có phải hay không ngốc? Muốn dùng ngần ấy công kích phát động đại gia ta kim quang bắn ngược. Tống Xương Tuyết một mực trốn ở La Quân trong ngực, nàng lúc này cảm nhận được La Quân thoải mái không bị trói buộc. Còn có loại kia khó mà diễn tả bằng lời mị lực, nói như thế nào đây? Cũng là mặt đối với sinh tử cường địch, lại có thể nói cười cười. Phần này phong độ, không có mấy người có thể có được. Cái kia ma nhân thủ lĩnh nhất thời có chút thẹn quá hóa giận, hắn sau đó lại phát ra cự trảo đến công kích La Quân. Cự trảo kia hình thành phong bạo hạt tuyết. La Quân lập tức thi triển tạo hóa kiếm quyết. Tạo hóa kiếm quyết cấp tốc đem cự trảo kia hình thành phong bạo hạt tuyết đánh tan. La Quân cười hắc hắc, nói ra, trừ phi ngươi phát động toàn bộ công kích, không phải vậy lời nói, ta kim quang bắn ngược tuyệt sẽ không phát động. Có bản lĩnh ngươi thì toàn lực tới giết nha, lão tử giết chết ngươi đồ chó hoang. Ma nhân thủ lĩnh cắn răng một cái, hắn thân thể hóa thành phong bạo hạt tuyết, toàn lực đụng thẳng hướng La Quân. La Quân cười ha ha, nói ra, đến tốt. Hắn đem mao cừu bên trong bao trùm Tống Xương Tuyết ôm sát, sau đó hung hăng đụng thẳng hướng ma nhân thủ lĩnh. Oanh một chút, kim quang lập tức bắn ngược mà ra.
thật đúng là không là La Quân khoác lác, lần này kim quang bắn ngược so với lần trước càng thêm lợi hại. Cái kia ma nhân thủ lĩnh chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, đau đớn khó nhịn. Tựa như là vạn kiếm xuyên tâm một dạng, đau đến trong lòng của hắn qua. La Quân cười hắc hắc, nói ra, nương, ngươi chịu chết đi. Hắn nói xong lại vọt tới ma nhân thủ lĩnh tạo thành phong bạo hạt tuyết. Cái kia ma nhân thủ lĩnh thật sự là đau nhức không được, hắn thấy thế giật mình, thân thể nhất chuyển, lập tức liền bay lên không trung, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Ma nhân thủ lĩnh, đi. La Quân lúc này cũng mới buông ra Tống Xương Tuyết, Tống Xương Tuyết khuôn mặt hồng hồng, nàng nhìn về phía La Quân, chân thành nói ra, cảm ơn ngươi, Lâm huynh. La Quân cười một tiếng, nói ra, không cần phải khách khí. Tống Xương Tuyết sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói ra, hỏng bét, ma nhân thủ lĩnh nhất định sẽ qua tìm nhị ca bọn họ. La Quân mỉm cười, nói ra, tạm thời còn không có. Vì cái gì nói như vậy? Tống Xương Tuyết kỳ quái nói ra. La Quân nói ra, ta dám cá với ngươi, cái này ma nhân thủ lĩnh cũng không đi ra, hắn thì ở phụ cận đây xoay quanh. Bởi vì hắn còn chưa tin ta Thiên Huyền La Bàn, hắn muốn từ chúng ta nói chuyện nghe được đến một chút phương pháp. Tống Xương Tuyết không khỏi nhìn bốn phía. La Quân nói ra, ngươi không nhìn thấy. Vậy làm sao ngươi biết hắn còn chưa đi? Tống Xương Tuyết kỳ quái nói ra. La Quân chỉ đầu óc mình, nói ra, đoán. Tựa như trước ngươi vụng trộm đi theo tới, ta cũng không thấy được ngươi, nhưng ta biết ngươi liền tại phụ cận. Tống Xương Tuyết rốt cục nghĩ đến cái này một gốc dạ, nàng nói ra, ngươi không nói ta còn kém chút quên, ngươi thật sự là đoán. La Quân nói ra, đương nhiên. Ngươi thì không sợ vạn nhất đoán sai. Ngươi dùng cái gì chắc chắn như thế? Tống Xương Tuyết nói ra. La Quân cười ha ha, nói ra, ta đoán, luôn luôn sẽ không sai. Hắn sau đó đối bầu trời nói ra, lão già kia, ta biết ngươi còn đang rình coi, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi có phải hay không muốn biết ta Thiên Huyền La Bàn đến là thật là giả? Ta cho ngươi biết đi, thực là giả, hiện tại ngươi đến bắt ta chết chắc, ngươi ngược lại là đi ra nha. Đến bắt ta nha. Ngươi cái này ti tiện phàm nhân, cái kia không trung quả nhiên xuất hiện ma nhân thủ lĩnh thân ảnh, hắn nói ra, ngươi đừng tưởng rằng bản tôn bắt ngươi không có cách nào. La Quân nói ra, ngươi có bản lĩnh liền đến nha. Đừng tại đây nhi lầm bà lầm bầm. Ngươi, ma nhân thủ lĩnh tức giận đến muốn thổ huyết, nhưng hắn thật sự là không dám mạo hiểm sinh tử đại hiểm tới thử nghiệm La Quân nói tới là thật là giả. Ngươi cái này ti tiện nhân loại, ngươi đã có như thế thần khí, là sao không còn sớm dùng. Lại muốn không công hại ngươi đồng bạn hy sinh. Ma nhân thủ lĩnh bỗng nhiên nói ra. Ai nha, bởi vì ta thực không có thần khí A, đó là lừa ngươi. Mà lại, kim quang bắn ngược cũng căn bản đánh không chết ngươi. Cho nên ta mới vô dụng A, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đồng bạn chết A. La Quân bỗng nhiên hì hì cười một tiếng, nói ra, ngươi có phải hay không liền muốn nghe đáp án này. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể đến cho chúng ta một thống khoái sao. Hừ. Ma nhân thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, theo sau đó xoay người lại biến mất. Tống Xương Tuyết liền nhìn La Quân liếc một chút, lại bốn phía nhìn. Không cần nhìn, lần này là thật đi, La Quân từ tốn nói. Tống Xương Tuyết hơi khẽ thở phào một cái, nhưng nàng lập tức lại lo lắng dậy Tống Kinh Luân bọn họ tới, ta nhị ca. La Quân nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể đều do thiên mệnh, chúng ta cuối cùng kéo rất nhiều thời gian, hy vọng nhị công tử bọn họ có thể yên ổn trở về. Tống Xương Tuyết cũng biết La Quân nói là sự thật, nàng đồng thời cũng không nhịn được hỏi, Lâm huynh, người đã có Thiên Huyền La Bàn loại bảo vật này, là sao không rất sớm lấy ra? Đây là ma nhân thủ lĩnh nghi hoặc, cũng là Tống Xương Tuyết nghi hoặc A. La Quân nhìn Tống Xương Tuyết liếc một chút, hắn cười khổ nói, người thật sự cho rằng ta có Thiên Huyền La Bàn A. Chẳng lẽ, La Quân nói ra, đừng hỏi nhiều như vậy, người biết một sự kiện là được. Cái kia chính là... Chúng ta mệnh cũng là kiếm về. Chẳng qua nếu như cái kia ma nhân thủ lĩnh lần nữa đến, ngươi chỉ cần phách lối một chút liền tốt. Ngươi càng là mắng hắn, hắn thì càng sợ hãi, biết không? Cái này là vì sao? Tống Xương Tuyết không khỏi có chút mộng. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, bởi vì lẽ thẳng khí hùng A. Tống Xương Tuyết thì thào thì thầm, lẽ thẳng khí hùng. Nàng sau đó cũng liền tỉnh ngộ lại, nói ra, ngươi nói rất đúng, bất quá đồng dạng thường nhân. Trong lòng chột dạ, ngoài miệng khó tránh khỏi liền không có như vậy lẽ thẳng khí hùng. Nhưng ta nhìn ngươi thật giống như là. Bởi vì ta trong lòng cũng không phát hư. La Quân cười ha ha,
hắn nói ra, ta chắc chắn cái kia ma nhân thủ lĩnh không dám tiếp tục công kích. Có thể vạn nhất đâu, Tống Xương Tuyết nói. Không có vạn nhất, La Quân nói ra. Ngươi dùng cái gì chắc chắn như thế? Tống Xương Tuyết không hiểu. La Quân nói ra, cũng là khẳng định như vậy, mà lại không có lý do gì. Sau đó, La Quân thở dài, nói ra, chúng ta cũng khác lãng phí thời gian, mau chóng về Bồ Tát Thành đi. Tống Xương Tuyết gật đầu. Hai người ngay sau đó liền tiếp tục đi đường. Bất quá, La Quân cùng Tống Xương Tuyết vẫn chưa ra khỏi bao xa, hai người bọn họ thì gặp được mới phiền phức. Cái kia chính là tại phía trước đột nhiên xuất hiện một đám vượn người. Những người vượn kia có chừng trăm cái, từng cái hô ứng lẫn nhau, huýt sáo, hô bằng hữu dẫn bạn. Chỉ chốc lát về sau, cái kia chừng trăm tên người vượn thì từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, đem La Quân cùng Tống Xương Tuyết bao vây vào giữa. La Quân cùng Tống Xương Tuyết ánh mắt chìm xuống. La Quân liếc nhìn ở đây vượn người, hắn đột nhiên phát hiện này một đám vượn người cũng không đơn giản. Căn bản cũng không phải là trước đó chỗ bắt loại kia vượn người. Những người vượn này thế mà từng cái đều là thân thủ bất phàm. Có là lực lớn vô cùng hạng người, có chửa cỗ pháp lực. Riêng là trước mặt năm cái cầm đầu vượn người. Cái này năm tên người vượn nhìn tuổi tác có chút lớn, giống là nhân loại bên trong loại kia 60 đến tuổi lão giả. Trên người bọn họ mặc trường bào màu xanh. Bất quá, trên mặt bọn họ còn là có rậm rạp lông tóc. Những người vượn này ánh mắt đều có sự khác biệt, nhưng là nhìn sơ qua, luôn cảm giác từng cái đều mẹ nó không sai biệt lắm. Thì cùng người nhìn vườn bách thú giống như con khỉ, rất khó coi ra khác nhau rất lớn tới. Năm tên vượn người trong cao thủ, lại có một cái cầm đầu, người vượn này sợi râu rất dài, mà lại là râu tóc bạc trắng. Nhưng hắn tuy nhiên cao tuổi, thế nhưng là trong mắt lại là tinh quang bùng lên. Tu luyện pháp lực không thể so với tu luyện võ đạo thân thể có ràng buộc, cuối cùng sẽ già yếu. Nhưng tu luyện pháp lực, lại là thời gian càng lâu, pháp lực càng thêm thâm hậu. Bất quá lão giả này thân thể theo nhưng đã bắt đầu mục nát. Nếu là hắn không thể siêu thoát thân thể, luyện thì bất diệt nguyên thần. Đến lúc đó thân thể vừa chết, hắn lại cao hơn pháp lực cũng phải tan thành mây khói. Tu luyện nhục thân người, như La Quân loại này, thân thể không xấu, có thể sống 300-500 năm. Ba thời gian 500 năm, liền có thể để hắn có càng nhiều thời gian tới tu luyện pháp lực. Cũng liền có càng nhiều thời gian theo đuổi cầu nguyên thần bất diệt. La Quân thân thể nhưng nói là lưu ly ngọc thân. Như Đồng Xuyên, Tống Đế Vương bọn họ, số tuổi cũng không có bao nhiêu. Không tầm thường cũng là gần 200 tuổi. Mà Tống Đế Vương con gái, như Tống Ninh vẫn thật là chỉ có 20 tuổi. Cũng liền Tống Ngọc có khoảng 40 tuổi. Thập Điện Diêm La tuy nhiên một mực tồn tại, nhưng cũng là đời đời tương truyền, cha con thay đổi. Cũng không phải là bọn họ có thể trường sinh bất tử. Trên đời này, duy nhất có thể trường sinh bất tử, cũng là nguyên thần. Nguyên thần bất diệt, nhưng nguyên thần lại phải thừa nhận thiên kiếp. Ngược lại là cái kia huyết tộc người, từng cái số tuổi có chút lớn. Bởi vì bọn hắn chủ yếu là tu luyện nhục thân, thân thể cường đại. Cho nên mới có thể sống càng lâu. Tống Đế Vương bọn họ đấu pháp cũng không lợi hại, nhưng bọn hắn thân thể thối luyện lại là rất lợi hại. Theo La Quân một dạng, lưu ly ngọc thân. Bất quá giờ phút này, La Quân trước mắt những người vượn này lão giả. La Quân thì nhìn ra được, bọn họ thân thể không có như vậy thuần túy, xem ra bọn họ là có trọng tu luyện pháp lực, có trọng tu luyện nhục thân. Đây là âm diện thế giới bên trong, âm khí vần quanh, cho bọn hắn một cái tiện lợi. Bọn họ còn chưa tới đạt thần thông cảnh, liền có thể tự hành hấp thu pháp lực thoải mái não vực, thành tựu pháp lực. Nhưng là, tuy nhiên bọn họ có như thế tiện lợi, nhưng vạn sự vạn vật, có lợi thì có hại. Không luyện thân thể, trước luyện pháp lực, như vậy thân thể không được, liền sẽ dẫn đến sớm già yếu tử vong. Lại nói lúc này, La Quân nhìn về phía người vượn kia bên trong lão giả râu bạc trắng, trầm giọng nói ra, ta cùng các ngươi không oán không cừu, là sao cản trở chúng ta đường đi. Hắn sau khi nói xong, trong lòng cũng ở trong tối tự phỏng đoán, những này cao cấp vượn người đến có thể hay không nói ngôn ngữ nhân loại. Lập tức, La Quân thì thở phào. Bởi vì lão giả râu bạc trắng là hội nói ngôn ngữ nhân loại. Hắn nhìn về phía La Quân, trầm giọng nói ra, đem trong tay ngươi thiên huyền la bàn giao ra. La Quân sững sờ, thầm nghĩ, trời ạ, làm nửa ngày, chính mình cùng cái kia ma nhân thủ lĩnh nói chuyện bị những người vượn này nghe được. Bọn họ một mực cùng ma nhân thủ lĩnh chiến đấu, nhưng lại luôn luôn đánh không thắng.
bây giờ nghe nói mình có thể khắc chế ma nhân thủ lĩnh Thiên Huyền La Bàn, tự nhiên là muốn có được. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Mà Tống Ninh cũng có chút ngẩn người, cái này thật là thì không tốt lắm chơi. La Quân cười khổ một tiếng, xong cái kia lão giả râu bạc trắng nói ra, ta nếu là nói, ta căn bản không có cái gọi là Thiên Huyền La Bàn, trước đó là đem cái kia ma nhân thủ lĩnh hù dọa đi, ngươi tin không? Người trẻ tuổi, người cảm thấy ngươi nói như vậy, chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lão giả râu bạc trắng cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi người trẻ tuổi này, miệng lưỡi dẻo quẹo. Ở trước mặt một bộ lý do thoái thác, phía sau một bộ lý do thoái thác. Cái kia ma nhân thủ lĩnh tàn bạo thành tính, trời sinh tính đa nghi. Ngươi nếu là không có Thiên Huyền La Bàn, làm sao có thể lừa qua hắn? Đón đến, lão giả râu bạc trắng tiếp tục nói, huống chi, chúng ta là nhìn tận mắt trên người ngươi bắn ngược kim quang đem cái kia ma nhân thủ lĩnh trấn khai. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, mặc kệ ta có hay không Thiên Huyền La Bàn, mặc kệ ta nói là nói thật nói dối. Cái này giống như đều cùng các ngươi không có quan hệ gì à. Thiên Huyền La Bàn, dù cho ta có, đó cũng là ta. Giống như không phải đoạt các ngươi. Làm sao, các ngươi muốn ăn cướp trắng trợn hay sao? Cái kia lão giả râu bạc trắng nói ra, không sai, Thiên Huyền La Bàn là ngươi không giả. Nhưng bây giờ, chúng ta muốn mượn ngươi La Bàn dùng một lát. Ha ha, vậy thì tốt, đã các ngươi mở miệng mượn, vậy ta trả lời chính là, không mượn. La Quân nói ra, nếu là mượn đồ, vật, vậy ta thì có không mượn quyền lợi đi. Cái kia lão giả râu bạc trắng bên người mắt ưng lão giả lạnh lùng nói ra, xem ra các hạ là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. La Quân cười lạnh, nói ra, ma nhân thủ lĩnh còn bắt ta không có cách nào, các ngươi coi là ỷ vào nhiều người, ta thì sợ các ngươi sao. Các ngươi tốt nhất đừng ép ta, không phải vậy lời nói, đừng trách ta đem bọn ngươi giết cho máu chảy thành sông. Tống Xương Tuyết đã ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. La Quân cũng tế ra Long Văn Kiếm. Song phương bầu không khí nhất thời khẩn trương lên. Cái kia lão giả râu bạc trắng khẽ thở dài một tiếng, nói ra, đã như vậy, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn sau khi nói xong, chính là đột nhiên há miệng. Hắn há miệng, trong miệng thế mà phun ra một ngụm thanh phong kiếm. Cái kia thanh phong kiếm mãnh liệt chém tới La Quân. Loại tình huống này, chung quanh bị vượn người cao thủ vây quanh. La Quân cùng Tống Xương Tuyết muốn xuyên toa hư không cũng không có khả năng. Căn bản là không đường có thể trốn. Cho nên, La Quân chỉ có nghênh chiến. Cái kia thanh phong kiếm chạm giết tới, La Quân lập tức lấy tạo hóa kiếm quyết ứng đối. Trong một chớp mắt, tạo hóa kiếm quyết như to lớn kiếm trận, đao quang kiếm ảnh như tổ ong đồng dạng rảo giết đi qua. Thanh phong kiếm cùng tạo hóa kiếm quyết trên không trung liên tục đánh giết mấy lần, sau cùng, thanh phong kiếm bị bước về qua. La Quân cũng cấp tốc thu Long Văn Kiếm, hắn lạnh giọng nói ra, ta cùng các ngươi không oán không cừu, không muốn dưới kiếm nhiễm vô tội oan hồn. Các ngươi tốt nhất đừng hùng hổ dọa người. Cái kia lão giả râu bạc trắng lại là không nói hai lời, sau đó hét lớn một tiếng nói, bố trận. Tiếp theo, bọn họ cái này năm tên lão giả lập tức tế ra bản thân bản mệnh bảo kiếm. Trong lúc nhất thời, năm cây bảo kiếm lập lòe ra vô cùng kiếm quang. Cái này năm đạo kiếm quang lại là đại biểu thiên địa ngũ hành. Tựa như là thiên đạo trừng phạt một dạng. Năm đạo kiếm quang cấp tốc đem La Quân cùng Tống Xương Tuyết vây lại. La Quân cảm nhận được kiếm này trận khủng bố cùng lợi hại, tựa hồ chỉ cần mình vừa phản kháng, ngay lập tức sẽ tiếp nhận vô cùng chi thiên cướp. Cho dù là tạo hóa kiếm quyết cũng ngăn cản không nổi. Ngay vào lúc này, cái kia lão giả râu bạc trắng nói ra, người trẻ tuổi, chúng ta cũng không muốn chu sát vô tội. Người bây giờ đem cái kia Thiên Huyền La Bàn giao ra, chúng ta liền tha chết cho ngươi. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn trầm giọng nói ra, trên người của ta cũng không có Thiên Huyền La Bàn, chỉ có một đạo vô lượng phù ấn. Thiên Huyền La Bàn chính là lừa gạt ma nhân thủ lĩnh. Ta cái kia vô lượng phù ấn chỉ có 3 lần kim quang có thể bắn ngược, mà lại cũng không có khả năng hủy diệt ma nhân thủ lĩnh năng lực. Cho nên, các ngươi muốn ta giao ra Thiên Huyền La Bàn, ta căn bản cũng không có, làm sao giao? Chuyện này là thật, liền cũng tại lúc này, cái kia lão giả râu bạc trắng thu trận pháp. Cái kia vô cùng khủng bố kiếm trận rốt cục biến mất, La Quân cùng Tống Xương Tuyết đều là lòng còn sợ hãi. La Quân nhìn về phía lão giả râu bạc trắng, nói ra, tự nhiên coi là thật. Hắn sau khi nói xong, liền đem vô lượng phù ấn từ ở ngực lấy ra. Hắn nói ra, đây chính là ta bắn ngược kim quang, bây giờ chỉ còn lại có một đạo phản lực.
không tin chính ngươi cầm lấy đi nhìn. La Quân biết là không trốn thoát được, hắn nghĩ, vô lượng phù ấn tuy nhiên là đồ tốt, nhưng tổng không thể so với mạng nhỏ trọng yếu đi. Lúc này, cũng chỉ có thẳng thắn. Cái kia lão giả râu bạc trắng tiếp nhận La Quân vô lượng phù ấn, sau đó, lão giả liền dùng pháp lực qua thăm dò vô lượng phù ấn. Sau một hồi khá lâu, hắn mới đưa vô lượng phù ấn trả lại La Quân. Sau đó, lão giả râu bạc trắng nói ra, thì ra là thế. Hắn sau đó hướng La Quân sâu khom người bái thật sâu, nói ra, tiểu công tử, trước đó nhiều có đắc tội, là chúng ta không phải. Cáo từ. La Quân liền nhìn thấy lão giả này trong mắt có nồng đậm thất vọng. Thậm chí có thể nói có một loại bi thương. Đó là hy vọng sụp đổ về sau thất vọng cùng bi thương. Không chỉ là lão giả râu bạc trắng, còn lại mấy tên lão giả, bao quát những người vượn kia cao thủ, trong mắt bọn họ đều có đồng dạng bi thương và thất vọng. La Quân tuy nhiên cùng bọn hắn giao lưu không nhiều, nhưng lại có thể đoán ra một hai. Bởi vì hắn là lấy trước đó tên kia vượn người trí nhớ, minh bạch bọn họ mới thật sự là thâm thụ ma nhân thủ lĩnh chi hại. Mà lại hiện tại, ma nhân thủ lĩnh vẫn là tại bốn phía bắt bọn họ, muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Đây là diệt tộc chi hỏa. Nhưng bọn hắn bây giờ lại không có cách nào đến ứng đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ma nhân thủ lĩnh từng ngày từng bước xâm chiếm, hãm hại bọn họ tộc nhân. Đây là lớn nhất bi ai. Cho nên, bọn họ tại biết mình có cái kia thiên huyền la bàn lúc, mới hội kích động như thế. Mới có thể không tiếc hết thảy ra đến cướp đoạt. Các vị cũng không cần quá mức lo lắng. La Quân bỗng nhiên nói ra, chúng ta này đến chính là vì giải bên này hoang bên trong phát sinh chuyện gì. Hiện tại chúng ta đã biết là ma nhân thủ lĩnh làm hại. Tiếp đó, chúng ta liền sẽ đi xin phép phương gia. Về sau, chúng ta lại phái càng hơn cao thủ tới đối phó cái này ma nhân thủ lĩnh. Chư vị chỉ cần nhịn thêm một chút liền tốt. La Quân trung quy là thiện lương. Hắn không đành lòng nhìn lấy đám người này tuyệt vọng như vậy. Chính là bởi vì hắn lý giải vượn người số mệnh cùng thống khổ, cho nên hắn mới có thể đem lời nói này nói ra. Cái kia lão giả râu bạc trắng lập tức xoay người lại nhìn về phía La Quân, tràn ngập kinh hỉ nói ra, chuyện này là thật. La Quân nói ra, tự nhiên coi là thật. Cái kia một đám vượn trong mắt người nhất thời bốc cháy lên hy vọng. La Quân cùng Tống Xương Tuyết tại thời khắc này, liền cũng cảm giác được trên vai gánh chi trọng. Đa tạ công tử, lão giả râu bạc trắng lần nữa hướng La Quân cúi đầu, hắn nói ra, công tử chính là thiện tâm người, chúng ta trước đó vô lễ như thế, công tử còn đuổi theo vì bọn ta suy nghĩ. Lão hủ thật sự là hổ thẹn không thôi. La Quân mỉm cười, nói ra, ngài khách khí. Sau đó, La Quân cũng không từng làm nhiều trì hoãn, nói ra, tại hạ chờ còn có chuyện quan trọng tại thân, trước hết cùng chư vị sau khi từ biệt. Cái kia lão giả râu bạc trắng chờ gật đầu. La Quân cùng Tống Xương Tuyết lập tức liền sau khi từ biệt bọn này vượn người. Lúc này, Tống Xương Tuyết đều có chút bội phục La Quân. Liên tục mấy lần nguy cơ đều bị hắn dễ như trở bàn tay hóa giải. Người này, là tuyệt đối nhân tài. Tống Xương Tuyết cảm thấy phụ thân đến La Quân cái này nhân tài, cái kia là tuyệt đối thiên đại cơ duyên. Tương lai là có thể dạy đại dụng. Mà lại, tiểu muội ưa thích hắn, thật đúng là không phải là không có đạo lý. La Quân cùng Tống Xương Tuyết hành quân gấp đi đường, nhưng mà đoạn đường này qua, chung quy là khó khăn trùng trùng. Hai người rời đi không đến 10 phút đồng hồ, bên trên bầu trời lại lần nữa dậy biến hóa. Một trận vòi rồng cuồng phong tập giết tới, sau đó ma nhân thủ lĩnh cái kia ma tính quyến tiếng cuồng tiếu lại lần nữa truyền tới. La Quân cùng Tống Xương Tuyết đều là bị kinh ngạc, hai người thầm nghĩ, khó nói chúng ta cùng những người vượn kia nói chuyện bị cái này ma nhân thủ lĩnh biết. Liền cũng tại lúc này, ma nhân thủ lĩnh rốt cục xuất hiện tại La Quân cùng Tống Xương Tuyết trước mặt. Sau đó, để La Quân cùng Tống Xương Tuyết càng thêm kinh ngạc là, hắn chả mang đến ba người, cái kia chính là Tống Kinh Luân, Thanh Hư Đạo Trưởng, Từ Mậu. Ba người bị ma nhân thủ lĩnh ném xuống đất. Ba người này đều bản thân bị trọng thương, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Tống Kinh Luân ba người gian nan ngồi xuống, Tống Kinh Luân khóe miệng có tơ máu. Nhị ca, người không sao chứ? Tống Xương Tuyết giật mình, vội vàng chạy vội tới Tống Kinh Luân trước mặt. Tống Kinh Luân cố hết sức nói ra, ta còn tốt, không chết. Các ngươi đi mau, không cần quản chúng ta. Tống Xương Tuyết chỗ nào khả năng vứt xuống Tống Kinh Luân a, nàng trong mắt lóe lên lệ quang, nói, chúng ta muốn chết cùng chết. Tống Kinh Luân còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lại một lần nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân lúc này cũng là nhíu mày,
bất quá hắn có thể khẳng định một chuyện. Cái kia chính là ma nhân thủ lĩnh cũng không biết mình thiên huyền la bàn là giả. Nhưng là, La Quân có chút buồn bực nhìn về phía ma nhân thủ lĩnh, nói, người đây là ý gì? Ma nhân thủ lĩnh cười ha ha một tiếng, nói ra, người có cái kia thiên huyền la bàn, hộ thể kim quang lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể bảo vệ bọn họ toàn bộ? La Quân nói ra, không sai, ta là bảo hộ không được. Bất quá ta thì không hiểu, người muốn giết bọn hắn, trực tiếp giết liền tốt. Người bây giờ đem bọn hắn đưa đến trước mặt ta đến là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn dùng bọn họ đến uy ta, để cho ta ngoan ngoãn giao ra thiên huyền la bàn, sau đó để ngươi giết chết ta? Ngươi sẽ không cho là ta có như thế ngu xuẩn a? Ma nhân thủ lĩnh ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, phàm nhân, ta xin hỏi các ngươi những nhân loại này tùy tiện tiến đến biên hoang, ý muốn như thế nào? Muốn giết chết ngươi a? La Quân thẳng thắn, nói ra, ngươi đem bên này hoang làm cho đại loạn một đoàn, quả thực thì là sinh linh đổ thán. Chúng ta chính là chính nghĩa chi sư, tự nhiên không thể chịu đựng ngươi cái này tà ma quyến cuồng. Ma nhân thủ lĩnh cười ha ha một tiếng, nói ra, các ngươi muốn giết ta, có năng lực như thế sao? La Quân cũng cười ha ha một tiếng, nói ra, chúng ta thật là không có năng lực này. Cho nên chúng ta hiện tại muốn trở về xin cứu binh a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thật đã trải qua thiên hạ vô địch, trong thiên hạ, không ai có thể kềm chế được ngươi sao? Ma nhân thủ lĩnh lo lắng cũng là cái này một gốc dạ, không phải vậy hắn sẽ không đem mấy con tin này chộp tới theo La Quân nói nhảm. Quả là thế, ma nhân thủ lĩnh trong mắt lóe lên sát ý. Hắn đương nhiên sẽ không cuồng vọng đến lấy vì nhân gian giới đều không người có thể chế trụ hắn, chính là bởi vì có cái này lo lắng, cho nên hắn nhất định phải tới ngăn cản La Quân cùng Tống Xương Tuyết trở lại Bồ Tát Thành. Ngươi nếu dám trở về báo tin, ta liền giết những người này. Ma nhân thủ lĩnh lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra, vậy ngươi muốn thế nào? Lúc này, thực Tống Kinh Luân, Thanh Hư đạo trưởng, còn có Từ Mậu là có chút mộng bức. Bọn họ không hiểu cái này dưới mắt là cái tình huống như thế nào. Lúc đầu bọn họ bị ma nhân thủ lĩnh đuổi kịp thời điểm, là coi là chết chắc. Nhưng ma nhân thủ lĩnh nhưng không có giết bọn hắn. Hiện tại ma nhân thủ lĩnh lại tìm đến La Quân, nói cái gì thiên huyền la bàn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, giống như ma nhân thủ lĩnh rất lợi hại kiêng kỵ La Quân. Cái này để bọn hắn càng thêm trăm bề không được giải. Ma nhân thủ lĩnh trầm giọng nói ra, các ngươi đều cùng ta hồi ma tổ bên trong, người nào cũng không thể rời đi nơi này. Không phải vậy lời nói, ta lập tức đem bọn hắn toàn giết. Cùng ngươi hồi ma tổ, sau đó để thủ hạ ngươi đến công kích ta, dùng cái này phá mất ta thiên huyền la bàn hủy diệt chi quang. Như thế về sau, ngươi liền có thể tùy tiện giết chúng ta. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi đoán ta có hay không như thế ngu xuẩn. Ma nhân thủ lĩnh tâm tư tùy tiện liền bị La Quân xem thấu. Hắn không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Cùng lúc đó, ma nhân thủ lĩnh cũng là thật tâm cảm thấy La Quân gia hỏa này quá thông minh, tư duy nhanh nhẹn, căn bản không có gì có thể tính kế đến gia hỏa này. Gia hỏa này quá khó chơi. Đây là ma nhân thủ lĩnh trong nháy mắt tâm lý ý nghĩ. Ma nhân thủ lĩnh trầm giọng nói ra, ngươi như còn dám bực bội, bản tôn liền đem bọn hắn giết. La Quân nói ra, ngươi đem chúng ta mang về ma xào, đó còn là muốn đem bọn hắn giết. Mà lại, ngươi cái này sẽ còn dựng vào tính mạng của ta. Cho nên, ngươi bây giờ muốn giết bọn hắn, vậy thì liền tùy tiện. Chỉ bất quá, vị này là chúng ta nhị công tử. Phụ thân hắn cùng thần đế là bạn tốt, tự thân cũng là hạng người pháp lực thông thiên. Ngươi thì cứ việc giết đi, giết hắn về sau, cha hắn cha qua không thể có đảo ngươi ra. La Quân thuận miệng nói bậy, mắt cũng không nháy. Tống Xương Tuyết vốn đang lo lắng muốn chết, bây giờ nghe La Quân kiểu nói này, nàng đều có loại vô án tán dương xúc động. Ngươi, ma nhân thủ lĩnh giận dữ. La Quân nói ra, ngươi cái gì ngươi, ngươi giết a, ngươi giết, ta lập tức trở về hướng cha hắn cha báo cáo. Sau đó tới lại xử lý ngươi. Ma nhân thủ lĩnh giận tím mặt nói, ngươi cho rằng ngươi có thể uy được bản tôn. La Quân nói ra, ta là uy không được ngươi, vậy ngươi giết a. Ngươi giết ta cũng không cần do dự, xoay người rời đi. Tối thiểu ta có thể không cần bồi lên tánh mạng không phải. Nếu là dựa vào ngươi quỷ kế, lần này không chỉ có cứu không bọn họ, mạng nhỏ mình cũng phải dựng vào. Đã như vậy, ta hay là hy vọng chính ta có thể còn sống. Ngươi thật sự cho rằng bản tôn không dám giết bọn họ. Ma nhân thủ lĩnh rốt cục nổi giận, đột nhiên, hắn một chỉ điểm ra một đạo băng kiếm.
Cái kia phong bạo hạt tuyết hóa thành một đạo băng kiếm, trực tiếp chém tới Thanh Hư đạo trưởng. Thanh Hư đạo trưởng căn bản không thể động đậy, làm sao có thể đầy đủ tránh né. Mắt thấy Thanh Hư đạo trưởng liền muốn chết oan chết uổng, lúc này, La Quân đột nhiên điểm ra Long Văn kiếm. Cái kia Long Văn kiếm bay ra, cấp tốc đem cái kia băng kiếm chém chết. Ma nhân thủ lĩnh Lệ cười rộ lên, nói ra, người quả nhiên là ngoài miệng càn rỡ, người trong lòng vẫn là sợ bọn họ sẽ bị bản tôn giết chết. Sợ người cọng lông, La Quân đột nhiên thì thiểm điện hướng ma nhân thủ lĩnh đánh tới. Cái kia ma nhân thủ lĩnh giật mình, cấp tốc bay lên không trung. Ma nhân thủ lĩnh trên không trung cười ha ha, nói ra, người cầm bản tôn không có cách nào. La Quân lạnh giọng nói ra, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng đi ra. Ngươi bây giờ thu ngươi cái kia không được thiên ma nhiếp hồn đại trận, đình chỉ giết hại sinh linh. Chỉ cần ngươi đình chỉ giết hại, như vậy nơi này yêu thú thì sẽ không tiếp tục hướng Bồ Tát thành tàn phá bừa bãi. Chỉ cần cái này bên trong yên tĩnh, như vậy chúng ta liền sẽ không phái cao thủ tới tiêu diệt ngươi. Ma nhân thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, nói ra, bản tôn đại pháp ít ngày nữa thì phải hoàn thành, há nhưng lúc này triệt hồi. Cùng đang mong đợi các ngươi trở về thiện tâm đại phát, còn không bằng như vậy đem bọn ngươi vây khốn, cũng tốt nắm giữ quyền chủ động. Chúng ta đã cùng Bồ Tát thành người ước định, trong vòng 7 ngày không quay về, bọn họ liền muốn phái cao thủ tới. La Quân lập tức nói. Ma nhân thủ lĩnh Lệ cười một tiếng, nói ra, ngươi cái này ti tiện đồ, vật, miệng đầy hoang ngôn. Nếu thật có thể uy bản tôn cao thủ, sớm phái tới. Ngươi ít tại bản tôn trước mặt làm bộ làm tịch. La Quân nói ra, đã ngươi không sợ chúng ta cao thủ, vậy ngươi cần gì phải đến ngăn cản ta về Bồ Tát thành. Ma nhân thủ lĩnh trầm mặc xuống dưới. Tống Xương Tuyết cũng nhìn về phía ma nhân thủ lĩnh. La Quân cũng trầm mặc. Sau đó, ma nhân thủ lĩnh rốt cục mở miệng. Các ngươi theo bản tôn tiến về ma xào bên trong, bản tôn bố trí xuống đại pháp. Chỉ cần 77 đến 49 ngày, bản tôn đại pháp liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó, bản tôn thì thả các ngươi rời đi, quyết không nuốt lời. La Quân nói ra, ngươi như đại pháp hoàn thành, ta chỉ sợ ta hủy diệt chi quang cũng hủy diệt không ngươi. Đến lúc đó, chúng ta chẳng phải là mặc cho ngươi thịt cá. Lại nói, ngươi đại pháp hoàn thành, khẳng định liền có thể giữa thiên địa tự do hành tẩu. Đến lúc đó ngươi cũng căn bản không sợ cao thủ đến bắt ngươi. Bởi vì ngươi đã không cần thiên ma nhiếp hồn đại trận, cũng không ai có thể bắt lấy ngươi. Ta thì càng cam đoan không bọn họ an nguy. Ma nhân thủ lĩnh tức giận nói, ngươi không muốn được voi đòi tiên, tin hay không bản tôn lập tức đem bọn ngươi đám người này giết đến sạch sẽ. La Quân trầm mặc xuống dưới, hắn cũng cảm thấy cái này có chút không ổn. Hai bên đều rất khó nhượng bộ. Ma nhân thủ lĩnh không thể có thể làm cho mình yên ổn trở về. Cái này ma nhân thủ lĩnh thiên ma nhiếp hồn đại trận đến thời điểm then chốt. Lúc này, đám yêu thú càng thêm sợ hãi, sẽ tiếp tục hướng Bồ Tát thành chạy trốn. Ma nhân thủ lĩnh ở bên trong đại trận, hắn căn tại trong đại trận, hắn là sợ bị đến đây cao thủ cho hủy diệt. Cho nên, nếu là hắn thời gian. Thế nhưng là, La Quân cũng rõ ràng, nếu như chính mình thật theo cái này ma nhân thủ lĩnh về xào huyệt. Một khi cái này ma nhân thủ lĩnh thu thành cái gọi là đại pháp, như vậy bọn họ đám người này sinh tử cũng là bóp tại ma nhân thủ lĩnh trong tay. Cái này là không thể thỏa hiệp. Mà ma nhân thủ lĩnh cũng sẽ không thỏa hiệp. Liền cũng tại lúc này, ma nhân thủ lĩnh đột nhiên phát ra một trận bão táp hạt tuyết. Những này phong bạo hạt tuyết cấp tốc cuốn lên Thanh Hư đạo trưởng, Từ Mậu, càng là cuốn về phía Tống Kinh Luân cùng Tống Xương Tuyết. La Quân thân thể lóe lên, cấp tốc đem Tống Xương Tuyết cứu ra. Ma nhân thủ lĩnh cũng không có chủ tâm đi bắt Tống Xương Tuyết, hắn biết có La Quân tại, đó cũng là bắt không được. Cho nên, ma nhân thủ lĩnh chỉ là bắt bọn hắn lại ba người. Sau đó, ma nhân thủ lĩnh liền xông La Quân cùng Tống Xương Tuyết nói ra, bản tôn lười nhắc cùng các ngươi tiếp tục bực bội, nếu không theo tới, liền gọi ba người bọn hắn lập tức thịt nát xương tan. Ma nhân thủ lĩnh mang theo Tống Kinh Luân ba người lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng cực bắc chi địa bước đi. La Quân cùng Tống Xương Tuyết lập tức ngẩn ở tại chỗ. Tống Xương Tuyết chỗ nào có thể thật trơ mắt nhìn lấy nhị ca chết tại ma nhân thủ lĩnh trong tay, làm sao bây giờ? Tống Xương Tuyết gấp, nàng lập tức hỏi La Quân. Ở trong mắt nàng, La Quân là không gì làm không được. Lúc này, nàng cũng chỉ có thể dựa vào La Quân. La Quân tâm lý vô cùng rõ ràng, ma nhân thủ lĩnh nhẫn nại cực hạn đã đến. Nếu như mình bên này khăng khăng muốn đi,
như vậy hắn cũng xác thực không cần thiết lại giữ lại Tống Kinh Luân tính mạng bọn họ. Ma nhân thủ lĩnh cũng sẽ không cầm Tống Kinh Luân bọn họ đến làm con tin qua uy Tống Đế Vương. Tống Đế Vương tuy nhiên đau lòng nhi tử, nhưng là như hắn dạng này kiêu hùng, tại tất yếu quyết đoán lúc, tuyệt sẽ không lưu tình. Điểm này, ma nhân thủ lĩnh trong lòng là rõ ràng. Đối với ma nhân thủ lĩnh hiện tại tới nói, hắn cũng là không muốn La Quân cùng Tống Xương Tuyết trở về báo tin. Ma nhân thủ lĩnh sở dĩ dám mang theo ba người này đi, mà lại mở miệng uy nghiêm. Đó là bởi vì hắn bắt lấy Tống Xương Tuyết nhược điểm, hắn biết La Quân gia hỏa này nói không chừng có thể hạ quyết tâm, nhưng là Tống Xương Tuyết nhưng không có cái này một phần quyết đoán. Đây chính là ma nhân thủ lĩnh cũng không kiên trì bắt lấy Tống Xương Tuyết nguyên nhân. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn tự nhiên không thể thì thật trơ mắt nhìn lấy Tống Kinh Luân bọn họ chết. La Quân tâm lý đối Tống Ninh là hổ thẹn, cùng Tống Xương Tuyết cùng Tống Kinh Luân làm sao đều xem như quen biết một trận. Lại nói, coi như không có cái tầng quan hệ này tại. La Quân cũng không phải loại kia thật hung ác tâm đến có thể không chú ý người ta sinh tử người. Bây giờ tình huống đến xem, vậy cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. La Quân liền đối với Tống Xương Tuyết trầm giọng nói ra, chúng ta theo sau. Tống Xương Tuyết gật đầu. Hai người liền lập tức theo tới. Ma nhân thủ lĩnh tốc độ một mực không vui, La Quân cùng Tống Xương Tuyết theo thật sát ở phía sau. Cứ như vậy một mực theo chừng một giờ, hai người lúc trước đi đường cũng coi là không sai biệt lắm toàn phế. Tống Xương Tuyết cảm thấy lo lắng, nàng nói với La Quân, Lâm Thiên Sơn, chúng ta một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp nha. Vậy ngươi có biện pháp tốt? La Quân vừa đi đường một bên hỏi Tống Xương Tuyết. Tống Xương Tuyết lâm vào trầm mặc. Lúc này, nàng có thể có biện pháp gì tốt? La Quân một mực đang đi đường, trong đầu cũng một mực đang nghĩ biện pháp. Nhưng là mặc cho hắn trí kế bách xuất, có thể giờ khắc này lại là không có biện pháp gì tốt. Mà lại, La Quân tâm lý còn có một cái lo lắng. Đó chính là hắn ép căn bản không hề cái gì thiên huyền la bàn, hắn có thể làm cho ma nhân thủ lĩnh kiêng kỵ căn bản chính là một cái hoang ngôn. Vạn nhất bị ma nhân thủ lĩnh phát hiện đây là một cái hoang ngôn, như vậy bọn họ thì sẽ lập tức toàn bộ chết oan chết uổng. La Quân cũng là tại cầm tính mạng mình xiết đi dây. La Quân trong lòng cũng biết, hắn hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Không cần mỗi lần đều cầm tính mạng mình đến bốc lên loại này hiểm, nhưng là, hắn lại không cách nào không làm như vậy. Bởi vì hắn là La Quân mà không phải Trần Thiên Nhai, càng không phải là Trần Diệc Hàn. Chính là bởi vì hắn thực chất bên trong có thiện lương hai chữ, cho nên hắn có thể khắp nơi mọi việc đều thuận lợi, mới có thể từng bước một đi cho tới hôm nay tình trạng này. Thử hỏi hắn không thiện lương, có thể được đến Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng Thanh Liếc. Có thể được đến Huyết Tổ Vân Lôi Nhi trợ giúp, có thể được đến Lam Tử Y dốc sức tương trợ. Chúng ta bây giờ chỉ có một cái cơ hội. La Quân tại hành tẩu quá trình bên trong, hít sâu một hơi, nói với Tống Xương Tuyết. Cơ hội gì? Tống Xương Tuyết hơi hơi vui vẻ, lập tức hỏi. La Quân nói ra, ta vừa rồi đã làm một chút cầu cứu ký hào trên đường. Nơi này là biên hoang, không chỉ có ma nhân còn có vượn người. Vượn người còn hy vọng chúng ta trở về viện binh, ta hy vọng bọn họ có thể đến đây tương trợ. Nhưng vượn người không cũng không phải ma nhân thủ lĩnh đối thủ. Bọn họ đối ma nhân thủ lĩnh là tránh không kịp, Tống Xương Tuyết không khỏi nói ra. La Quân nói ra, vượn người bên trong còn có một vị thánh nữ, nghe nói là vượn người lão tổ tông tại lúc sắp chết tự mình tuyển ra tới. Ta tại người vượn kia trong trí nhớ, cảm giác được đám người vượn vô cùng tôn kính thánh nữ. Cái này thánh nữ cũng kế thừa vượn người lão tổ pháp lực, nếu là nàng đến, chỉ ít có thể lấy cho chúng ta tạm thời giải vây. Vượn người thánh nữ nếu là có năng lực này, là sao không rất sớm đối phó ma nhân thủ lĩnh? Tống Xương Tuyết nói ra. La Quân nói ra, thánh nữ cũng không phải ma nhân thủ lĩnh đối thủ, càng phá không thiên ma nhiếp hồn đại trận. Nhưng là bây giờ, ma nhân thủ lĩnh đã rời đi thiên ma nhiếp hồn đại trận quá lâu. Hắn cách thiên ma nhiếp hồn đại trận càng xa, công lực liền sẽ càng yếu. Nếu như lúc này thánh nữ đến, không nói có thể giết ra hỏa này, chí ít cũng có thể đuổi đi hắn. Cái này ma nhân thủ lĩnh tuy nhiên cường đại, nhưng là muốn dẫn lấy ba cái dương cương chi thể bay thẳng đến được, cái kia cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Tống Xương Tuyết nghe vậy không khỏi trong lòng bốc cháy lên hy vọng, nói ra, hy vọng chúng ta thật có thể kinh động thánh nữ đến đây đi. La Quân trong lòng từ cũng là hy vọng. Ma nhân thủ lĩnh một đường mang theo ba người chất phi hành một ngày tầm đó. Bất quá hắn tốc độ không nhanh, chủ yếu là bay quá nhanh,
La Quân cùng Tống Xương Tuyết cũng theo không kịp. Đến tối, ma nhân thủ lĩnh làm một kiện để người không tưởng tượng được sự tình. Cái kia chính là ma nhân thủ lĩnh đem Tống Kinh Luân ba người vứt xuống tới. Tiếp theo, ma nhân thủ lĩnh hướng La Quân cùng Tống Xương Tuyết nói ra, ba người này thương thế rất nặng, các ngươi tốt nhất lấy pháp lực vì sơ tán kinh mạch. Bản tôn hiện tại muốn về thiên trong ma trận hấp thu pháp lực, ngày mai lại đến mang các ngươi đi trở về. Ma nhân thủ lĩnh sau khi nói xong thì bay đi. Trong nháy mắt liền trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Tống Xương Tuyết cùng La Quân sững sờ, bọn họ đều có chút không dám tin tưởng, cái này ma nhân thủ lĩnh cứ như vậy đi. Thật đi, Tống Xương Tuyết không thể tin nói ra. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt rồi nói ra, cũng là không kỳ quái, hắn tiêu hao quá lớn, nhất định phải hồi thiên ma nhiếp hồn trong trận hấp thu hắn ma nhân con dân luyện thì đại trận pháp lực. Hắn mang bọn ta chạy một ngày như vậy, cũng là đã biết, chúng ta hiện tại là không thể nào tại một đêm bên trong trở lại Bồ Tát Thành. Lại nói, nhị công tử bọn họ còn thụ thương nghiêm trọng, cũng chịu đựng không được thời gian dài bôn ba. Tống Xương Tuyết nói ra, ta minh bạch, hiện tại mặc kệ chúng ta trốn ở đâu, hắn đều có thể chuẩn xác tìm tới chúng ta. Chỉ cần chúng ta tại một đêm bên trong không trở về được Bồ Tát Thành, hắn thì căn bản không lo lắng. La Quân nói ra, là đạo lý này. Tống Xương Tuyết tâm tình nặng nề, nàng lập tức đến Tống Kinh Luân bên cạnh hỏi, nhị ca, các ngươi thế nào? Tống Kinh Luân, Thanh Hư đạo trưởng, từ mẫu tình huống cũng không quá tốt. Tống Kinh Luân không khỏi đắng chát nói ra, tứ muội, là chúng ta liên lụy các ngươi. Tống Xương Tuyết lập tức nói, nhị ca, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Tống Kinh Luân không khỏi nhìn về phía La Quân, hỏi, Lâm huynh, ngươi thiên huyền la bàn đến là cái gì? Thế mà làm cho ma nhân thủ lĩnh như vậy kiêng kỵ. Tống Xương Tuyết đang muốn mở miệng. La Quân cắt đứt Tống Xương Tuyết lời nói, nói ra, là một kiện pháp khí, có thể đối ma nhân thủ lĩnh tạo thành chí mạng thương hại. Tống Xương Tuyết không khỏi sững sờ, nàng cũng là người thông minh, lập tức liền minh bạch La Quân là không nghĩ nàng nói ra chân tướng. Tống Xương Tuyết tuy nhiên cảm thấy nhị ca tuyệt đối có thể tin, nhưng nàng cũng sợ ma nhân thủ lĩnh vạn nhất còn tại phụ cận đâu. Hoặc là ma nhân thủ lĩnh lấy pháp lực trên người bọn hắn làm tay chân đâu. Cho nên Tống Xương Tuyết lựa chọn im miệng. La Quân sau đó liền đem lều vải dựng lên. Mọi người tiến trong lều vải, La Quân cùng Tống Xương Tuyết lại cho Tống Kinh Luân ba người bọn họ trùm lên chăn mền. Ba sắc mặt người liền lập tức tốt hơn nhiều. Tống Kinh Luân cũng không khỏi âm thầm vui mừng, may mắn chính mình để muội muội đi theo cái này Lâm Thiên Sơn. Cái này Lâm Thiên Sơn quả nhiên cũng là tốt dạng. Một mực che chở muội muội chu toàn. Liền cũng tại lúc này, La Quân nói với Tống Xương Tuyết, tuy nhiên chúng ta về không Bồ Tát Thành, nhưng là hiện tại chúng ta cũng phải làm điểm cái gì. Người ngay ở chỗ này trông coi nhị công tử bọn họ, ta ra ngoài tìm vượn người trợ thủ. Tống Xương Tuyết gật gật đầu, nói ra, tốt. La Quân ngay sau đó liền chuẩn bị rời đi. Hắn vừa muốn đi ra lều vải, cái kia Từ Mậu bỗng nhiên chống đỡ đứng người dậy, gian khó nói, Lâm huynh đệ. Ngươi sẽ không một đi không trở lại a? La Quân sững sờ. Từ Mậu cái này lời vừa nói ra, Tống Xương Tuyết, Tống Kinh Luân bọn họ cũng là run lên. Đúng vậy a, muốn là Lâm Thiên Sơn gia hỏa này thật một đi không trở lại. Cái kia ma nhân thủ lĩnh bắt hắn lại không có cách, có thể mọi người thì thảm. La Quân sau đó cười ha ha, nói ra, ta nếu là muốn đi, nhất định quang minh chính đại đi. Mà lại, các ngươi hiện tại ai cũng không có biện pháp bắt ta. Không phải sao? Từ Mậu nhất thời mặt mo đỏ ửng, hắn nói ra, là tại hạ lòng tiểu nhân, mong rằng Lâm huynh chớ trách. La Quân cười một tiếng, nói ra, không có gì đáng ngại. Sau đó, La Quân liền khoản chi bồng. Bầu trời là đen nhánh, nhưng bốn phương tám hướng đều là một mảnh đất tuyết. Nơi xa còn có làm rừng cây khô. Tuyết lông ngỗng lại hạ xuống tới, gió bắc gào thét. La Quân đi trên đường, sâu một chân, cạn một chân. Hắn cũng không quái Từ Mậu lòng tiểu nhân, bởi vì người tại gặp nguy nan thời điểm, mẫn cảm một chút là rất bình thường. Phi Dung, La Quân hô một tiếng. Trần Phi Dung lập tức bay ra ngoài, nàng gần nhất vẫn luôn chưa hề đi ra, có thể đem nàng một ngạt. Dương ca ca, nàng sau khi ra ngoài, lại nhìn bốn phía, không khỏi nói ra, Dương ca ca, nơi này thật xinh đẹp nha. La Quân nói ra, xinh đẹp chơi nha, chúng ta lại không cố gắng một chút. Mạng nhỏ đều muốn bỏ ở nơi này. Trần Phi Dung lập tức hỏi, thế nào, chuyện gì phát sinh?
Trần Phi Dung trước đó một mực ở vào tinh khiết pháp lực trạng thái, cho nên nàng thực không rõ lắm ngoại giới sự tình. La Quân lập tức liền đem chính mình tao ngộ vấn đề nói. Trần Phi Dung cũng lập tức liền minh bạch, nàng nói ra, cho nên Dương ca ca ngươi là muốn ta qua tìm tới vượn người đúng không? La Quân nói ra, không sai, chúng ta thời gian không nhiều. Mà vượn người xào huyệt khoảng cách chúng ta nơi này lại quá xa. Trần Phi Dung nói ra, tốt, ta lập tức đi làm ngay. Nàng sau khi nói xong thì bay lên không trung. Nàng cũng có thể nhập ma đầu người lĩnh một dạng tụ tán vô thường, bay tới bay lui. Có thể Trần Phi Dung hiển nhiên không phải là ma nhân thủ lĩnh đối thủ. Bởi vì cái kia ma nhân thủ lĩnh, đến một lần xác thực pháp lực vô biên. Thứ hai, ma nhân thủ lĩnh là ngưng tụ sở hữu ma nhân lực lượng, còn có cái kia ma nhân thủ lĩnh cũng một mực đang hấp thu yêu thú tinh khí. Cho nên, ma nhân thủ lĩnh mới có thể cường đại như thế, cường đại đến quả thực biến thái A. Trần Phi Dung chỉ là phân ra bộ phận suy nghĩ trước đi tìm. Đại bộ phận suy nghĩ vẫn là hóa là pháp lực cất giữ trong La Quân trong não vực. Bây giờ Trần Phi Dung, suy nghĩ cường đại, pháp lực sâu dày vô cùng. Đây cũng là La Quân bây giờ có thể thiếu ngạo quần hùng nguyên nhân. Trên thực tế, nếu như hắn rời đi Trần Phi Dung, như vậy hắn tại cái này địa ngục chi môn bên trong, vẫn thật là cái rắm cũng không bằng. Trần Phi Dung đã biết người vượn kia xào huyệt ở nơi nào. Cho nên nàng liền trực tiếp hướng vượn người xào huyệt bay đi. Tới lui như điện, ngàn dặm khoảng cách, chớp mắt đã tới. Nói trở lại, La Quân cũng có thể để Trần Phi Dung đi cùng cái kia Tống Đế Vương báo tin. Bất quá, La Quân không muốn làm như vậy, bởi vì Trần Phi Dung là hắn bí mật, hắn không muốn để cho Tống Đế Vương biết. Đây cũng là hắn bài. Mặt khác, khốn cảnh trước mắt, tìm Tống Đế Vương cũng không quá tới kịp. Hắn vẫn là muốn thông qua chính mình đến hóa giải. Trần Phi Dung tại một giờ không đến lúc đó ở giữa liền đến vượn người xào huyệt. Cái kia trong hang ổ mặt là một cái sơn động thật lớn, trong sơn động lại là động thiên phúc địa, có ấm áp, còn có cây cối lâm viên, cũng có vô số linh quả sinh trưởng. Trần Phi Dung biết nơi này là vượn người xào huyệt, nàng là không thể quá mức làm loạn. Không phải vậy lời nói, chính mình gặp nguy hiểm không nói, hơn nữa còn hội chậm trễ Dương ca ca cầu cứu. Trần Phi Dung lấy hạt tuyết ngưng tụ nguyên hình, rất nhanh. Nàng tựa như là một cái tuyết nữ một dạng xuất hiện. Sau đó, nàng phát ra tinh thần ý niệm tiến vào trong sơn động. Thánh nữ ở trên, tiểu nữ tử Trần Phi Dung có chuyện quan trọng cầu kiến, mong rằng thánh nữ có thể dàn xếp thấy một lần. Trần Phi Dung nói xong phía trước một đoạn về sau, lại nói, việc này chính là việc quan hệ ma nhân thủ lĩnh, chuyện rất quan trọng, cầu thánh nữ dàn xếp. Sau khi nói xong, Trần Phi Dung liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu sau, bên trong bỗng nhiên truyền tới một thanh âm cô gái, ngươi là người phương nào? Cái thanh âm này từ xa xăm động phủ chỗ sâu mà đến, cũng rất tốt truyền đến Trần Phi Dung trong tai. Trần Phi Dung lập tức nói, thánh nữ ở trên, tiểu nữ tử cùng phu quân vốn là phụng thập điện Diêm La cầm đầu Tống Đế Vương chi lệnh, đến đây xem xét biên hoang là sao xuất hiện dị động. Nhưng sau khi đi vào, tao ngộ ma nhân thủ lĩnh gây khó dễ. Bây giờ chúng ta muốn phải trở về Tống Đế Thành. Gặp mặt Tống Đế Vương, báo cáo ma nhân thủ lĩnh làm hại một chuyện. Không muốn ma nhân thủ lĩnh lại là ngăn cản chúng ta trở về. Bây giờ tính mạng của bọn ta đáng lo, cho nên chuyên tới để thỉnh cầu thánh nữ xuất thủ cứu giúp. Nữ tử kia thanh thúy êm tai thanh âm rất nhanh truyền tới, nói ra, ngươi là làm thế nào biết ta chỗ ở? Lại làm thế nào biết ta là thánh nữ? Càng là làm thế nào biết, ta có thể cứu ngươi nhóm? Trần Phi Dung lập tức nói. Tiểu nữ tử có lấy sinh linh trí nhớ biện pháp, trước đó lấy một vị vượn người huynh đệ trí nhớ, cho nên biết được biên hoang bên trong biến cố. Đừng nhìn Trần Phi Dung xưa nay tại La Quân trước mặt giống như không dành thế sự, cái gì cũng không muốn. Nhưng thực Trần Phi Dung cũng không ngốc, nàng có chính nàng nhanh nhạy cùng phương pháp xử sự. Sau đó, thánh nữ kia trầm mặc xuống dưới. Sau một hồi khá lâu, thánh nữ nói ra, ngươi vào đi. Sáng ngày thứ hai. La Quân trở lại trong lều vải. Trần Phi Dung đã sớm trở lại hắn trong não vực. Trần Phi Dung nói cho La Quân, thánh nữ đã đáp ứng xuất thủ. Bất quá thánh nữ cũng không giống như Trần Phi Dung dạng này, có thể vừa đi vừa về phi hành, trong nháy mắt ngàn dặm. Cho nên thánh nữ qua đến còn phải chút thời gian. Mà lại, Trần Phi Dung đã lưu lại một chút suy nghĩ cho thánh nữ. Cái này giống như là hai bộ điện thoại di động, Trần Phi Dung cho thánh nữ lưu một bộ điện thoại di động. Sau đó thánh nữ bên kia liền có thể bằng vào bộ điện thoại di động này,
tùy thời tùy chỗ định vị đến La Quân một đoàn người phương hướng. Khi La Quân xuất hiện tại trong lều vài lúc, Tống Xương Tuyết cả đám đều có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Bọn họ là có bao nhiêu sợ La Quân sẽ tới hay không a? Một khi La Quân không trở lại, bọn họ đám người này nhưng chính là chết chắc. Ma nhân thủ lĩnh vừa đến, toàn bộ đều phải chết. Còn tốt, La Quân vẫn là trở về. Thế nào, Tống Xương Tuyết lập tức hỏi La Quân. La Quân buông tay, biểu thị rất bất đắc dĩ, nói ra, không có tìm được. Vốn còn muốn tiếp tục tìm, nhưng là thời gian không kịp. Ta sợ các ngươi xảy ra chuyện, thì về tới trước. Cũng may chúng ta cách ma nhân thủ lĩnh xào huyệt còn có 3 ngày lộ trình, cho nên chúng ta còn có một số thời gian có thể qua tìm. Cũng hy vọng bọn họ có thể nhìn thấy chúng ta lưu lại ký hào đi. Tống Xương Tuyết đám người nhất thời cảm thấy thất vọng vô cùng. La Quân khẳng định không nói cho bọn hắn biết, đã liên hệ với thánh nữ. Bởi vì La Quân sợ những người này sẽ không che giấu tâm tình, vạn nhất bị cái kia đa nghi ma nhân thủ lĩnh nhìn ra manh mối gì, vậy coi như thảm như vậy. La Quân cũng không khỏi may mắn ma nhân thủ lĩnh không có để lại bộ phận suy nghĩ ở chỗ này giám thị, không phải vậy thật đúng là không dễ chơi một chút tiểu động tác. Đại khái cũng là ma nhân thủ lĩnh có nằm mơ cũng chẳng ngờ La Quân trong đầu có cái Trần Phi Dung. Ma nhân thủ lĩnh căn bản cũng không biết La Quân biết phượng người sự tình. Cũng không biết còn có cái Trần Phi Dung có thể dạ hành ngàn dặm. Nói trở lại, cho dù là ma nhân thủ lĩnh lưu lại bộ phận suy nghĩ, La Quân cũng sẽ qua cố ý nhiễu loạn ma nhân thủ lĩnh suy nghĩ, đồng thời để Trần Phi Dung qua tìm tới cơ hội báo tin. Cho nên, bất kể nói thế nào, La Quân muốn làm sự tình là sẽ không bị cải biến. Sau đó, ma nhân thủ lĩnh cũng liền tới. Đồ chó này vừa đến, không chút khách khí liền đem La Quân bọn người lều vải nhổ tận gốc, đồng thời vẫn xứng bên trên ma tính tiếng cười. Hiển nhiên một bộ trong phim ảnh trùm phản diện ra sân phương thức. La Quân mấy người cũng là im lặng. Sau đó, ma nhân thủ lĩnh lại lần nữa cuốn lên Tống Kinh Luân. Bất quá hắn lần này thế mà không có cuốn Thanh Hư đạo trưởng cùng Từ Mậu. Gia hỏa này cũng thật sự là người thông minh, biết Tống Kinh Luân mới là nhân vật mấu chốt. Hắn một lần quyển 3 cái, quá mệt mỏi. La Quân cùng Tống Xương Tuyết cũng là bất đắc dĩ. La Quân nói với Tống Xương Tuyết, ta tới đi. Hắn nói xong cũng một tay kẹp một cái, sau đó liền đi đường. Tống Xương Tuyết cũng không có nói thêm cái gì. Nàng tâm tình vẫn còn có chút u ám. Nàng từ nhỏ sinh ra cũng là sống an nhàn sung sướng, về sau chuyện làm, có trong nhà quan hệ tại, nàng luôn luôn đều là không có gì bất lợi. Cho nên nàng là tự tin rất mạnh. Nhưng lần này lại làm cho nàng cảm thấy rất lợi hại bất lực, rất gặp khó xếp. Đây là nhà ấm bông hoa rốt cục cảm nhận được ngoại giới giá lạnh cùng ngăn trở. Một ngày này ban ngày, vẫn luôn rất bình tĩnh, La Quân nghĩ thầm. Xem ra cái này thánh nữ cũng không ngu ngốc, là dự định ban đêm lại đến. Dù sao ban ngày, ma nhân thủ lĩnh trong tay có con tin tại, không hiếu động tay. Chờ đến tối, ma nhân thủ lĩnh đi, như vậy thì dễ làm nhiều. Ban đêm lần nữa buông xuống. Ma nhân thủ lĩnh lần nữa rời đi. La Quân mấy người lều vải cũng không có có dư, hiện tại là không có lều vải. Cho nên đêm nay đều xem như thê thê thảm thảm ưu tư. Gió bắc gào thét, tuyết lông ngỗng. Cái này gọi một cái khắc cốt ghi tâm a. Những người này tuy nhiên đều là sinh hoạt tại âm diện thế giới bên trong, nhưng lại chưa bao giờ nếm qua dạng này đau khổ. Tại tuyết bên trong, ngủ cũng ngủ không ngon, mà lại còn tìm không thấy cái gì che gió che mưa địa phương. La Quân ngược lại là thói quen cực kỳ, thứ nhất là thân thể của hắn phi thường cường tráng. Thứ hai là người tại mê thất đại lục bên trong lúc, cho luyện ra. Tống Kinh Luân mấy người pháp lực cao cường, cho nên thương thế cũng không chuyển biến xấu, ngược lại có chuyển biến tốt. Tống Xương Tuyết đối La Quân làm theo nói ra, Lâm huynh, người bây giờ nhanh đi tìm vượn người trước đến giúp đỡ đi. La Quân trầm giọng nói ra, tối hôm qua liền đã liên lạc với, nếu là bọn họ hữu tâm, đêm nay liền nên đến. Tống Xương Tuyết khẽ giật mình, theo rồi nói ra, người không phải nói. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền cũng liền minh bạch, đây là thuộc về La Quân cẩn thận. Tống Xương Tuyết vui vẻ nói, bọn họ đáp ứng đến đây cứu giúp sao? La Quân nói ra, thánh nữ kia đã đáp ứng xuất thủ. Tống Xương Tuyết một trong lòng mọi người nhất thời bốc cháy lên sinh hy vọng. Tống Xương Tuyết nói ra, lần này nếu có được cứu, Lâm huynh ngươi chính là mọi người chúng ta ân nhân cứu mạng. Tống Kinh Luân, Thanh Hư đạo trưởng mấy người cũng là nói như vậy. La Quân nhếch miệng mỉm cười, nói ra, mọi người đã đều đến nơi đây.
đó chính là đồng tâm hiệp lực huynh đệ sinh tử. Mọi người hai bên cùng ủng hộ vốn là hẳn là, làm gì lo lắng. Tống Xương Tuyết mấy người cũng liền càng thêm khẳng định La Quân nhân phẩm. Tống Xương Tuyết cùng Tống Kinh Luân nhưng cũng đã cảm thấy, tiểu muội cùng hắn, vậy thật đúng là không tệ. Có cái này phấn chấn nhân tâm tin tức tốt, mọi người cũng đã cảm thấy nơi này không có đắng như vậy, cũng không có khó như vậy chịu. Tất cả mọi người tại chờ đợi cái này thánh nữ xuất hiện. Không biết thánh nữ kia là bộ dạng dài ngắn thế nào. La Quân bỗng nhiên đùa nghịch nói một tiếng. Tống Kinh Luân không khỏi cười một tiếng, nói ra, vượn người đều là lông tóc nồng đậm, thánh nữ kia nói đến cũng là vượn người, chỉ sợ cũng. Hắn nói đến đây lại không nói tiếp. Lại là sợ vạn nhất thánh nữ thần thông quảng đại nghe được, vậy không tốt lắm. Mọi người cũng là ngượng ngập cười một tiếng, cũng không nhiều lời. La Quân trong lòng vẫn là có chút chờ mong. Bên trong ban đêm, mọi người nửa người đều chôn ở tuyết lớn bên trong. Tất cả mọi người đã có chút buồn ngủ. Liền cũng tại lúc này, nơi xa tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. La Quân mọi người không khỏi đại hỉ, La Quân cái thứ nhất nhảy dựng lên. Trước đó phương xuất hiện 6 cái bóng mơ hồ. Sau đó, 6 người này càng ngày càng gần. Là bọn họ, Tống Xương Tuyết Trương một kinh hỉ vô hạn nói ra. Tống Kinh Luân không khỏi hỏi, tứ muội, người sao chắc chắn như thế? Tống Xương Tuyết nói ra, cái kia lão giả râu bạc trắng cùng chúng ta trước đó đã từng quen biết. Bọn họ cũng là vượn người không thể nghi ngờ. Nhưng ngay một khắc này, La Quân lại là định trụ. Hắn lúc này thấy rõ ràng thánh nữ kia bộ dáng. Thánh nữ kia lại là, đã lâu Lạc Ninh. Thời gian qua đi lâu như vậy, hắn không nghĩ tới lại là tại dạng này một loại tình huống dưới nhìn thấy Lạc Ninh. Lạc Ninh cư nhiên trở thành vượn người thánh nữ. La Quân ngơ ngác nhìn lấy Lạc Ninh mang theo những người vượn kia trưởng lão đến đây, bọn họ càng ngày càng gần. La Quân đối Lạc Ninh là có đặc thù tình cảm, sinh tử nghịch cảnh, mà lại, hai người từng có tiếp xúc da thịt. Tại La Quân tâm lý, là đem Lạc Ninh xem là chính mình nữ nhân. Tuy nhiên Lạc Ninh nhìn so sánh thoải mái. Lúc này, Lạc Ninh cả đám rốt cục cũng tới đến La Quân chờ bên người thân. Lạc Ninh bên trong mặc trường sam màu đen, bên ngoài khoác màu trắng da áo lông. Mặt nàng vẫn là xinh đẹp như vậy, nàng ánh mắt vẫn là như thế kiên định mà thanh tịnh. Nàng trường thân ngọc lập, là như thế khí khái hào hùng bừng bừng. Lạc Ninh lúc này cũng thấy rõ ràng La Quân. Bất quá, La Quân là dịch dung trang điểm. Mà lại, La Quân bây giờ tu vi phóng đại, khí chất cũng sinh ra nhất định biến hóa. Cho nên Lạc Ninh cũng không nhận ra La Quân tới. La Quân lúc này cũng cấp tốc đè nén xuống trong lòng tình cảm, hắn không thể tại Tống Xương Tuyết bọn người trước mặt lộ tẩy a. Cho nên, La Quân cũng không tính lập tức nhận nhau. Tại Hạ Lâm Thiên Sơn, gặp qua thánh nữ, La Quân thủ trước khi nói ra. Tống Xương Tuyết mấy người cũng kích động tự giới thiệu. Lạc Ninh liếc nhìn mọi người liếc một chút, nàng sau cùng ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi xuống La Quân trên thân. Cái này một cái chớp mắt, nàng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nàng nói ra, các hạ ngược lại có chút giống là ta biết một vị cố nhân. La Quân giật mình trong lòng, hắn nói ra, há, thật sao? Vậy thì thật là tại hạ vinh hạnh. Lạc Ninh nói ra, ánh mắt rất giống, khí chất cũng có chút giống. Bất quá hắn không kịp ngươi. La Quân nghe xong Lạc Ninh lời này nhất thời có chút thổ huyết. Bất quá hắn cũng khẳng định, người trước mắt cũng là Lạc Ninh không thể nghi ngờ. Cái này thanh âm nói chuyện cùng phong cách đều là giống như đúc. La Quân cười một tiếng, nói ra, thánh nữ quá khen. Cái kia lão giả râu bạc trắng cũng xông La Quân nói ra, tiểu công tử, chúng ta đã lâu. La Quân cười ha ha. Nói ra, có thể gặp lại trưởng giả, là tại hạ vinh hạnh. Lạc Ninh quét La Quân liếc một chút, hỏi tiếp, người cái kia báo tin tiểu tinh linh đâu? Tống Xương Tuyết đám người nhất thời kỳ quái, cái gì tiểu tinh linh? La Quân trong lòng một cái lộp bộp, hắn sau đó lại cười một tiếng, nói ra, tại nàng nên tại địa phương. Hắn cái này nói rõ là không muốn nói. Lạc Ninh cũng liền không tiếp tục truy vấn. Tuyết lớn lúc này rốt cục ngừng. Cả đám bắt đầu lẫn nhau giới thiệu một phen. Sau đó, Lạc Ninh nói ra, ta muốn trước nghe một chút, các người muốn thế nào đối phó ma nhân thủ lĩnh. La Quân lúc này tự nhiên là đại biểu mọi người, hắn nói ra, ta nguyên lai ý là, muốn dựa vào thánh nữ các ngươi lực lượng giúp bọn ta trở lại Bồ Tát Thành, đến Bồ Tát Thành về sau, chúng ta liền cũng liền an toàn. Sau đó, chúng ta sẽ đi mời vương gia mang cao thủ trước tới đối phó ma nhân thủ lĩnh. Vậy ngươi bây giờ ý là...
Lạc Ninh ánh mắt nhạy cảm, nhạt âm thanh hỏi. La Quân nói ra, ta hiện tại gặp thánh nữ, đột nhiên cảm thấy, có lẽ không cần dựa vào vương gia. Thì dựa vào chúng ta cùng thánh nữ ngươi hợp tác, nói không chừng thì có thể đối phó ma nhân thủ lĩnh. Hả, ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao cái đối phó phương pháp? Lạc Ninh đến hứng thú. La Quân nói ra, ta bây giờ còn chưa có cụ thể biện pháp, bởi vì chúng ta đối ma nhân thủ lĩnh còn cũng không đủ dài. Nhưng ta tin tưởng, rồi sẽ có biện pháp. Lạc Ninh nói ra, xem ra ngươi cũng chính là ngoài miệng nói một chút ha. La Quân nói ra, những ngày này, chúng ta một mực đang cùng ma nhân thủ lĩnh lượn vòng. Ta bây giờ còn có thể mang theo bọn này đồng bạn, còn sống, cái này nên có thể nói rõ thực lực của ta, thánh nữ, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, cái kia lão giả râu bạc trắng cổ kiếm tây nhìn không được nói ra, nhưng Lâm công tử ngươi sở dĩ sống đến bây giờ, là bởi vì ngươi vô lượng phù ấn lừa gạt ma nhân thủ lĩnh. Cái này, ma nhân thủ lĩnh trời sinh tính đa nghi, muốn lừa gạt đến hắn cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. La Quân cắt đứt cổ kiếm tây lời nói. Cổ kiếm Sidon lúc nói không được. Bởi vì La Quân nói là tuyệt đối có đạo lý. Lạc Ninh nói ra, vậy ngươi cảm thấy sau đó phải làm sao bây giờ? La Quân nói ra, nếu là thánh nữ không chê, chúng ta muốn trước cùng thánh nữ về các ngươi đại bản doanh ở tạm, chúng ta dàn xếp lại về sau, lại nghĩ biện pháp. Hắn đón đến, nói ra, đến một lần chúng ta nơi này thương binh quá nhiều, trở lại các ngươi đại bản doanh có thể cho bọn họ an tâm dưỡng thương. Thứ hai, chúng ta cũng có thể càng nhiều giải ma nhân thủ lĩnh, dùng cái này đến nghĩ biện pháp. Nhưng bất kể nói thế nào, các ngươi cùng ma nhân thủ lĩnh đều là quan hệ thù địch. Cho nên, các ngươi cũng không sợ bởi vậy đắc tội ma nhân thủ lĩnh đúng hay không? Chuyện này với các ngươi tới nói, là không có chỗ xấu. La Quân trật tự là rất rõ ràng, mà lại câu câu đều có lý. Nhưng là Lạc Ninh lại nói, nhưng ta cùng ngươi vốn không quen biết, như thế nào mới có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi? La Quân nói ra, thánh nữ ngươi chịu tới, cái kia chính là đại biểu các ngươi đã nguyện ý cược trận này. Đến giờ này khắc này, ta tin tưởng các ngươi không có lùi bước đạo lý, có phải thế không? Miệng ngươi mới rất tốt, Lạc Ninh suy nghĩ một cái chớp mắt về sau, liền nói ra, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. La Quân hơi hơi thở phào, nói ra, đa tạ thánh nữ. Tống Xương Tuyết mấy người cũng là vui vẻ. Cả đám rất nhanh hơn đường, Tống Xương Tuyết nhịn không được tại La Quân bên tai nói ra, Lâm huynh, ngươi thật biết nói chuyện, dăm ba câu liền đả động thánh nữ. La Quân cười ha ha, nói, ta bất quá là hiểu chi lấy để ý, lấy tình động a. Thánh nữ thông tuệ, trong lòng tự có một cây thước đo đến bàn nhất định thị phi. Hắn biết Lạc Ninh có thể nghe thấy hai người nói chuyện, cho nên trong lúc vô hình vẫn là vỗ xuống Lạc Ninh mông ngựa. Sau 4 tiếng, thiên rốt cục sáng. Cùng lúc đó, cái kia không trung đột nhiên truyền đến một cỗ khó mà che giấu tức giận. Tiếp theo, phong bạo hạt tuyết cuốn tới, giống như to lớn long quyển phong bạo tập giết tới. Mọi người bị cỗ này long quyển phong bạo tàn phá đến nỗi ngay cả con mắt đều không mở ra được. Sau đó, cái kia ma nhân thủ lĩnh thanh âm phẫn nộ truyền đến. Lạc Ninh, bản tôn không đi gây phiền phức cho các ngươi cũng liền thôi, các ngươi vậy mà thật can đảm chủ động tìm tới cửa. Bản tôn xem các ngươi quả nhiên là chán sống. Vừa dứt lời âm, ma nhân thủ lĩnh ở trước mặt mọi người hình thành cự đại thuyết nhân. Lúc này, Lạc Ninh tách mọi người đi ra, nàng lạnh lùng nhìn về phía ma nhân thủ lĩnh, nói ra, hiên viên lão thất phu, ngươi một mực không tới tìm chúng ta phiền phức bất quá là bởi vì ngươi tự biết còn vô pháp hoàn toàn đối trả cho chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là ngoan ngoãn chờ ngươi luyện thành Thái Hoàng Bạch Kim Trảm bí pháp, sau đó để ngươi giết hại sao? Lạc Ninh, ma nhân thủ lĩnh lệ cười một tiếng, nói ra, ngươi bất quá là cái hoàng mao nha đầu, nếu là trăm dặm lão thất phu kia tại, bản tôn còn muốn kiêng kỵ hai điểm. Ngươi bất quá là kế thừa hắn một chút pháp lực, coi là thì có tư cách theo bản tôn đối thoại sao? Lão thất phu, La Quân đột nhiên nhảy ra, nói ra, ngươi tại cái này nói bừa nói phét lác gì thế? Tin hay không lão tử đâm chết ngươi. Ngươi muốn thật cảm thấy mình có chút cân lượng, vậy liền đứng tại chỗ bất động, để cho ta đụng ngươi, ngươi dám không? Ngươi nếu là không dám, thì xéo đi nhanh lên đi. Ma nhân thủ lĩnh nhất thời liền bị tức giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết. Hắn lửa giận hừng hực nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi cái tiểu tặc, bản tôn sớm nên giết ngươi. Muốn giết ta người đi thêm, ngươi tính là cái gì a? La Quân lập tức cãi lại nói ra. Sau đó, hắn còn nói thêm, khác mẹ nó nói nhảm, người hoặc là động thủ, hoặc là xéo đi.
Ma nhân thủ lĩnh quát lên, muốn chết. Hắn sau đó liền hóa thành cuồng bạo vòi rồng. Cường hãn phong bạo hạt tuyết như bão quá cảnh một dạng hướng La Quân bọn họ tàn phá bừa bãi tới. Ma nhân thủ lĩnh công kích vừa vặn tránh đi La Quân, hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ La Quân thiên huyền la bàn. Bất quá hắn người liền không có tốt như vậy mệnh. Ma nhân thủ lĩnh cái này hoàn toàn nổi giận, lại là muốn đem mọi người toàn bộ chém giết. La Quân tự nhiên cũng không dám tùy ý phát động vô lượng phù ấn, một khi phát động, cái kia liền không có đòn sát thủ. Bày trận, Lạc Ninh hét lớn một tiếng, đồng thời, nàng một chỉ điểm ra, một đạo bạch sắc quang ảnh bay ra. Cái kia lại là một ngụm gọi là Nguyệt Hạ Mỹ Nhân Bảo Kiếm. Nguyệt Hạ Mỹ Nhân Bảo Kiếm vừa ra, nhất thời mang theo vạn thiên kiếm quang chém giết tới. Tiếp xúc đến Nguyệt Hạ Mỹ Nhân kiếm quang phong bạo hạt tuyết toàn bộ đều bị chảm thành phấn vụn. Cái kia cổ kiếm tây mấy người cũng tế ra ngũ hành kiếm trận. Trong nháy mắt, trên bầu trời cũng hình thành to lớn kiếm trận. Kiếm ảnh đầy trời cùng cái kia phong bạo hạt tuyết chém giết cùng một chỗ. Song phương chém giết kịch liệt, không ai nhường ai. La Quân bọn người ở tại phía dưới lại là không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, cái này Lạc Ninh cả đám vừa ra tay, hiệu quả quả nhiên là thật to bất phàm. Cái kia ma nhân thủ lĩnh liên tục tiến công, lại là một chút lợi lộc đều không chiếm được. Sau một hồi khá lâu, ma nhân thủ lĩnh thối lui, hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, khí cấp bại phôi nói, Lạc Ninh, đợi bản tôn luyện thành đại pháp, chắc chắn người tiện nhân kia đủ kiểu lăng nhục, mới có thể giải bản tôn hôm nay mối hận trong lòng. Cái này ma nhân thủ lĩnh quyết tâm lời nói khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Bất quá lập tức, La Quân thì mở miệng. Lão thất phu, người đều phải đào tẩu, còn ở nơi này thả cái gì nói nhảm. Trốn liền trốn, còn nói hung ác muốn tìm về mặt mũi a. Người tiểu tặc này, ma nhân thủ lĩnh giận tím mặt. Hắn đối La Quân chương này tiện miệng thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi a. Ta làm sao? La Quân lập tức trở về miệng nói, nhìn ta khó chịu, người đến cắn ta a. Ma nhân thủ lĩnh cả giận nói, tiểu tặc, đợi. Đợi ngươi đại pháp luyện thành, muốn ăn ta thịt, uống ta máu đúng hay không? La Quân nói ra, ngươi, lời nói đều nói không lưu loát, còn ở nơi này mất mặt xấu hổ. Ta đều thay ngươi thẹn đến hoảng, La Quân nói ra. Ma nhân thủ lĩnh bạo giống một tiếng, âm thanh chấn cửu tiêu. Cái kia điểm nộ khí mãnh liệt đến khiến người ta không biết làm thế nào cấp độ, bốn phía đám yêu thú cảm giác được dạng này phẫn nộ, toàn bộ đều đâm quàng đâm xiên, khủng hoảng không thôi. Sau đó, ma nhân thủ lĩnh liền bay đi. Ha ha, thống khoái, cổ kiếm tây cười ha hả, hắn hồng quang đầy mặt nói, Lâm huynh đệ, người có thể đem cái này Hiên Viên Tĩnh lão thất phu tức giận đến không nhẹ a, ha ha ha. Tống Xương Tuyết mấy người cũng là cảm thấy buồn cười. Bất kể nói thế nào, cho tới nay gắn vào các nàng trên đầu nguy cơ sinh tử cuối cùng là giải trừ. Các nàng không thể không cao hứng a. Tất cả mọi người là cười không ngớt. Ngược lại là Lạc Ninh lại là tha có thâm ý nhìn La Quân liếc một chút. La Quân bị Lạc Ninh cái nhìn này nhìn giật mình trong lòng, trong nháy mắt thì có loại cái gì đều bị Lạc Ninh xem thấu cảm giác. Bất quá Lạc Ninh cuối cùng không có nói thêm cái gì. Cho nên La Quân cũng thì không tiện nói gì. Tiếp theo, cả đám tiếp tục đi đường. Trên đường, Tống Xương Tuyết không khỏi hiếu kỳ nói, Thánh nữ, ta nhìn vừa rồi, ma nhân thủ lĩnh cũng là đem bọn ngươi không làm gì được. Nhưng là sao cho tới nay, các ngươi đều giống như có chút sợ sợ ma nhân thủ lĩnh đâu. Lạc Ninh nhìn Tống Xương Tuyết liếc một chút, nàng đột nhiên không trả lời mà hỏi lại nói, vị này Lâm Thiên Sơn là gì của ngươi? La Quân tâm lý một cái lộp bộp, ta qua. Nàng thật nhận ra mình sao? Không phải vậy làm sao lại hỏi cái này kỳ quái vấn đề? Tống Xương Tuyết nao nao, sau đó, nàng nói ra, cha ta là Tống Đế Vương, Lâm Huynh tại cha ta dưới trướng. Ta cùng Lâm Huynh khi là bằng hữu quan hệ. La Quân không khỏi thư một hơi, còn tốt không có nói mình cùng Tống Ninh quan hệ a. Mặc dù mình cùng Tống Ninh ở giữa, chính là mình cân nhắc lợi ích kế sách. Nhưng trong lòng của hắn đối Lạc Ninh là có đặc thù cảm tình. Cho nên vẫn là rất sợ hãi Lạc Ninh hiểu lầm. Bất quá chuyện thế gian này, thường thường cũng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tống Ninh vừa sau khi nói xong, nàng lại như chuông bạc cười một tiếng, nói ra, bất quá Lâm huynh cùng ta tiểu muội tình đầu ý hợp, lần này sau khi trở về, đoán chừng hắn liền phải là em rể ta. Lạc Ninh thân thể mềm mại chấn động, nàng tâm tình trong nháy mắt sinh ra biến hóa rất nhỏ. Bất quá nàng che giấu rất tốt, ngoại nhân căn bản nhìn không ra. Thế nhưng là, La Quân lại là nhìn ra,
Cái này một cái chớp mắt, La Quân đã khẳng định Lạc Ninh cũng đã nhận ra mình. La Quân thật muốn lập tức theo Lạc Ninh giải thích rõ ràng, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại là cái gì cũng không thể nói. Lạc Ninh rất nhanh liền khôi phục lại bình thường tâm tình, nàng ngược lại hướng La Quân cười một tiếng, nói ra, Lâm tiên sinh, cái kia ta ngược lại thật ra muốn chúc mừng ngươi. La Quân trong lòng đắng chát, trên mặt lại là mỉm cười, nói ra, đa tạ. Lạc Ninh sau đó cũng thì không lại nói cái gì. Tống Xương Tuyết nghi hoặc vấn đề vẫn là không được đến đáp án. Nhưng lúc này Lạc Ninh lộ ra nhưng đã không muốn đáp lại, cho nên Tống Xương Tuyết cũng liền không tiện hỏi tới nữa xuống dưới. Dù sao dưới mắt ở chỗ này hoang, tại Lạc Ninh bọn người trước mặt, các nàng đều là ở vào yếu thế một phương. Về phần Lạc Ninh phản ứng, nàng đem hết thảy đều che giấu đến phong khinh vân đạm, cho nên mọi người cũng không cảm giác được khác thường. Một đường đi tới, liền thì lộ ra có chút trầm mặc. La Quân cũng không nhiều lời nói. Đến tối thời điểm, mọi người rốt cục đến vượn người đại bản doanh, cũng chính là cái kia to lớn sơn động. Từ bên ngoài tiến vào sơn động, trong nháy mắt thì có loại từ trời đông giá rét xuyên toa đến mùa hè cảm giác. Cái kia xuống núi động, trời sinh thì có đông ấm hè mát thuộc tính. Càng đừng đề cập bên trong hang núi này vẫn còn ấm tuyền. Sơ vào sơn động, là một cái rộng thùng thình tràng sở, bên trong thì có một cái đại hình ao suối nước nóng. Ao suối nước nóng bên trên bốc lên mờ mịt vũ khí bừng bừng, khiến người ta liền lẫn nhau đều muốn thấy không rõ lắm. Tống Xương Tuyết trông thấy bực này thiên nhiên suối nước nóng, nàng lập tức từ nội tâm thì cảm nhận được khát vọng. Lạc Ninh thì là hướng Cổ Kiếm Tây nói ra, Cổ trưởng lão, ngươi đem bọn hắn thích đáng an bài, ta hơi mệt chút, muốn đi nghỉ trước. Cổ Kiếm Tây nói ra, đúng. Lạc Ninh nói xong cũng hướng bên trong đi đến. La Quân lập tức đứng ra, hắn nói ra, thánh nữ, chờ một chút. Lạc Ninh nhìn về phía La Quân, nàng nhạt lạnh nhạt nói, chuyện gì? La Quân lập tức nói, tại hạ muốn cùng thánh nữ đơn độc nói một chút, không biết có thể. Lạc Ninh trầm ngâm một cái chớp mắt, lớn nhất rồi nói ra, có thể. La Quân thở phào một hơi. Trong sơn động có thánh nữ hiện đang ở chuyên môn động phủ, La Quân cùng Lạc Ninh cũng là tại cái kia động phủ trong phòng khách ngồi xuống. Động phủ này bên trong hết thảy đều lộ ra đơn giản mà trang nhã. Lạc Ninh đốt nến. Nàng bình tĩnh đối mặt với La Quân. Hai người an vị tại trước bàn đá. La Quân mắt nhìn bên ngoài vượn người thủ vệ, liền nói với Lạc Ninh, có thể để bọn hắn lui ra. Lạc Ninh ngược lại là phối hợp, lập tức xông những cái kia thủ hạ nói ra, các ngươi đều lui ra đi. Những người vượn kia thủ vệ nói ra, vâng, thánh nữ. Đợi những người vượn kia thủ vệ lui ra về sau, La Quân liền đem trên mặt điểm cao mặt nạ lấy xuống. Lạc Ninh tự nhiên là không có chút nào kỳ quái. La Quân cười cười, nói ra, nghĩ không ra chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Lạc Ninh từ tốn nói, ngươi cũng rất tốt a, tán gái đều phao tới nơi này. Ta tới nơi này không phải tán gái. La Quân trầm giọng nói ra. Lạc Ninh nói ra, ngươi tới nơi này mặc kệ là làm cái gì, đều cùng ta không có quan hệ. La Quân nói ra, Tống Xương Tuyết muội muội gọi là Tống Ninh. Ta cùng nàng ở giữa tính toán là một loại sử dụng quan hệ. Ta sử dụng nàng, bởi vì ta muốn thông qua nàng tìm đến Nhạc Quang Thần, tiếp cận Nhạc Quang Thần. Ngươi biết Nhạc Quang Thần người này sao? Lạc Ninh nao nao, nói ra, Nhạc Quang Thần ta tự nhiên là biết. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Hắn chẳng lẽ cũng tới nơi này? La Quân nói ra, ta tới là vì giết hắn. Hắn trong mắt lóe lên một sợi vẻ cừu hận. Tiếp theo, hắn nói ra, người đến cái này địa ngục chi môn cũng có chừng một năm, người khả năng còn không biết bên ngoài chuyện gì phát sinh. Bên ngoài bây giờ, thần đế đã hoàn toàn rời đi, không biết lúc nào trở về. Chúng ta thần vực đã bị Thái Sơn Vương một đám người công phá, lẫn nhau ký nhục nước mất chủ quyền điều ước. Mà chúng ta sư phụ Ninh Thiên Đô cũng là tại tràng chiến dịch này bên trong bị Nhạc Quang Thần làm hại chết. Lạc Ninh bị kinh ngạc, nói, Nhạc Quang Thần không phải Ninh Thiên Đô đệ tử sao? Lạc Ninh đối Ninh Thiên Đô người sư phụ này cũng không có bao nhiêu quy trúc cảm, cho nên nàng là gọi thẳng tên. La Quân nói ra, không sai, người không biết là, một năm qua này, Thiên Đô sư phụ đối ta có chút chiếu cố. Ta xem hắn là cha, nhưng lại không nghĩ rằng. Những chuyện này, nói đến có chút phức tạp, ta nhất định phải từ đầu nói cho ngươi lên, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể từ ngươi sau khi đi, bắt đầu nói ta chỗ chuyện phát sinh. La Quân nói ra. Lạc Ninh nhìn La Quân liếc một chút, nói, tốt, ngươi nói đi.
Nàng tuy nhiên thân thể ở chỗ này hoang bên trong, nhưng tâm lại là một mực lo lắng lấy bên ngoài thế giới hết thảy. La Quân một năm qua này, ngược lại là hiếm có chuyện tình gió chăng, liền xem như có, hắn cũng sẽ không đần độn tại Lạc Ninh trước mặt nói ra. La Quân kỹ càng nói với Lạc Ninh, hắn nói tìm năm màu tinh thạch kỳ quái kinh lịch. Hắn nói giúp Trầm Mặc Nùng lúc gặp gỡ Ma La Đại Đế, hắn nói cùng huyết tộc những chuyện kia. Hắn sau cùng cũng nói mình tại Mê Thất Đại Lục bên trong thần kỳ kinh lịch. Hắn sau cùng còn nói đến hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi ở giữa sự tình. Hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi ở giữa, không có gì có thể để tránh húy. La Quân kỹ càng giảng chính mình thân thế, cũng giảng Linh Nhi bị Trần Diệc Hàn bức bách về sau, hắn biết được lúc thống khổ. La Quân cùng Lạc Ninh ở giữa, cái kia là phi thường đặc thù tình cảm. La Quân tại Lạc Ninh trước mặt là tuyệt đối không giữ lại chút nào. Lạc Ninh nghe rất lợi hại nhập thần. Khi nàng nghe được La Quân thân thế lúc, cả người nàng đều run rẩy lên. Nàng vốn cho là mình thân thế đã là đầy đủ khiến người ta run rẩy. Nhưng là cùng La Quân so ra, lại là kém rất nhiều. Lạc Ninh cửu nhân tối thiểu là có thể khoái ý ân cừu. Nhưng La Quân lại là muốn đối mặt phụ thân cùng đệ đệ dạng này cửu nhân. Lạc Ninh miệng há mở đầu muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói. La Quân một mực giảng đến cùng Lâm Băng tiến vào âm diện thế giới. Bọn họ bồi tiếp Lam Tử Y kinh lịch chưa bao nhiêu gian nan, sau cùng rốt cục trợ giúp Lam Tử Y khôi phục chân thân, đồng thời đạt được rất nhiều hồi báo. Về sau, La Quân thì giảng hắn trước đến tìm kiếm Thái Sơn Vương, lại chuyển tới Tống Đế Thành, sau cùng thì đến biên hoang bên trong. Đương nhiên, La Quân cũng không có giảng hắn cùng Lâm Băng phát sinh quan hệ sự tình. Cái kia vốn là một cái bất đắc dĩ ngoài ý muốn, hắn sao tốt nói ra. Còn tốt, Lạc Ninh nghe quá nhiều, cho nên cũng không truy cứu chi tiết. Người hơn một năm nay, cũng coi là chịu nhiều đau khổ. Lạc Ninh sau cùng khe khẽ thở dài, nói ra, nàng tiếp lấy còn nói thêm, nghĩ không ra, hơn một năm nay bên trong, bên ngoài thế giới bên trong thế mà phát sinh cái này rất nhiều chuyện. La Quân nói ra, ta đều đã nói xong, như vậy ngươi thì sao? Ngươi đến nơi đây lại chuyện gì phát sinh? Ngươi làm sao lại trở thành vượn người bên trong thánh nữ? Lạc Ninh nao nao. Theo rồi nói ra, ta đến âm diện thế giới lúc, trực tiếp liền tiến vào đến biên hoang bên trong. Đại khái là ngươi cùng ta chỗ cửa vào khác biệt. Điểm này cũng không khó lý giải. Lạc Ninh lúc ấy là tại Los Angeles bên kia, mà La Quân cùng Lâm Băng còn có Lam Tử Y lại là tại Hoa Hạ bên này nhập âm diện thế giới. La Quân cũng không cắt ngang Lạc Ninh lời nói, Lạc Ninh tiếp tục nói, ta tại biên hoang bên trong đợi một tháng, trong một tháng này, cũng coi là ăn lông ở lỗ. Thời gian qua rất lợi hại khổ. Về sau, ta gặp được một vị bị thương nặng lão nhân. Lão nhân kia chính là vượn người lão tổ tông. Lão tổ tông bởi vì tu luyện huyền công, tẩu hỏa nhập ma, xông tâm mạch. Mắt thấy liền đã không còn sống lâu nữa. Ta tuy nhiên không quá thích xen vào chuyện của người khác, nhưng là ở chỗ này hoang bên trong, thật sự là quá cô độc. Mà lại, nói thật, ta là thụ một chút ngươi ảnh hưởng. Ta cảm thấy ngươi làm người rất lạc quan. Rất lợi hại lấy giúp người làm niềm vui, cho nên người vận khí cũng rất tốt. Tại loại này tư duy dưới, ta đối vị lão nhân này tiến hành một chút trợ giúp. Về sau, lão tổ tông liền đem một thân pháp lực lấy thể hồ quán đính phương thức truyền thụ cho ta, cũng lưu lại lâm chung di ngôn. Là để ngươi thủ hộ vượn người nhất tộc sao? La Quân nói ra. Lạc Ninh gật đầu, nói ra, lão tổ tông để cho ta làm vượn người thánh nữ, đồng thời muốn thủ vệ vượn người. Một năm qua này, vượn người vẫn luôn thụ lấy ma nhân thủ lĩnh xâm hại, cho nên ta chỉ có thể ở nơi này gấp bội tu luyện, cũng phòng bị ma nhân thủ lĩnh. Nàng đón đến, nói ra, bất quá đây cũng quá khó, bởi vì lão tổ tông còn sống thời điểm, hắn còn không phải ma nhân thủ lĩnh đối thủ. Huống chi, hắn lấy thể hồ quán đính phương thức truyền lục soát pháp lực cho ta, ta sau cùng chỉ kế thừa hắn 6 thành pháp lực. Bây giờ ngươi phương pháp lực đại tăng, chỉ sợ cái kia Phạm Vô Ngu cũng không còn là đối thủ của ngươi. La Quân nói ra, lại thêm bây giờ thần vực đã không còn là trước kia thần vực. Chờ ngươi ta giải quyết ma nhân thủ lĩnh, giết Nhạc Quang Thần về sau. Ngươi cùng ta một đạo trở về bên ngoài thế giới, ta và ngươi cùng một chỗ hướng Phạm Vô Ngu báo thù. Ma nhân thủ lĩnh không phải dễ đối phó như vậy, Lạc Ninh khe khẽ thở dài, nói ra. La Quân nói ra, ta gặp được rất nhiều phiền phức, riêng là đang trợ giúp Lam Tử Y về bất tử tộc thời điểm, càng là không có chút nào lòng tin. Đương nhiên, Lam Tử Y sự tình sở dĩ có thể giải quyết, đó là dựa vào chính nàng tính kế. Nhưng là, ta tin tưởng,
hai chúng ta cùng một chỗ, nhất định có thể giải quyết cái này ma nhân thủ lĩnh. Lạc Ninh nói ra, hy vọng như thế đi. Liền cũng tại lúc này, Lạc Quân bỗng nhiên nắm chặt Lạc Ninh tay. Lạc Ninh vô ý thức muốn rút về tay. Tay nàng băng băng lạnh lạnh, Lạc Quân nắm chặt lại không nghĩ buông ra. Lạc Ninh, ta thường xuyên đều sẽ nghĩ tới ngươi. Lạc Quân nói ra, trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là ta Lạc Quân nữ nhân. Ta hy vọng, từ nay về sau, mặc kệ đi chỗ nào, chúng ta đều có thể cùng một chỗ, được không? Lạc Ninh cưỡng ép rút về tay, nàng thân thể mềm mại run rẩy một chút. Nhưng sau cùng, nàng vẫn là nói, ta hiện tại không muốn nói những chuyện này. Lạc Quân tay thất bại, hắn lại là cái kiên nhẫn tính cách. Hắn nói tiếp, Lạc Ninh, tương lai thời gian đến sẽ như thế nào, ta không biết. Ta muốn đối mặt đồ, vật có rất nhiều, ta biết ta đường rất khó đi, cho nên ta cho tới bây giờ đều không muốn để cho người khác tới theo giúp ta cùng đi. Chính ta đường, chính ta đi, nhưng là ta vẫn luôn muốn người có thể bồi tiếp ta cùng đi. Mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, chỉ ít ta không có tiếc nuối. Lạc Ninh ngốc ngẩn ngơ. Sau đó, nàng trầm mặc xuống dưới. Sau một hồi khá lâu, Lạc Ninh nói ra, ta tại bên ngoài thế giới lúc đợi, vẫn luôn không có cái gì bằng hữu. Sau lại tới đây, hơn một năm nay thời gian, trong lòng ta trừ cừu hận bên ngoài, muốn nhiều nhất, chính là ngươi. Ta có đôi khi cũng không phân rõ, đến ngươi với ta mà nói ý vị như thế nào. Ta vẫn luôn cảm thấy, hai chúng ta phát sinh quan hệ là ngoài ý muốn cùng một chút nhàm chán dục vọng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như lại không hoàn toàn là. Lạc Quân nói ra, ta rất ít muốn qua chủ động nắm lấy một nữ nhân, trừ Linh Nhi bên ngoài, cũng chỉ có ngươi. Lạc Ninh nghiêm túc nhìn về phía Lạc Quân, nói ra, ngươi xác định, ngươi muốn ta một mực bồi tiếp ngươi đi xuống. Lạc Quân nói ra, vô cùng xác định. Lạc Ninh trầm mặc một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, ngươi cho ta một chút thời gian, ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Lạc Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, Lạc Quân cũng liền đeo lên điểm cao mặt nạ, rời đi Lạc Ninh hiện đang ở phủ đệ. Đối với Lạc Quân tới nói, ma nhân thủ lĩnh Huy đã không có để hắn như vậy để bụng. Hắn quan tâm là Lạc Ninh tâm ý. Tống Xương Tuyết bọn người bị thích đáng an bài tốt, đều an bài thạch thất cho bọn hắn ở lại. Tống Xương Tuyết ngược lại là rất muốn đi trong suối nước nóng ngâm một chút, có thể nàng là nữ tử, tất cả mọi người là nam tử, cho nên nàng ngượng ngùng qua. Mà lại, đám người vượn lông tóc nhiều, cho nên tại suối nước nóng tắm rửa, mặc kệ nam nữ đều không như vậy coi trọng. Có thể Tống Xương Tuyết làm không được. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ. Tống Xương Tuyết cả đám bị Cổ Kiếm Tây An hàng bữa tối về sau, tiếp lấy thì đều ngủ dưới nghỉ ngơi. Lạc Quân trở về rất trễ, hắn sau khi trở về, Cổ Kiếm Tây muốn chuẩn bị cho hắn bữa tối. Lạc Quân nói không cần, sau đó, hắn cũng liền nhẹ chân nhẹ tay qua là trên giường, cùng Tống Kinh Luân ngủ chung. Tống Xương Tuyết là đơn độc một cái thạch thất. Bọn người người thì chen một cái thạch thất. Tống Kinh Luân bọn người bởi vì thụ thương, vẫn luôn ở vào mệt mỏi trạng thái, cho nên ngủ rất quen. Một đêm này, rất nhanh liền quá khứ. Sáng ngày thứ hai, mọi người nhao nhao tỉnh lại. Tống Kinh Luân ngồi xuống, Lạc Quân cũng đi theo ngồi xuống. Lạc Quân cười một tiếng, nói, nhị công tử cảm thấy khá hơn chút sao. Tống Kinh Luân không khỏi cười khổ, nói ra, đỡ một ít, bất quá muốn khôi phục, còn cần một chút thời gian. Thanh Hư đạo trưởng làm theo nói ra, Lâm công tử hôm qua về là tốt giống rất trễ, không biết theo thánh nữ trò chuyện thứ gì chuyện trọng yếu, thuận tiện lộ ra sao. Bọn họ đều rất ngạc nhiên Lạc Quân đến theo Lạc Ninh nói chuyện gì. Thanh Hư đạo trưởng ngữ khí rất nhu hòa, hắn là tận lực không muốn để cho Lạc Quân sinh lòng phản cảm. Lời này, Tống Kinh Luân là không tiện hỏi. Thanh Hư đạo trưởng cùng Lạc Quân thân phận tương đương, ngược lại là có thể hỏi ra. Vừa vặn lúc này, Tống Xương Tuyết cũng tới. Tống Xương Tuyết đến một lần chính là cười một tiếng, nói ra, mọi người trò chuyện cái gì đâu. Lạc Quân mỉm cười, nói ra, tứ tiểu thư dậy thật sớm. Tống Xương Tuyết nói ra, ta nghe được các ngươi bên này động tĩnh liền đến. Nàng đón đến, lại nói, đúng, Lâm huynh, hôm qua ta đợi thật lâu ngươi một trận, ngươi đi tối thiểu hai canh giờ. Ta đợi lâu ngươi không trở lại mới nhịn không được ngủ. Ngươi cùng thánh nữ đến đang thương lượng thứ gì đâu. Tống Kinh Luân cười một tiếng, nói ra, vừa rồi Thanh Hư đạo trưởng cũng đang hỏi Lâm huynh vấn đề này đâu, các ngươi ngược lại là hỏi cùng nhau đi. Lạc Quân liền nói ra, ta cùng thánh nữ đang thương lượng ma nhân thủ lĩnh sự tình,
bất quá dưới mắt còn không có gì đầu mối. Chờ có đầu mối, ta hội trước tiên nói cho mọi người. Tống Xương Tuyết nói ra, thảo phạt ma nhân thủ lĩnh, phương pháp tốt nhất vẫn là đi cho ta biết phụ thân. Dạng này cũng tiết kiệm rất nhiều chuyện, bất quá ta vẫn còn có chút kỳ quái, thánh nữ bọn họ rõ ràng có thể chống cự ma nhân thủ lĩnh, vì sao muốn e sợ như thế ma nhân thủ lĩnh đâu. La Quân nói ra, nếu như chúng ta qua tìm vương gia, dọc đường khẳng định sẽ phải gánh chịu đến ma nhân thủ lĩnh tập kích. Tống Xương Tuyết nói ra, chỉ cần có thánh nữ bọn họ tại, chúng ta căn bản không cần sợ hãi ma nhân thủ lĩnh nha. La Quân nói ra, nhưng là nếu như chúng ta khăng khăng làm như thế, ma nhân thủ lĩnh có thể sẽ tìm đến bên này vượn người đại bản doanh suối quẩy. Cho tới nay, thánh nữ các nàng tuy nhiên có thể chống cự ma nhân thủ lĩnh công kích, nhưng là ma nhân thủ lĩnh tụ tán vô thường, lại có thể đi giết hắn vượn người. Tống Kinh Luân trầm giọng nói ra, cái này ma nhân thủ lĩnh tụ tán vô thường, thật sự là khó mà giết chết. Muốn giết hắn, vẫn là muốn theo trời ma nhiếp hồn trận đến vào tay. La Quân nói ra, nhị công tử nói không sai, bất quá ở trên trời ma nhiếp hồn trong trận, ma nhân thủ lĩnh năng lực càng thêm cường đại, chỉ sợ là càng thêm khó có thể đối phó. Mọi người thương lượng đến khí thế ngất trời. Ngay vào lúc này, Cổ Kiếm Tây đến đây, hắn nói ra, Lâm công tử, chúng ta thánh nữ cho mời. La Quân giật mình trong lòng, hắn liền đứng lên, hướng Cổ Kiếm Tây nói ra, tốt, ta cái này qua. Như thế về sau, La Quân cùng mọi người gật đầu ra hiệu, tiếp lấy phải đi gặp thánh nữ. La Quân một sau khi đi, cái kia Từ Mẫu không khỏi có chút bất mãn nói ra, cái này Lâm huynh cũng không biết cùng thánh nữ tự mình đang thương lượng cái gì, hỏi hắn cũng là nói không tỉ mỉ, không biết bọn họ đến có ý đồ gì. Tống Kinh Luân cùng Tống Xương Tuyết lập tức nhíu mày. Tống Xương Tuyết thủ trước khi nói ra, Từ tiên sinh, nếu là không có Lâm huynh tại, chúng ta đoàn người này cũng sớm đã chết. Lâm huynh không nói, tự có Lâm huynh đạo lý, vẫn là mời ngươi ngoài miệng tích đức. Từ Mậu khẽ giật mình, hắn nhìn Tống Xương Tuyết liếc một chút, liền rủ xuống lông mày nói ra, vâng, tứ tiểu thư. Thanh Hư đạo trưởng nói ra, tuy nhiên Lâm huynh không có ý đồ xấu, bất quá dù nói thế nào, nhị công tử cùng tứ tiểu thư đều là chủ tử, hắn làm như thế, tựa hồ không có quá đem nhị công tử cùng tứ tiểu thư đặt ở một cái phù hợp vị trí bên trên. Tống Kinh Luân mỉm cười, nói ra, đạo trưởng, Lâm huynh cùng ta tiểu muội tình đầu ý hợp. Lần này như có thể còn sống trở về, hắn cùng ta tiểu muội hôn sự là tuyệt sẽ không có sai lệch. Cho nên, hắn cùng chúng ta là người một nhà, vả lại, Lâm huynh bản sự bất phàm, lòng dạ cũng cao, đây là hắn tính cách cho phép. Thanh Hư đạo trưởng gặp Tống Kinh Luân cùng Tống Xương Tuyết đều là thái độ này, hắn tự nhiên cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. La Quân cấp tốc đến Lạc Ninh trong động phủ. Lạc Ninh vẫn là ngồi ở đằng kia, theo La Quân chạy đợi cơ hồ là giống như đúc. Vượn người thủ vệ đã lui ra. Chẳng lẽ người một đêm đều không ngủ? La Quân sau khi đi vào, hơi kinh ngạc. Lạc Ninh gật gật đầu, nàng nói ra, người ngồi trước đi. La Quân nói ra, ta không ngồi. Ta muốn trước nghe một chút ngươi quyết định. Nếu như ta nói không nguyện ý, ngươi sẽ như thế nào? Lạc Ninh nói với La Quân. La Quân thân thể chấn động, sau đó hắn nói ra, ngươi đã nói mà đến nếu như hai chữ, vậy đã nói rõ, ngươi thì nguyện ý, đúng không? Ngươi trả lời trước ta giả thiết. Lạc Ninh ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. La Quân nói ra, ta không biết. Hắn đón đến, nói ra, ta nhớ được chúng ta qua lại hết thảy. Ta cảm thấy chúng ta ở giữa cảm giác không phải là ta một người cảm giác. Ta cảm thấy, ngươi nhất định sẽ cùng bồi tiếp ta đi xuống. Lạc Ninh mỉm cười, nói ra, tốt ha, ngươi thật là muốn. Ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi đi xuống. Cái này một cái chớp mắt, trên khuôn mặt của nàng đột nhiên có một vệt đỏ ửng. Nàng thế mà thẹn thùng. Đây cũng là La Quân lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Ninh thế mà lộ ra một chút ngượng ngùng biểu lộ. Nhưng mà lúc này, La Quân đã mừng rỡ như điên. Hắn bước nhanh về phía trước, đem Lạc Ninh tay nắm trong tay. Tay nàng vẫn là như thế băng băng lạnh lạnh. La Quân nhìn chăm chú Lạc Ninh cũng nhìn chăm chú La Quân. Sau một lúc lâu, Lạc Ninh nhẹ nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, ta sẽ thích được nam nhân. Mà lại, người còn so với ta nhỏ hơn. La Quân nói ra, nhưng ta nghĩ tới rất nhiều, ta muốn tại tương lai, sở hữu ân cừu. Ta hy vọng ta có một cái đình viện, trong đình viện có người cùng Linh Nhi, có ta nuôi chó, có thuộc tại chúng ta hài tử. Lạc Ninh không khỏi một trận ngẩn người mê mẩn, nàng đột nhiên lại giật mình, nói ra, người không nói ta kém chút quên, Linh Nhi có thể tiếp nhận ta sao?
La Quân nói ra, giữa chúng ta, không phải thế tục tình yêu. Linh Nhi như thế nào lại không thể tiếp nhận, huống chi, ta rất sớm trước thì nói với Linh Nhi qua ngươi. Lạc Ninh cười một tiếng, nói ra, hy vọng chúng ta thật có thể có ngươi miêu hội ngày đó đi. Nàng cười thời điểm, là xinh đẹp như vậy mà mê người. Trên thực tế, Lạc Ninh cũng không quá lo lắng Tư Đồ Linh Nhi vấn đề. Bởi vì đến giờ này khắc này, các nàng đều đã không phải là phàm tục chi nhân. Tu vi đến cảnh giới này, tâm đã là vô cùng lớn. Tuyệt sẽ không cực hạn tại nhân gian thế tục đồ, vật. Người tư tưởng, là vĩ đại nhất đồ, vật. Tư tưởng có thể sáng tạo hết thảy. Con kiến tại nhân loại trước mặt cực nhỏ bé, nhân loại ở địa cầu trước mặt cực nhỏ bé. Địa cầu tại tinh hà trước mặt, cực nhỏ bé, toàn bộ tinh hà bên ngoài còn có hắn tinh hà các loại. Mà duy nhất không nhỏ bé, có thể trường tồn cùng thế gian thì là sinh linh tư tưởng. Tư tưởng có thể vô cùng lớn, tư tưởng có bao xa, chúng ta liền có thể đi bao xa. La Quân ngồi tại Lạc Ninh bên người, hắn thủy chung nắm lấy Lạc Ninh tay không thả. Lạc Ninh nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, người muốn bắt lấy tay ta bao lâu? La Quân từ đáy lòng nói ra, ta sợ thả ra ngươi tay, ngươi liền sẽ không thấy. Lạc Ninh trong lòng nhất thời mềm mại đứng lên, nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm đi, coi ta làm quyết định, như vậy mặc kệ có cái gì gian nan hiểm trở, ta cũng sẽ không cải biến quyết định này. La Quân đem Lạc Ninh ôm ở trong ngực, hắn nói ra, ta cả đời này, có thể có Linh Nhi cùng ngươi, thượng thiên cuối cùng không tệ với ta. Lạc Ninh minh bạch La Quân câu nói này ý tứ, nàng từ đáy lòng nói ra, người ta đều là số khổ người, có thể tiến tới cùng nhau, có lẽ thì thật là một loại duyên phận đi. Nàng đón đến, nói ra, bất quá, Linh Nhi vì ngươi nỗ lực càng nhiều, ta thực cái gì cũng không có vì ngươi làm qua. La Quân nói ra, vốn cũng không cần muốn các ngươi vì ta làm cái gì, Linh Nhi vì ta làm thành hiện tại cái dạng này, trong lòng ta không giờ khác nào không tại tự trách. Lạc Ninh nói ra, ngươi cũng không cần tự trách, đó là Tư Đồ Linh Nhi tự nguyện. Ngươi đồng dạng không phải cũng là vì nàng, đem chính mình biến thành cái dạng kia. La Quân khe khẽ thở dài, hắn nói ra, thần đế đều không có cách nào để Linh Nhi phục hồi như cũ, ta vẫn muốn phục hồi như cũ Linh Nhi, nhưng thực trong lòng ta cũng biết, cái này rất lợi hại xa vời. Lạc Ninh nói ra, về sau, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp đến phục hồi như cũ nàng. La Quân cúi đầu, Lạc Ninh cũng ngẩng đầu, La Quân nhịn không được hôn xuống nàng hồng nhuận phơn phớt cặp môi thơm. Chỉ là chuồn chuồn lướt nước hôn một chút. Hắn không muốn cùng nàng nói cảm ơn, như vậy cái này một nụ hôn cũng là vừa đúng. Lạc Ninh mặt lại là không tự giác đỏ một chút, sau đó, nàng cũng chống ra La Quân, chính mình ngồi xuống. Nàng tiếp lấy lại cười khúc khích. La Quân không khỏi có chút không khỏi rượu, nói ra, ngươi cười cái gì? Lạc Ninh nói ra, ta là cười chính ta thật không giống một nữ nhân, ngươi vừa rồi nắm ở ta lúc. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất không được tự nhiên, đã sớm muốn chống ra ngươi, cũng là không có có ý tốt. La Quân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi vốn chính là nữ cường nhân, đây cũng thật là ngươi tính cách. Lạc Ninh nói ra, ngươi ứng nên sẽ không để tâm chứ. La Quân nói ra, đương nhiên không biết. Sau đó, La Quân còn nói thêm, đúng, chúng ta còn muốn hảo hảo trò chuyện dưới ma nhân thủ lĩnh. Vừa rồi lúc đến. Tống Kinh Luân mấy người bọn hắn hỏi ta và ngươi trò chuyện thứ gì, ta tùy tiện nói bậy một chút mới lấp cho qua. Lạc Ninh nói ra, ngươi còn là muốn mượn bọn họ qua tìm tới Nhạc Quang Thần, cho nên ngươi không muốn để cho bọn họ biết thân phận của ngươi đúng không? La Quân gật đầu, nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói, Thiên Đô Sư Phụ đối đãi ta còn như cha con tình nghĩa, mà Nhân Hoàng Kính là ta đưa cho Thiên Đô Sư Phụ. Cũng chính bởi vì này Nhân Hoàng Kính là Thiên Đều Sư Phụ mang đến tai họa ngập đầu. Cái kia Nhạc Quang Thần bị ổi dơ bẩn, ta làm người đệ tử, dù sao cũng nên muốn vì chết đi Thiên Đô Sư Phụ làm điểm cái gì. Lạc Ninh nói ra, người cũng đừng quá mức tự trách, cái kia Nhân Hoàng Kính bất quá là cái dụ phát nguyên nhân gây ra, coi như không có người Hoàng Kính, âm diện thế giới cũng sẽ ra tay. La Quân nói ra, điểm này ta biết. Lạc Ninh chuyển đổi đề tài, nói ra, đúng. Ngươi dạng này sử dụng cái kia Tống Ninh cô nương, ta chỉ sợ trong lòng ngươi cuối cùng cũng là không qua được cái này khảm. Ta ở cùng với ngươi thời gian tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng ta biết trong lòng ngươi cũng làm không được nhẫn tâm như vậy. La Quân nói ra, ta hội tận lực không làm thương hại Tống Ninh, sau đó như có cơ hội, ta cũng sẽ tận lực giải thích với nàng rõ ràng. Lạc Ninh cười một tiếng, nói ra,
ngươi như vậy đưa nàng cưới, chẳng phải là xong toàn đẹp. La Quân nao nao, sau đó nghiêm mặt nói ra, ta biết ngươi có phần này rộng rãi, nhưng là ta lại muốn ta và ngươi ở giữa không cần có người khác. Lạc Ninh cười nhạt một tiếng, nói ra, ta chính là thuận miệng nói một chút, ngươi muốn làm thế nào, ta đều tôn trọng ngươi quyết định. La Quân nói ra, bất quá dưới mắt, chúng ta còn cần giả bộ như không có gì liên quan. Lạc Ninh nói ra, yên tâm đi, ta hội tận lực phối hợp ngươi. Cái đề tài này liền cũng liền trò chuyện đến nơi đây. La Quân tiếp lấy liền bắt đầu nói ma nhân thủ lĩnh đề tài. La Quân nói ra, các ngươi kiếm trận phá bất ma đầu người lĩnh thiên ma nhiếp hồn đại trận đúng hay không? Nếu là có thể phá, sớm liền phá. Lạc Ninh cũng liền nghiêm mặt đứng lên, nàng nói ra, ma nhân thủ lĩnh gọi là Hiên Viên Tĩnh, Hiên Viên Tĩnh luyện thì vô thượng nguyên thần, hắn nguyên thần tới lui vô hình. Chúng ta không ít phượng người huynh đệ đều là bị hắn nguyên thần thu nạp quá khứ, sau đó bị giết hại. Riêng là hiện tại, hắn vì luyện thành Thái Hoàng Bạch Kim Trảm, không tiếc bố trí xuống thiên ma nhiếp hồn đại trận. Này môn đại trận có thể cho hắn mượn nhờ sở hữu ma nhân tinh khí thần, để hắn pháp lực phá lệ cường đại. Đại trận kia ngay tại ma xào chỗ nào bố thành, ma nhân thủ lĩnh nếu là ở trong đại trận, đó là cơ hồ vô địch tồn tại. Cho nên, người nói muốn phá Hiên Viên Tĩnh thiên ma nhiếp hồn đại trận, ta thật không có cái gì lòng tin. La Quân nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắn đón đến, nói ra, thật lớn như thế thiên ma nhiếp hồn đại trận, liên lụy ngàn người tiến đến, tất nhiên sẽ có to lớn lỗ thủng. Lạc Ninh nói ra, người muốn tìm lỗ thủng, vậy thì phải qua Hiên Viên Tĩnh thiên ma nhiếp hồn đại trận chỗ nào nhìn một chút. Chúng ta ngay ở chỗ này lý luận xuông, chỉ sợ cũng vô sự vô bổ. La Quân nói ra, người nói không sai. Ta là có cái chủ ý, ngươi nhìn dạng này có được hay không? Chúng ta cùng một chỗ giả bộ như muốn rời khỏi biên hoang bộ dáng, đem Hiên Viên Tĩnh dẫn tới. Ta lại âm thầm phái Trần Phi Dung đi thăm dò nhìn tên thiên ma này nhiếp hồn đại trận. Chỉ cần Hiên Viên Tĩnh tại chúng ta bên này, Trần Phi Dung liền sẽ không gặp nguy hiểm. Mà Trần Phi Dung điều tra đến thiên ma nhiếp hồn đại trận, vậy cũng thì tương đương với ta điều tra đến. Lạc Ninh nói ra, Trần Phi Dung chính là linh thể. Chính là Hiên Viên Tĩnh thích nhất dinh dưỡng. Nàng tới gần thiên ma nhiếp hồn đại trận, thật sự là quá nguy hiểm. Trong lúc này, nếu là ra cái gì sai lầm, ta chỉ sợ ngươi hội hối tiếc không kịp. La Quân ngốc ngẩn ngơ, hắn nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, ta còn được thật tốt mưu đồ một phen. Lạc Ninh gật gật đầu. La Quân liền lâm vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, La Quân bỗng nhiên vui vẻ, nói ra, có. Ngươi triệu tập sở hữu vượng người. Chúng ta cùng một chỗ hướng ma xào xuất phát. Hiên Viên Tĩnh nếu là đến đây dây dưa, chúng ta thì cùng một chỗ đối phó hắn. Vượn người có trên vạn người tại, chúng ta cùng một chỗ giống to, cái này tiếng giống cũng có thể để Hiên Viên Tĩnh nguyên thần bất an. Huống chi, chúng ta còn có kiếm trận đối phó hắn. Lạc Ninh trầm giọng nói ra, sở hữu vượn người tụ tập cùng một chỗ, nếu là Hiên Viên Tĩnh đến đây hấp thu vượn người hồn phách, chúng ta chung quy chú ý đầu không để ý đuôi, khó mà toàn bộ chiếu cố đến. Nàng đón đến, nói ra, bất quá, người nói mọi người nếu là tề tâm hiệp lực, cùng một chỗ chiến ý hừng hực giống to, có lẽ cỗ này sát phạt chiến ý thật đúng là có thể trấn nhiếp đến Hiên Viên Tĩnh cũng khó nói. La Quân nói ra, nguyên thần lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng là tinh thần vật chất một y hệt. Tất nhiên sẽ sợ hãi chiến trận này sát ý, ta cảm thấy có thể thực hiện. Có thể dù cho mọi người tới gần thiên ma nhiếp hồn đại trận, như vậy có thể thế nào? Lạc Ninh nói ra, nàng đón đến. Nói, thiên ma nhiếp hồn đại trận trận pháp tinh diệu, lại có Hiên Viên Tĩnh chủ trì, chúng ta những người này chẳng lẽ có thể dựa vào tiếng giống phá đại trận. Cái kia là không thể nào, mà như xông vào, càng là muốn chết, cậy mạnh là phá không đại trận, cái kia đại trận bên trong pháp lực nhưng nói là vô biên. La Quân nói ra, ta ngược lại không nghĩ thông suốt quá lớn nhà tan rơi thiên ma nhiếp hồn đại trận, ta chỉ là muốn qua tới gần thiên ma nhiếp hồn đại trận, sau đó giải thiên ma nhiếp hồn đại trận. Dù sao biết người biết ta mới có thể chăm chiến không thua mà. Lạc Ninh nói ra, huy động nhân lực, chính là vì cho ngươi đi giải đại trận. La Quân nói ra, nhưng trừ cái đó ra, nhưng không có càng dễ làm hơn phương pháp nha. Lạc Ninh nói ra, ta mặc dù là thánh nữ, nhưng cũng không thể đem vượn mạng sống con người xem như trò đùa. Chúng ta đoạn đường này qua, lộ trình xa xôi, luôn có mỏi mệt cùng lười biếng thời điểm, cho đến lúc đó. Hiên Viên Tĩnh cũng không biết hội giết ta bao nhiêu con dân. Ta không thể bởi vì ngươi muốn giải thiên ma nhiếp hồn đại trận thì bốc lên dạng này hiểm. Cái này không có lời.
Huống hồ, người không nhất định liền có thể giải thiên ma nhiếp hồn đại trận, dù cho giải, thực cũng vô dụng. Lấy chúng ta pháp lực, rất khó bài trừ từ ngàn tên ma nhân tạo thành đại trận. La Quân nói ra, cho tới nay, các người có phải hay không đều không có tới gần hôm khác ma nhiếp hồn đại trận. Lạc Ninh gật đầu, nói ra, không ai dám tới gần, càng đến gần thiên ma nhiếp hồn đại trận, mọi người thì càng có thể cảm giác được thiên ma nhiếp hồn đại trận uy lực. Tiếp cận đại trận kia, chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, tựa như lúc nào cũng muốn bị liên lụy ra ngoài. Cho nên, cho tới nay, đều không ai dám tới gần. Thực cũng tới gần không, Hiên Viên Tĩnh chính là muốn hấp thu nhân hồn phách, còn không có tới gần trước hết bị hắn giết. La Quân nói ra, ta hỏi ngươi, chúng ta là không phải là muốn tru sát Hiên Viên Tĩnh. Lạc Ninh nói ra, không sai, Hiên Viên Tĩnh một ngày không chết, vừa hoang một ngày không được an bình. Mà lại, vượn người sớm muộn cũng phải bị Hiên Viên Tĩnh diệt tuyệt. La Quân nói ra, muốn trừ Hiên Viên Tĩnh, trước tiên cần phải phá thiên ma nhiếp hồn đại trận. Trước mắt tại chúng ta trước mặt, cũng chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là chúng ta trở về mời Tống Đế Vương đến đây. Bất quá ta đoán chừng, tên thiên ma này nhiếp hồn đại trận nếu là tụ tập ngàn tên ma nhân chi lực, liền xem như Tống Đế Vương đến đây, lấy hắn lực lượng một người, cũng chưa chắc phá đến đại trận này. Và lại, nếu là chúng ta khăng khăng qua báo tin mời cao thủ, Hiên Viên Tĩnh cũng sẽ thẹn quá hóa giận, đến lúc đó hội tùy ý tru sát phượn người con dân. Hắn đón đến, nói ra, biện pháp thứ hai, chính là ta mới vừa nói, chúng ta cùng đi giải thiên ma nhiếp hồn đại trận. Mặc dù là mạo hiểm một chút, cũng sẽ không thể tránh né có vượn người con dân hy sinh. Nhưng là, đây là mọi người sinh tồn chi chiến, chúng ta không còn đường lui, cũng không thể lui lại. Ngươi có thể bảo chứng ngươi đang mở thiên ma nhiếp hồn đại trận về sau, liền có thể phá mất thiên ma nhiếp hồn đại trận. Lạc Ninh hỏi, ta không có nhìn thấy đại trận này, như thế nào dám cam đoan? La Quân nói ra, bất quá ta đã từng tại mê thất đại lục bên trong ngốc 10 năm lâu, ta giải thái vũ quyền trượng huyền bí. Đối với những trận pháp này chờ một chút, ta có người không tưởng được tạo nghệ. Có lẽ, ta còn thực sự có thể phá vỡ đại trận này. Lạc Ninh nói ra, nếu là chỉ mấy người chúng ta qua đâu. Không mang theo vượn người con dân tiến đến. La Quân nói ra, ta đối thiên ma nhiếp hồn đại trận không quá giải, người cảm giác đến chúng ta những người này tới gần thiên ma nhiếp hồn đại trận, có thể còn sống sao. Ta tuy nhiên có vô lượng phù ấn một mực lừa gạt Hiên Viên Tĩnh, nhưng ta lo lắng đến ma xào phụ cận. Chỗ nào là hắn sân nhà, hắn có thể tùy ý phát ra bộ phận lực công kích đến phá giải. Trước đó, hắn pháp lực có hạn, ta có thể chống cự hắn công kích. Tới thiên ma nhiếp hồn đại trận phụ cận, ta không dám hứa chắc có thể phá giải. Lạc Ninh lâm vào trầm mặc, nàng trầm ngâm. La Quân cũng không thúc giục Lạc Ninh. Lạc Ninh sau một hồi khá lâu nói ra, một khi tới gần thiên ma nhiếp hồn đại trận, vậy liền giống như là tới gần hắc động, chúng ta những người này không chống đỡ được thiên ma nhiếp hồn đại trận. Ta đoán cũng là như thế này. La Quân nói ra, ta tuy nhiên chưa thấy qua thiên ma nhiếp hồn đại trận, nhưng là từ Hiên Viên Tĩnh nguyên thần hung mãnh trình độ đến xem, cũng có thể đại khái đoán ra, chúng ta ứng phó không đại trận này. Chỉ có dựa vào chúng người tinh thần ý chí, ngưng tụ đại gia hỏa toàn bộ tinh thần qua chống cự cái kia cỗ nhiếp hồn ý niệm mới được. Sau đó, La Quân tiếp tục nói, bây giờ toàn bộ biên hoang, có thể theo Hiên Viên Tĩnh chống lại cũng chỉ có chúng ta những người này. Nếu là chúng ta không có phòng bị đưa đi lên cửa, Hiên Viên Tĩnh tuyệt đối sẽ không tiếc dốc hết toàn bộ lực lượng đến tru giết chúng ta. Cái nguy hiểm này mới là thật không dám bốc lên. Lạc Ninh hít sâu một hơi, nói ra, tốt, ta hội triệu tập mấy vị trưởng lão đến tuyên bố việc này, cũng sẽ tận lực giúp ngươi thúc đẩy. Chỉ là tận lực, ta không dám hứa chắc nhất định có thể thúc đẩy. La Quân mỉm cười, nói ra, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Lạc Ninh nói ra, việc này chuyện rất quan trọng. Chỗ có hy vọng đều ký thác ngươi một thân, ngươi cũng muốn tốt. La Quân nói ra, sinh sinh tử tử, ta cái gì không có trải qua. Cho tới bây giờ, cũng không có gì làm cho ta cảm thấy có thể e ngại. Lạc Ninh liền cũng liền nhớ lại La Quân kinh lịch, không nói hắn về sau những truyền kỳ đó sự tích, chính là nàng cùng hắn ở giữa, đều cùng một chỗ kinh lịch khắc cốt ghi tâm sinh tử. Lạc Ninh nói ra, vậy thì tốt, ngươi đi trước đi. La Quân mỉm cười. Đột nhiên dò xét tiến lên, nói ra, chính sự nói không sai biệt lắm, hiện tại ta chỉ muốn. Hắn không có tiếp tục nói hết, mà chính là bưng lấy Lạc Ninh đầu, cũng hôn lên nàng môi. Lạc Ninh hơi hơi ngẩn ngơ, tiếp theo, lưỡi nàng đóng liền bị La Quân cạy mở. La Quân tiến quân thần tốc, mê say hôn lên Lạc Ninh.
Lạc Ninh bắt đầu còn có chút không thích ứng, bất quá lập tức, nàng cũng liền nhắm mắt qua phối hợp La Quân. Nụ hôn này, vô cùng thuần hậu, giống như là một chén hương nồng tửu một dạng. Lạc Ninh từ không thích ứng đến thích ứng, một hồi lâu sau về sau, La Quân vừa rồi rời môi. Lạc Ninh đỏ mặt giống như là trạng vạng tối thải hà đầy trời. Nàng chưa bao giờ dạng này thẹn thùng qua. Nhưng trong lòng là ngọt ngào. Nàng từ nhỏ thân thế tung bay, cho tới nay, đều muốn tâm cửa đóng kín, không tiếp nhận bất luận kẻ nào. Trong lòng nàng, vốn là không nghĩ tới chính nàng hội giống một cái bình thường nữ nhân qua yêu đương, kết hôn. Mà từ khi biết La Quân về sau, nàng bình tĩnh tâm hồ bắt đầu xẹt qua tầng tầng gợn sóng. Cho tới bây giờ, phần này cảm tình cũng rốt cục chính thức nở hoa kết trái. La Quân đột nhiên cười một tiếng, nói ra, dạng này sẽ không để cho ngươi cũng cảm thấy không quen a. Cút, Lạc Ninh đang thẹn thùng đâu, nghe La Quân như vậy giễu cợt, lập tức nổi giận nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, theo sau xoay người rời đi. Ra Lạc Ninh động phủ, La Quân vẫn là sửa sang lại chính mình dung mạo, chà chà miệng, hắn cũng không thể tại Tống Xương Tuyết trước mặt bọn hắn lộ ra manh mối gì tới. Như thế xác định trên thân không có gì có thể nghi địa phương về sau, La Quân liền theo Tống Xương Tuyết bọn họ tụ hợp. Tống Xương Tuyết bọn họ lúc này chính ở thạch thất bên trong ăn nóng hổi bữa sáng. La Quân đến một lần về sau, liền cảm giác thèm ăn nhỏ dãi a. Hắn mấy ngày gần đây nhất thật không có ăn xong một bữa nóng hổi cơm canh. Mọi người gặp La Quân tới, cũng lập tức cho La Quân nhường ra một vị trí. Tống Kinh Luân đứng người lên, vừa cười vừa nói, Lâm Huynh, chúng ta không biết ngươi chừng nào thì tới, cho nên cũng liền không chờ ngươi. La Quân mỉm cười, nói ra, nhị công tử, cái này vốn cũng không dùng chờ ta. Hắn đón đến, nói ra, nhị công tử, ngươi mau mời ngồi, ngươi thương thế còn chưa lành, không cần cố kỵ tại hạ. Tống Kinh Luân cũng liền ngồi xuống. Trên bàn là cháo loãng, cái kia cháo theo bình thường cháo lại khác biệt, đen xì, không biết là dùng cái gì nấu đi ra. Bất quá nơi này điều kiện gian khổ, mọi người tự nhiên không có gì tốt phàn nàn. Tống Xương Tuyết tự nhiên mà vậy cho La Quân sới một bát cháo. La Quân nói tiếng cảm ơn, hắn uống một ngụm, cảm thấy vị đạo cũng không có bết bát như vậy. Thực lúc này, bụng hắn đói, tự nhiên là ăn cái gì cũng không biết cảm thấy hỏng bét. Trừ cháo bên ngoài, trên bàn còn có khoai nướng. Cái này khoai lang thật đúng là đồ tốt, tại bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh dưới, đều có thể kiên cường sinh trưởng. La Quân ăn một cái khoai lang, hắn liền cảm giác quanh thân đều là nóng hầm hập, rất là thư sướng. Tống Xương Tuyết cười một tiếng, nói ra, ta Lâm đại công tử, ngươi cũng đừng cùng chúng ta thừa nước đục thả câu. Lần này cùng thánh nữ nói chuyện có cái gì tiến triển sao? La Quân đang muốn nói chuyện, Tống Xương Tuyết đột nhiên lại nói ra, chờ một chút. La Quân cười một tiếng, nói, làm sao? Tống Xương Tuyết theo La Quân tới gần, nàng đột nhiên tại La Quân trên thân ngửi ngửi, nói ra, trên người ngươi làm sao có mùi thơm của nữ nhân vị a? La Quân tâm lý một cái lộp bộp. Mọi người liền cũng hầu nghi. La Quân liền vừa cười vừa nói, tứ tiểu thư, ngươi cái này cái mũi làm sao theo mũi chó một dạng linh a, cái này đều bị ngươi đoán được. Tống Xương Tuyết không khỏi mắng, ngươi mới là mũi chó đây. Ta phải cho ta tiểu muội làm chủ, ngươi nhanh thành thật khai báo, cái này trên thân mùi thơm là chuyện gì xảy ra. La Quân cười ha ha, nói ra, chúng ta nơi này, cũng liền thánh nữ một cái bình thường nữ nhân. Những người vượn kia trên thân khẳng định là không có loại mùi thơm này, mùi thối còn tạm được. Cho nên mùi thơm này khẳng định là thánh nữ a. Hai người các ngươi đến làm gì? Tống Xương Tuyết hồ nghi vô cùng. Tống Kinh Luân cũng là có chút điểm không bình tĩnh. La Quân mỉm cười, nói ra, thánh nữ nhìn ta, nhất kiến trung tình, quả thực là muốn đối ta ôm ấp yêu thương, nói để cho ta lưu lại đây. Nhưng là ta nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ngươi thì thổi a ngươi. Tống Xương Tuyết nhất thời có chút buồn cười. Tống Kinh Luân mấy người cũng không khỏi buồn cười. Lúc đầu có chút phi diệu bầu không khí, liền bị La Quân như thế nói chêm chọc cười hóa giải. Sau đó, La Quân liền đang sắc nói ra, ta nói thật với ngươi đi, thánh nữ chỗ động phủ cũng là loại này nồng đậm mùi thơm, ta ở đâu ngồi lâu, cho nên trên thân thì có mùi thơm. Các ngươi cũng nhìn thấy thánh nữ, nàng là loại kia băng băng lạnh lùng tính cách, đối với người nào đều ăn nói có ý tứ. Chẳng lẽ các ngươi có thể cho là ta cùng thánh nữ ở giữa khả năng có cái gì? Nghĩ gì thế? La Quân kiểu nói này, mọi người cũng liền thoải mái. Dù sao, đây mới là bình thường.
Nếu là nói La Quân tại ngắn như vậy thời gian bên trong có thể cùng thánh nữ phát sinh cái gì, mọi người thật là không thể tin tưởng. Đại khái là ai cũng đều không nghĩ tới, La Quân cùng Lạc Ninh lại là có như vậy khắc cốt ghi tâm qua lại. Một đoạn này tự nhiên là tạm thời không đề cập tới, sau đó, La Quân cũng liền nói đến chính đề lên. Ta đã thương lượng với thánh nữ qua, La Quân nói ra, cũng có sơ bộ kế hoạch, bất quá kế hoạch này cũng có nguy hiểm rất lớn, mà lại ta cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Nhưng trước mắt mà nói là duy nhất có thể thực hiện một cái biện pháp. Ta ý là... Sau đó, La Quân liền đem hắn kế hoạch nói ra. Dưới mắt, kế hoạch này đến có thể không thể tiến hành, ta không biết. Ta còn muốn tiến một bước chờ thánh nữ bên kia đáp lời. La Quân sau cùng dưới tổng kết đồng dạng nói ra. Tống Kinh Luân bọn người lâm vào trầm tư. Tống Xương Tuyết không khỏi hỏi La Quân nói, trận pháp câu chuyện, thâm ảo huyền bí, ngươi thật có thể bằng ở bên ngoài quan sát, liền có thể nhìn ra bên trong manh mối, đồng thời phá giải. Cái kia Từ Mậu nói ra, Lâm huynh tuy nhiên tài trí hơn người, nhưng ngươi cái chủ ý này nghe giống như là nói mơ giữa ban ngày, chỉ sợ vẫn là quá mức qua loa một chút. Ta cho rằng chúng ta phương pháp tốt nhất vẫn là mời vương ra tới. Tống Xương Tuyết mấy người cũng đều biểu thị hẳn là mời Tống Đế Vương tới, dạng này là bảo đảm nhất. La Quân làm theo nói ra, vương ra bản lĩnh thông thiên, điểm này ta phải thừa nhận. Nhưng là, cái này Hiên Viên Tĩnh Tu vi tựa hồ cũng không kém vương ra. Mà lại, hắn trả luyện thì tên thiên ma này nhiếp hồn đại trận, hắn là tập hợp ngàn tên ma nhân chi lực. Như pháp lực này, ta chỉ sợ coi như vương ra đến cũng có chút không kịp. Hắn đón đến, nói ra, còn có, trở về mời vương ra lộ trình xa xôi, vừa đi vừa đến, hoa tốn thời gian rất dài. Mà lại, Hiên Viên Tĩnh lại bởi vậy mà thẹn quá hóa giận, rất có thể sẽ điên cuồng công kích vượn người. Nói như vậy đứng lên, Lâm công tử là cho rằng chỉ có ngươi chính mình mới có thể giải quyết chuyện này, vương gia cũng không được đúng không? Từ Mậu nói ra, hắn trong lời nói giữa các hàng, đối La Quân đều có loại che đậy giấu không được định ý. La Quân nao nao, sau đó Từ Tốn nói, ta không có ý tứ này, ta là thì tình huống bây giờ đến phân tích. Chuyện này... Lúc đầu ta đã đứng ở thế bất bại, ta muốn làm, đều là vì vương gia, vì mọi người, mà Từ huynh ngươi như nếu thực như thế ước đoán ta, cái kia ta cũng là không có biện pháp. La Quân nói chuyện từ trước đến nay không tha người, cho nên Từ Mậu nói câu này không âm không dương lời nói, hắn lập tức liền nhàn nhạt đánh trả. Câu nói này lấy nói ra, Tống Kinh Luân cùng Tống Xương Tuyết đều cảm thấy Từ Mậu xác thực nói thật quá phận một chút. Từ Mậu nhưng cũng không xấu hổ, chỉ là cười nhạt một tiếng. Liền không nói thêm gì nữa. Mà Thanh Hư đạo trưởng làm theo nói ra, như vậy Lâm huynh thì nhất định có thể bảo chứng mình có thể phá mất thiên ma nhiếp hồn đại trận sao? Ta đương nhiên không có thể bảo chứng. La Quân nói ra, thiên ma nhiếp hồn đại trận quấy toàn bộ biên hoang, lợi hại như thế đại trận, ta nếu nói ta có thể bảo chứng, chỉ sợ nói ra cũng không ai tin. Nhưng là, ta muốn nói là, trên thế gian có rất nhiều chuyện không phải cũng phải có hoàn toàn chắc chắn mới đi làm. Có một số việc, là bất kể thành bại, không thể không làm. Lúc này La Quân, lẫm nhiên sinh uy, tự có một cỗ nói không nên lời mị lực tồn tại. Tống Kinh Luân nói ra, tốt, Lâm huynh nói tốt, tốt một cái không thể không làm. Dưới mắt đối phó Hiên Viên Tĩnh là khó giải quyết nhất sự tình, cũng là đánh bạc tánh mạng một cọc sự tình. Người người đều tránh không kịp, mà Lâm huynh ngươi lại vượt khó tiến lên. Thì xông ngươi phần này hiệp nghĩa cùng dũng khí, ta Tống Kinh Luân thì không thể không bội phục ngươi. Tống Xương Tuyết cũng là trong mắt thả ra ánh sáng, nói ra, tiểu muội có thể được Lâm huynh dạng này hôn phu, chính là ta tiểu muội phúc khí. Thanh Hư đạo trưởng cùng Từ Mậu nhất thời cảm thấy một vẻ xấu hổ, Tống gia huynh muội đều đã nói như thế, hai người bọn họ thì càng ngượng ngùng lại nói cái gì. Sau nửa canh giờ, Cổ Kiếm Tây lần nữa đến đây, hắn nói với La Quân, Lâm công tử, thánh nữ cho mời. La Quân gật gật đầu. Lạc Ninh trong động phủ. La Quân hỏi Lạc Ninh nói, thế nào? Lạc Ninh nói ra, sự tình ta đã trình bày rõ ràng, ta để mấy vị trưởng lão đi tới mặt thông báo. Sở hữu lợi và hại ta cũng nói, ta để chính bọn hắn làm lựa chọn, là muốn một mực ngồi chờ chết, chờ đợi bị Hiên Viên Tĩnh từng bước xâm chiếm, vẫn là liều mạng một lần, vì chết đi vượn người huynh đệ tỉ muội báo thù, cái này đều từ chính bọn hắn tới làm quyết định. Đón đến, Lạc Ninh tiếp tục nói, mọi người ý kiến ngược lại là rất lợi hại thống nhất. Bọn họ nguyện ý sinh tử đánh cược một lần. Cho nên, chuyện này xem như thành, ta đã hạ lệnh tập kết, nếu như thuận lợi, sáng mai liền có thể xuất phát. La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra,
vậy quá tốt. Lạc Ninh nói ra, cũng là bởi vì Hiên Viên Tĩnh trước đó quá phận, tất cả mọi người đã đối với hắn hận thấu xương, cho nên hiện tại phàm là có một tia cơ hội, tất cả mọi người nguyện ý liều một phen. La Quân mỉm cười. Lạc Ninh nói ra, bất quá chuyện này, sở hữu vinh nhục đều ký thác ngươi một thân. Ngươi cũng không thể chủ quan. La Quân nói ra, ngươi yên tâm đi, ta biết sự tình tầm quan trọng. Sau đó, La Quân thì cáo biệt Lạc Ninh. Cùng Tống Xương Tuyết bọn người tập hợp một chỗ về sau, La Quân nói rõ sớm có thể muốn xuất phát sự tình. Tống Xương Tuyết chờ tâm tình người ta liền đều là có chút phức tạp. La Quân ngược lại là lộ ra rất là bình tĩnh. Đến tối thời điểm, Tống Xương Tuyết ước La Quân ra ngoài đi đi. La Quân không biết Tống Xương Tuyết muốn nói cái gì, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. Bên ngoài sơn động là trắng lóa như tuyết thiên địa. Tống Xương Tuyết ăn mặc màu trắng da áo lông đi tại trong đống tuyết, đại phong quét mà đến, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh đến đỏ bừng. La Quân theo sau lưng. Tứ tiểu thư tìm ta đi ra, không biết có chuyện gì. La Quân mỉm cười, hỏi. Tống Xương Tuyết nói ra, Lâm huynh, Thanh Hư đạo trưởng cùng Từ Mậu đối ngươi trong lời nói nhiều có hiềm khích, hy vọng ngươi bỏ qua cho. La Quân mỉm cười, nói ra, ngươi sao lại đột nhiên nói chuyện này, yên tâm đi, bọn họ còn không đáng cho ta để ý. Tống Xương Tuyết không khỏi cười một tiếng, nói ra, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nàng đón đến, lại thở dài, nói ra, Lâm huynh quả nhiên là thế gian kỳ lạ nam tử, ta ngược lại thật ra có chút kỳ quái, loại người như ngươi vật không nên là hạng người vô danh, là sao trước kia ta cũng không nghe nói qua ngươi thì sao. La Quân cười một tiếng, nói ra, tứ tiểu thư tại miếu đường phía trên, ta trong giang hồ. Chúng ta vốn nên là khó mà tương giao, cho nên ngươi chưa nghe nói qua, thực sự là bình thường. Miếu đường phía trên, trong giang hồ, Tống Xương Tuyết mỉm cười, nói ra, là sao Lâm huynh nói chuyện luôn luôn diệu ngữ liên châu. Ta còn nghe tiểu muội nói qua, ngươi chính là làm thơ cao thủ, không biết ta phải chăng có thể mở mang kiến thức một chút. La Quân cười một tiếng, nói ra, vậy cũng là chút tiểu thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Tống Xương Tuyết dù sao không phải Tống Ninh, nàng gặp La Quân nói như vậy, cũng sẽ không nhắc lại nữa cùng chuyện này. Sau đó, Tống Xương Tuyết lại ngữ chuyển hướng, nói ra, Lâm huynh là có hay không dự định cưới ta tiểu muội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. La Quân nao nao, sau đó cũng cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ tứ tiểu thư cảm thấy ta giống như là tại đùa bỡn Ninh Nhi cảm tình. Tống Xương Tuyết nghiêm mặt nói ra, không phải ý tứ này. Ta bắt đầu thấy Lâm huynh ngươi lúc, cảm thấy ngươi mặc dù không tệ, nhưng là ta tiểu muội phối ngươi vẫn là dư xài. Nhưng là hiện tại tiếp xúc nhiều, lại cảm thấy ngươi mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Ta lo lắng tiểu muội hội thất không xứng với ngươi. La Quân nói ra, tứ tiểu thư suy nghĩ nhiều. Tống Xương Tuyết nói ra, ta tự nhiên là hy vọng ta suy nghĩ nhiều. Nàng đón đến, nói, giống Lâm huynh loại người như ngươi, trước kia chẳng lẽ không có nữ tử thích ngươi sao? Ta trước đó cảm thấy ngươi là vì quyền lợi đi vào Tống Đế Thành, nhưng bây giờ, ta lại là càng phát ra nhìn không thấu được ngươi. La Quân trong lòng run lên, ám đạo nữ nhân trực giác thật đúng là đáng sợ. Bất quá hắn trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, chỉ là cười một tiếng, nói ra, nhân thế ở giữa dục vọng, đơn giản không phải quyền lực, nữ nhân, tài phú. Đối với chúng ta mà nói, còn có leo lên phía trên tu vi chi tâm. Ta tự nhận trong lồng ngực có hùng binh trăm vạn, cho nên liền nghĩ đến Tống Đế Thành mở ra khát vọng. Ta 10 năm trước, một mực đang hành tẩu giang hồ, như thế thời gian tuy nhiên tiêu sái tự tại, nhưng cũng để ta cảm thấy đầy đủ. Tứ tiểu thư, có câu nói gọi là tài lữ pháp địa, liền xem như tu luyện đạo thuật, đồng dạng cũng là tài chứ tại vị thứ nhất. Chỉ có ngồi ở vị trí cao, mới có thể có càng nhiều tư nguyên. Đây cũng là vì cái gì bốn tiểu thư các ngươi những con em quyền quý tu vi cùng bản sự, đều tại con em bình thường phía trên nguyên nhân. Ta muốn Lâm gia ở ta nơi này đệ nhất phát dương quang đại. Lâm huynh nói rất lợi hại có đạo lý. Tống Xương Tuyết nói, nhưng ta lại có chút bận tâm, ngươi là thật thích ta tiểu muội sao? Đương nhiên, La Quân nói ra, Ninh Nhi lớn lên mỹ mạo, tính cách mặc dù hơi nhỏ tiểu điêu ngoa, nhưng cũng không mất đáng yêu. Lại thêm thân phận nàng cũng có thể đến giúp ta, đối với dạng này một nữ tử, ta có lý do gì không đi ưa thích. Tống Xương Tuyết nói ra, ta tiểu muội tính tình rất lợi hại là đơn thuần, ta chỉ mong Lâm huynh ngàn vạn lần đừng muốn cô phụ nàng. Không phải vậy lời nói, ta cái này làm tỉ tỉ, cũng tuyệt đối phải vì nàng ra mặt. La Quân cười một tiếng,
nói ra, tứ tiểu thư có thể tự giải sầu. Trận này lời nói cũng liền đàm đến nơi đây. Một đêm này bình an vô sự. Sáng ngày thứ hai, Lạc Ninh cùng Cổ Kiếm Tây bọn người tập hợp sở hữu vượn người. Tại cái kia ngoài động phủ tuyết trắng mênh mang đại địa bên trên, lít nha lít nhít vượn người tụ tập. Bọn họ xếp đội hình, sắc mặt nghiêm nghị. Lạc Ninh cùng Cổ Kiếm Tây còn có La Quân cả đám người đều đi tới. Lúc này, sở hữu vượn người cùng kêu lên hô lớn, bái kiến thánh nữ. Câu nói này nói là tiếng Hoa. Đám người vượn cũng không phải là tất cả mọi người hội tiếng Hoa, nhưng là câu này tiếng Hoa là dạy dỗ tới. Vạn nhân tề bái, tư thế vẫn là 10 phần. Một màn này, cũng là có chút rung động. Lạc Ninh hô bình thân. Sở hữu vượn người lúc này mới đứng lên. Lúc này, Lạc Ninh cũng là sắc mặt nghiêm túc, nàng cất giọng nói, vượn người nhất tộc, thâm thụ ma nhân hãm hại. Bây giờ mọi người đều vợ con ly tán, coi như đến tình trạng như thế, cái kia ma nhân thủ lĩnh còn muốn đem chọn cái biên hoang sinh linh giết hại. Giờ này khắc này, chúng ta đã lui, không thể nhịn được nữa. Ở đây, ta khẩn xin tất cả hảo nhi lang theo ta một đạo, thảo phạt ma nhân thủ lĩnh. Cổ Kiếm Tây ở một bên lập tức cất giọng phiên dịch. Cổ Kiếm Tây cùng Lạc Ninh thanh âm đều có mạnh đại xuyên thấu lực, hiện trường sở hữu vượn người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Cổ Kiếm Tây sau khi nói xong, sở hữu vượn người giống to, thảo phạt ma nhân, thảo phạt ma nhân. Đối với ma nhân thủ lĩnh, đám người vượn đều có đau điếng người. Cho nên giờ khắc này, Lạc Ninh quyết định qua thảo phạt ma nhân thủ lĩnh thời điểm, tất cả mọi người là cùng chung mối thù. Sau đó, Lạc Ninh cũng thì không nói thêm lời, trực tiếp mang theo mọi người lên đường. Đoạn đường này qua, quả nhiên là trùng trùng điệp điệp. La Quân cả đám cũng là đi ở trước nhất. Tại đường đi bên trên, La Quân nghĩ đến cái gì, hắn tổ chức một đoạn văn, sau đó đọc cho Cổ Kiếm Tây nghe. Sau cùng lại để cho Cổ Kiếm Tây dùng vượn người lời nói phiên dịch cho hắn. Cổ Kiếm Tây không biết La Quân đến muốn làm gì, bất quá hắn vẫn là làm theo. La Quân trí nhớ siêu tốt, hắn rất nhanh liền đem đoạn văn này dùng vượn người lời nói đọc được Lan Hoa Dục. Sau đó, La Quân lại trầm bồng du dương đọc cho Cổ Kiếm Tây nghe. Cổ Kiếm Tây xác định La Quân ngữ pháp không có vấn đề về sau, La Quân lúc này mới coi như thôi. Đoạn đường này mà đi, mọi người đều là tự mang khẩu phần lương thực. Ở chỗ này hoang bên trong, tuy nhiên thời gian rất là gian khổ. Nhưng là nhiều như vậy sinh linh, bọn họ đều có chính bọn hắn sinh tồn chi đạo. Có là yêu thú ở giữa mạnh được yếu thua, có là dựa vào một chút biên hoang thích hợp sinh trưởng lương quả đỡ đói. Mặt khác, nơi này cũng còn có không ít con mồi, mọi người có đôi khi cũng sẽ qua săn bắn. Về phần sưởi ấm, nơi này rất nhiều cây cối đều khô cạn. Mà khô cạn cây cối vừa vặn để cho bọn họ tới sưởi ấm nấu cơm. Biên hoang tư nguyên cũng không tính dư giả, bất quá sinh linh đều là có được linh tính. Bọn họ luôn có thể tại phù hợp thời điểm, tìm tới phù hợp đồ, vật tới sinh tồn. Liền xem như sinh hoạt trong sa mạc người, đồng dạng cũng có thể tìm tới ốc đảo, tìm tới sống sót biện pháp. Đây cũng là trời sinh vạn vật lấy dưỡng sinh linh. Từ vượn người xào huyệt đến ma xào, trong lúc này có 5 ngày 5 đêm khoảng cách. Cả hai khoảng cách rất xa. La Quân cả đám muốn đem một vạn vượn người mang ra dài như vậy khoảng cách, đây là một cái hạo đại công trình. Đến tối thời điểm, La Quân cùng Lạc Ninh cũng sắp xếp người giá trị cương vị. La Quân cũng vô cùng lo lắng Hiên Viên Tĩnh Hội đến đây giết người. Bất quá còn tốt, liên tiếp đi ra 3 ngày, đều xem như bình an vô sự. Tại buổi tối ngày thứ 3, Hiên Viên Tĩnh rốt cục xuất hiện. Đây là Hiên Viên Tĩnh lần thứ nhất xuất hiện đến không có dấu hiệu nào. La Quân bọn người phát hiện về sau, không nói hai lời, phát động kiếm trận rảo sát. Hiên Viên Tĩnh trên không trung cười lạnh liên tục, nói ra, các ngươi coi là chỉ bằng bọn này đám người ô hợp liền có thể đối kháng bản tôn. Si tâm vọng tưởng. Hắn cũng không dừng lại lâu, theo sau xoay người bỏ chạy đi. Cổ Kiếm Tây bọn người thu kiếm trận. Lúc này, tất cả mọi người cảm giác kỳ quái. Cái này Hiên Viên Tĩnh đến như vậy một chỗ là làm gì? Tống Kinh Luân nghi vấn hỏi, Hiên Viên Tĩnh hẳn là sẽ không biển thủ hữu duyên từ sự tình a. Lạc Ninh bọn người cũng nghĩ không thông. Bất quá mọi người ánh mắt đều đến La Quân trên thân. Hiển nhiên, La Quân mới là mọi người cố vấn. Lúc này, tựa hồ hắn giải thích mới lớn nhất quyền uy tín. Liền xem như Lạc Ninh, nàng cùng với La Quân lúc, cũng là ỷ lại La Quân trí tuệ. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, cố lộng huyền hư mà thôi, hắn thứ nhất là muốn nhìn một chút tình huống,
thứ hai là muốn cho chúng ta suy nghĩ lung tung. Hắn đón đến, nói ra, sở dĩ Hiên Viên Tĩnh một mực không xuất thủ, là bởi vì chúng ta còn khoảng cách ma xào rất xa, chờ cách ma xào càng gần, hắn uy lực càng mạnh. Đến nhất định thời điểm, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Cho nên, vào ngày mai qua đi, chúng ta phải tùy thời chuẩn bị tiếp nhận Hiên Viên Tĩnh công kích. Trời tối ngày mai, ta hội có một ít chuẩn bị, mọi người không cần suy nghĩ nhiều, ngủ đi. La Quân tự tin cùng chắc chắn cảm nhiễm mọi người. Mọi người cũng liền an tâm xuống dưới. Lạc Ninh đứng lên, nói ra, Lâm Thiên Sơn, ngươi đi theo ta có lời đơn độc nói cho ngươi. Nàng sau khi nói xong thì hướng nơi xa đi đến. La Quân liền thì theo ở phía sau. Hai người đi ra xa xưa, xác định không ai theo tới, cũng không ai nhìn trộm, như thế về sau, Lạc Ninh mới lên tiếng, ngươi thật cảm thấy Hiên Viên Tĩnh là cố lộng huyền hư. La Quân nói ra, mặc kệ hắn có phải hay không cố lộng huyền hư, ta đều chỉ có thể nói như vậy. Chúng ta lần này mưu đồ rất lớn, mặc kệ Hiên Viên Tĩnh có cái gì mưu kế, vậy cũng là tiểu tiểu tính toán. Tại chúng ta trước mặt nhiều người như vậy, vậy cũng là không đáng giá nhắc tới. Lạc Ninh hơi hơi thở dài. La Quân ôm nàng vòng eo, tại môi nàng hôn xuống, nói, ngươi than thở cái gì nha? Lạc Ninh nói ra, lần này kéo theo toàn bộ vượn người, chỗ có trách nhiệm đều tại trên người của ta không muốn cô phụ lão tổ tông hy vọng. Nhưng là, vượn người bây giờ điêu linh, đây cũng là ta không muốn nhìn thấy. Cho nên trong lòng, vẫn là có thật nhiều lo lắng. La Quân nói ra, bây giờ không phải là còn có ta à. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, hai chúng ta đều cùng một chỗ khiêng. Mà lại, chúng ta là tại hết sức bảo hộ vượn người, coi như sau cùng không hoàn thành, nhưng ít ra, hai chúng ta là nỗ lực qua, chúng ta không thẹn với lương tâm, ngươi nói đúng không? Lạc Ninh mỉm cười, nói ra, ngươi kiểu nói này, trong lòng ta xác thực dễ chịu nhiều. La Quân bỗng nhiên lại cười một tiếng, nói ra, mấy ngày nay, ta đều không có cách nào hôn ngươi đâu, tới. Hắn đột nhiên thì thật sâu hôn đi lên. Lạc Ninh vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước hơi hơi giãy giụa, sau cùng cũng liền sa vào tại loại này trong khi hôn hít. Hôn xong về sau, Lạc Ninh khuôn mặt ửng đỏ, nàng đẩy ra La Quân, nói ra, làm sao không nhìn ra, người cũng sẽ có như thế quấn người thời điểm. La Quân cười một tiếng, nói ra, làm cho ta quấn nữ rất ít người. Lạc Ninh nói ra, đi thôi, chúng ta muốn là ở lâu, vị kia tống cô nương lại phải sinh nghi. La Quân cười ha ha, nói ra, người kiểu nói này ngược lại là nhắc nhở ta, cái kia Tống Xương Tuyết là mũi chó, đợi chút nữa lại phải cảm thấy trên người của ta có người mùi thơm. Hắn nói xong cũng đem áo khoác cởi ra, tiếp lấy lắc một cái, liền đem chỗ có mùi đều dốc hết ra tán. Lạc Ninh cười một tiếng. Sau đó, hai người thì trở lại đội ngũ bên trong. Tống Xương Tuyết bọn người tuy nhiên cũng muốn hỏi hai người này đến nói chuyện gì, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cũng không thể cái gì đều hỏi đi. Mà lại Lạc Ninh cũng ở tại chỗ. La Quân cũng liền mừng rỡ thanh tĩnh. Một đêm này, tất nhiên là bình an vô sự. Ngày thứ hai, tiếp tục đi đường. Một ngày này, vẫn là bình an vô sự. Mọi người cách ma xào cũng là càng ngày càng gần. Bất quá Hiên Viên Tĩnh một mực không có lại xuất hiện qua. Tại ngày thứ năm, khoảng cách ma xào còn có không đến 3 cây số lộ trình lúc, mọi người có thể nhìn thấy phía trước có một mảnh rừng cây rậm rạp. Rừng cây bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, nhưng những này thụ cùng hắn địa phương rừng cây quả thực khác biệt, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Liền cũng tại lúc này, biến cố rốt cục phát sinh. Cái kia chính là toàn bộ rừng cây còn có mặt đất bạch tuyết đột nhiên bị một cỗ cuồng bạo tiếng gió hú cuốn lên. Đây là mạnh đại phong bạo hạt tuyết, tựa như là bão quá cảnh. Cái này đã tương đương với thiên tai. Che khuất bầu trời, ùn ùn kéo đến. Phàm nhân tại bực này thiên tai trước mặt lộ ra phá lệ bất lực, chỉ có thể run rẩy. Run rẩy đi, phàm nhân. Ha ha, Hiên Viên Tĩnh tiếng cười to truyền đến, bản tôn còn đang suy nghĩ làm sao diệt các ngươi bầy kiến cỏ này, nghĩ không ra các ngươi bầy kiến cỏ này thế mà chủ động qua đi tìm cái chết, hiện tại toàn bộ các ngươi đều. Đi chết đi. Sở hữu vượn người đều bị cái này trước mắt tình trạng hù đến, bọn họ muốn xoay người bỏ chạy. Liền cũng tại lúc này, Lạc Ninh. Cổ kiếm tây đám người đã lặng yên không một tiếng động đến hậu phương lớn qua, mặt khác còn thật nhiều vượn người. Đại khái là 300 tên vượn người cán bộ loại hình, đều giữ vững tứ phương. Tà bất thắng chính, mọi người đừng sợ, cùng một chỗ phát ra phẫn tiếng giống giận dữ. Thanh âm này từ hơn 300 người cùng kêu lên phát ra, chuẩn xác truyền lại đến mỗi người trong lỗ tai.
Giết, La Quân dẫn đầu gầm thét ra một tiếng chữ sát tới. La Quân đem tự thân phẫn nộ, còn có võ đạo tinh thần, cùng Trần Phi Dung tinh khiết pháp lực toàn bộ dung nhập vào cái này một chữ giết bên trong qua. Giết, một tiếng này giết tràn ngập rung động chi lực. Cái kia hơn 300 người cũng cùng kêu lên hô lên chữ sát đến. La Quân liên tục giống 3 tiếng chữ sát. Tiếng thứ 3 thời điểm, sở hữu vượn người đều rốt cục trấn tĩnh lại, đi theo hô lên một tiếng chữ sát. Trong một chớp mắt, tiếng giống chấn thiên, sát khí ngút trời. Đang sợ hãi áp bách dưới, sở hữu vượn người đều phát ra loại này tiếng giống giận dữ. Đây là không cam lòng tiếng giống, đây là thấy chết không sờn tiếng giống. Người tại khủng bố thế lực trước mặt, bản năng sẽ biết sợ. Nhưng khi có người đầu tiên xông sau khi ra ngoài, phần lớn người đều sẽ có dũng khí đứng ra. Một khi loại này phẫn nộ hình thành phản ứng dây chuyền, liền sẽ hình thành núi kêu biển gầm. Giết! Ầm ầm, to lớn tiếng gầm chấn động ra ngoài, trong không khí tựa như là nhìn không thấy sóng biển bốc lên quá khứ. Cái này tiếng gầm tràn ngập sát ý vô biên. Đây là chiến trận sát phạt chi ý, là Trần Phi Dung sợ nhất sát ý. Tại trên chiến trường cổ, lưu lại sát ý sẽ để cho một chút yêu tiên loại hình, căn bản không dám tới gần. La Quân tiếng giống cùng tinh thần hắn cũng rót vào dạng này trong sát ý. Thế là trong một chớp mắt, cái kia gào thét mà ngày nữa tai tuyết lở tại dạng này trong tiếng hô, lập tức liền giống như là bị rút đi linh hồn. Những phong bạo đó hạt tuyết không hề có khủng bố lực sát thương. Phong bạo hạt tuyết trở nên tung bay bay là tả, sau cùng ôn nhu chiếu xuống địa. Cái kia hiên viên tĩnh nguyên hình trên không trung hình thành, thấy thế không khỏi hãi nhiên, đồng thời, hắn cũng bạo giận lên. Hiên viên tĩnh liên tục đánh ra thiên đạo băng kiếm tập sát xuống tới. Giết, La Quân mang theo mọi người lần nữa hô lên tới. Cỗ này tiếng gầm chấn thiên mà đi, lần nữa đem cái kia thiên đạo băng kiếm đánh sơ xác. Hiên viên tĩnh, ngươi tận thế đến. La Quân cất giọng quát, ngươi cho rằng ngươi có thể vĩnh viễn không cách nào vô thiên, ngươi cho rằng lão thiên vô đạo sao. Ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Hừ, hiên viên tĩnh nổi giận nói, ta đã sớm nên giết ngươi thằng nhãi con này. La Quân lúc này cũng không theo hiên viên tĩnh tranh cãi, hắn hét lớn một tiếng, nói ra, mọi người theo ta đi. Những lời này là dùng vượn người lời nói ra. Đi, giết. Chúng vượn người lúc này lòng tin tăng vọt, ý chí chiến đấu sục sôi. Bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, trước kia một mực e ngại bất quá là con cọp giấy. Khi bọn hắn tề tâm hiệp lực thời điểm, địch nhân này căn bản là không có đáng sợ như vậy. Cho nên hiện tại, bọn họ bức thiết muốn đi san bằng toàn bộ ma nhân trận doanh. Hiên viên tĩnh không nói một lời, sau đó liền thì biến mất. Hiển nhiên lúc này, hiên viên tĩnh đã phi thường trọng thị La Quân cái này đám người lập tức. Hắn muốn về đến thiên ma nhiếp hồn đại trận bên trong chủ trì sự vụ. Lúc này, La Quân sách lược có hiệu quả, mọi người đối với hắn càng là bội phục không được. Tống Xương Tuyết, Tống Kinh Luân bọn họ càng là không lời nào để nói, trong mắt là nói không nên lời khâm phục. Lạc Ninh cũng là đối La Quân nhìn với con mắt khác. Chuyện này, trên thực tế, khó khăn nhất không phải cái này sách lược cùng biện pháp, mà chính là muốn đem mọi người tổ chức, tại nguy nan thời điểm, phát huy ra hiệu dụng tới. La Quân sở dĩ trước đó không nói trước tập diễn, liền là bởi vì, hắn biết chuyện này, sớm tập diễn, ngược lại không đủ tình chân ý thiết. Chỉ có tại sống chết trước mắt thời điểm, mới có thể kích phát người phẫn nộ cùng cầu sinh ý chí. Đây là nhất cổ tác khí chơi liều. Cái này là không thể tập diễn. Giờ phút này, La Quân mang theo cái này một đám sắt thép phẫn nộ chi sư tới gần trong rừng cây. Hiên viên tính cũng không dám trở ra kháng địch. Rất nhanh, mọi người vượt qua rừng cây, rốt cục đến ma xào phía trước. Ma xào phía trước, cũng là rừng cây. Sở hữu ma nhân, ngàn tên ma nhân thì khoanh chân ngồi dưới đất, bọn họ lít nha lít nhít, bốn phương tám hướng phân bố. Còn chưa tới gần, La Quân thì cảm nhận được bên trong cường đại pháp lực ba động. La Quân đưa tay, để chúng vượn người cũng đứng vững. Sau đó, La Quân nhìn về phía tên thiên ma này nhiếp hồn đại trận. Đây là tất cả mọi người lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi đến tên thiên ma này nhiếp hồn đại trận. Giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm thấy đại trận kia cường đại pháp lực ba động. Bất quá, mọi người cũng không có cảm nhận được loại kia hồn phách đều muốn ly thể cảm giác. Đại khái cũng là hiên viên tĩnh lúc này không có phát động loại lực lượng này. Hiên viên tĩnh ngồi ở giữa trên đài cao, bản thể hắn thì ở đâu nhắm mắt ngưng thần. Đây là chúng tinh cùng nguyệt tư thế. Nếu là nhìn kỹ,
liền có thể trông thấy bốn phía có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng bao phủ lại toàn bộ ma nhân. Lúc này, Thanh Hư đạo trưởng nói ra, Lâm công tử, hiện tại chúng ta đã đến tên thiên ma này nhiếp hồn đại trận phụ cận, người khả năng quan sát ra đại trận này manh mối. Từ Mậu cũng cười một tiếng, nói ra, chúng ta trải qua trăm cay nghìn đắng, hao phí lớn như thế nhân lực vật lực, nhưng chính là vì giờ khắc này a. Lâm công tử, người cũng không thể để chúng ta thất vọng a. Các ngươi tính là thứ gì? Lúc này, Lạc Ninh ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, nói ra, tất cả mọi thứ, đều là chúng ta cùng Lâm công tử nỗ lực. Các ngươi hai cái này phế nhân gấp cái gì đều không thể giúp, ngược lại là xảy ra nói đùa cợt, cũng không nhìn một chút chính các ngươi sắc mặt. Nếu là còn dám bực bội, ta liền đem bọn ngươi giết. La Quân là trở ngại Tống Xương Tuyết cùng Tống Kinh Luân, một mực nhẫn hai người này. Nhưng là Lạc Ninh có thể không nhìn nổi La Quân bị như thế chế nhạo, nàng lập tức liền bạo phát. Thanh Hư đạo trưởng cùng Từ Mậu nhất thời trên mặt xanh một trận, bạch một trận. Tống Kinh Luân cùng Tống Xương Tuyết cũng là lạnh lùng nhìn hai người này liếc một chút, lại là sẽ không vì bọn họ ra mặt. Đừng để ý đến bọn hắn. La Quân nói với Lạc Ninh, hiện tại ta muốn nhìn trộm tên thiên ma này nhiếp hồn đại trận, nhưng là Hiên Viên Tĩnh đã phát giác được ta ngoài ý muốn đồ. Cho nên hắn tử thủ ở trong trận. Hắn là không cho phép chúng ta phá hư hắn đại trận. Lạc Ninh nói ra, chúng ta có thể lấy sóng âm phá đại trận này sao? Hoặc là âm thanh đợt công kích, lại lấy kiếm trận đến phá đi, như thế nào? La Quân nói ra, vậy nhưng được không? Trong này pháp lực quá cường đại, sóng âm uy lực, là đem Hiên Viên Tĩnh pháp lực bên trong tinh thần ý niệm đánh tan. Nhưng là hiện tại, hắn tại trận trong nội tâm, cái này trận pháp cường hãn, không phải sóng âm có thể dao động. Mà chúng ta kiếm trận như là quá khứ, căn bản tới gần không. Không tin các ngươi có thể thử một chút. Cổ kiếm Tây liền nói ra, vậy thì tốt, công tử, ta đi thử một chút. Hắn nói xong liền phát ra phi kiếm trong tay. Nhưng gặp một đạo hào quang lập tức bay vào thiên ma nhiếp hồn đại trận bên trong. Tên thiên ma này nhiếp hồn đại trận trên không đột nhiên xuất hiện một đầu hung mãnh cự thú hình dáng, cái kia cự thú há mồm trực tiếp đem phi kiếm nuốt vào trong miệng. Hỏng bét, cổ kiếm Tây quá sợ hãi. Tiếp theo, cái kia cự thú biến mất. Cổ kiếm Tây kiếm đã trực tiếp bị hòa tan thành sắt tương, không còn tồn tại. Kiếm trận bình thường có thể đánh lui Hiên Viên Tĩnh, nhưng bây giờ kiếm trận tiến đại trận, trực tiếp bị thôn phệ. La Quân nói ra, mọi người đã kiến thức đại trận này uy lực, lúc này liền cũng là tin tưởng La Quân lời nói. Ai cũng không dám để cho mình bảo bối tiến đi mạo hiểm. Vậy kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì? Lạc Ninh hỏi La Quân. La Quân trầm giọng nói ra, ta muốn thăm dò đại trận này, nhưng là ta pháp lực đi vào liền sẽ bị Hiên Viên Tĩnh nuốt chửng lấy. Cho nên hiện tại, ta muốn các ngươi riêng phần mình vận chuyển bộ phận pháp lực tại bốn phía nhiễu loạn Hiên Viên Tĩnh ánh mắt. Các ngươi yểm hộ ta pháp lực quan sát đại trận này, hiểu chưa? Lạc Ninh gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Tống Kinh Luân bọn người thương thế đã tốt không sai biệt lắm, cho nên lúc này, Tống Kinh Luân nói ra, tính cả ta một phần. Tống Xương Tuyết cũng nói, thêm ta một suất. Thanh Hư đạo trưởng cùng Từ Mậu lại là ngượng ngùng nói chuyện. La Quân liền để Lạc Ninh bọn người chuẩn bị kỹ càng, sau đó, các nàng lấy pháp lực từ bốn phương tám hướng thăm dò vào thiên ma nhiếp hồn đại trận. Các nàng pháp lực là một cỗ tinh thần ý niệm, cỗ này tinh thần ý niệm cũng không công kích đại trận, lại tại đại trận tứ phương cấp tốc rời rạc, tránh né. La Quân lúc này cũng làm cho Trần Phi Dung phân ra 1000 mai suy nghĩ đi ra, này 1000 mai suy nghĩ là 1000 bản, 1000 bản suy nghĩ đầu tiên là bốn phía phân tán, sau đó toàn bộ chui vào đại trận bên trong. Cái kia đại trận bên trong, có cường đại vô cùng hấp lực. Chỉ trong tích tắc, tất cả mọi người pháp lực còn có Trần Phi Dung 1000 mai suy nghĩ đều bị thu nạp vào qua, đồng thời rất nhanh liền bị thôn vệ sạch sẽ. Mọi người tổn thất là một chút pháp lực, tinh thần ý niệm. Pháp lực tổn thất, theo khí lực tổn thất một dạng, có thể khôi phục lại. Nhưng Trần Phi Dung khác biệt, nàng tổn thất lại là nàng thật sự suy nghĩ. Trần Phi Dung bây giờ hết thảy 7,200 mai suy nghĩ, cái này trực tiếp tổn thất 1000 mai suy nghĩ, đó còn là đối nàng thương tổn không nhỏ. Quát con, ngươi muốn thăm dò bản tôn đại trận, ngươi không có cơ hội này. Hiên Viên Tĩnh lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Mọi người lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì vừa rồi căn bản cái gì đều không thăm dò đi ra, hiển nhiên, La Quân kế hoạch không có đạt hiệu quả. Làm sao bây giờ, Tống Xương Tuyết vô ý thức hỏi La Quân. La Quân trầm giọng nói ra, ta đã thăm dò rõ ràng.
Cái này sao có thể? Tống Xương Tuyết bọn người là giật mình không nhỏ. Bởi vì tất cả mọi người là cùng một chỗ thăm dò pháp lực đi vào, bọn họ từng cái đều cảm thấy không khỏi rượu, cái gì cũng không có làm rõ ràng. Bọn họ cảm giác cũng là pháp lực đi vào, lập tức liền giống như là bị cuốn tiến trảm hồn trong trận, sau đó thì cái gì cảm giác đều không. Mất dấu cái cục đá tiến đại hải một dạng cảm giác. Có thể La Quân lại là hắn thăm dò rõ ràng, cái này khiến mọi người cảm thấy không hiểu. Lúc này, duy nhất minh bạch lại là Lạc Ninh. Lạc Ninh biết La Quân cũng không có pháp lực, hắn chỉ có Trần Phi Dung suy nghĩ. Những suy nghĩ đó cùng pháp lực lại là khác biệt, những ý niệm này đang bị nuốt cắn đồng thời, La Quân cũng minh bạch thôn vệ khái niệm, còn có bốn phía tình huống. La Quân cũng là dùng 1000 suy nghĩ tới làm thành chuyện này. Hắn đang phát ra 1000 mai suy nghĩ thời điểm, liền biết có thể sẽ có kết quả này. Chỉ là La Quân xác thực không ngờ tới, đại trận này lại là lợi hại như thế a. Căn bản không cho người ta phản ứng cơ hội. Ngươi thật hiểu, Tống Xương Tuyết hỏi La Quân. Thanh Hư đạo trưởng cùng Từ Mậu lại có chút khinh thường, bất quá hai người này dưới mắt học ngoan, lại là cái gì cũng không nói. La Quân gật gật đầu, hắn trầm giọng nói ra, ta đã có phương pháp phá trận. Lạc Ninh nghe vậy cũng là bị kinh ngạc, nàng biết La Quân có chính mình đặc thù bản lĩnh, nhưng lại vô pháp tưởng tượng, La Quân như thế trong thời gian ngắn thì có phá giải chi pháp. Nhanh như vậy, Lạc Ninh nhịn không được hỏi La Quân. La Quân xông Lạc Ninh mỉm cười, nói ra, ta hướng thánh nữ ngươi đã nói khoác lác sao. Lạc Ninh gặp La Quân khẳng định như vậy, trong nội tâm nàng cũng liền an bình xuống dưới. Nàng là giải La Quân, La Quân người này tuy nhiên bình thường có thể sẽ bất cần đời. Nhưng là tại chuyện đứng đắn bên trên, đó là không sẽ có nửa điểm mập mờ. Sau đó, La Quân nói ra, cá nhân ta pháp lực không đủ, vẫn là cần muốn mọi người hỗ trợ. Đợi chút nữa, thánh nữ, nhị công tử, tứ tiểu thư, còn có cổ trưởng lão mấy người các ngươi vây quanh ta thành làm một cái vòng tròn. Sau đó sở hữu vượn người huynh đệ làm thành một vòng tròn lớn. Vòng tròn bên trong, Thanh Hư đạo trưởng cùng Từ Mậu tiên sinh, các ngươi không muốn tham gia. Chúng ta là sao không có thể tham gia? Thanh Hư đạo trưởng lập tức có chút khó chịu, nói ra. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cần là tinh khiết pháp lực, thật tâm tương trợ. Ta là sợ hai vị hội từ đó cản trở, để chỗ có pháp lực đều trở nên không thuần, đến lúc đó lầm đại sự không nói, còn phải thừa nhận hai vị mượn cớ. Ngươi, Thanh Hư đạo trưởng cùng Từ Mậu nhất thời khí muốn chết. La Quân sau đó thì không để ý tới hai người này, hắn theo Lạc Ninh bọn người tinh tế thương lượng một phen. Sau đó, mọi người liền đi riêng phần mình bố trận. Đại ước sau một tiếng, tiểu trận cùng đại trận đều bố thành. Tiểu trận thì là La Quân làm trung tâm, bên người quay chung quanh Tống Kinh Luân, Lạc Ninh bọn người. Đại trận cũng là đông đảo vượn người huynh đệ. La Quân tiếp lấy liền để mọi người bắt đầu. Sau đó, Lạc Ninh bọn người bắt đầu chuyển vận pháp lực ra ngoài. Bọn họ bảo trì pháp lực tinh khiết, chính là một cỗ tinh khiết pháp lực quay chung quanh tại La Quân chung quanh. La Quân pháp lực tại chính giữa, hắn ngay lập tức đem mọi người pháp lực bắt đầu lấy Càn Nam, Khôn Bắc, Ly Đông, Khảm Tây. Đổi Đông Nam, Trấn Đông Bắc, Tốn Tây Nam, Cấn Tây Bắc bát quái phương vị đến phân vải. Đây là sơ kỳ bố trận. La Quân tại Mê Thất Đại Lục bên trong tuy nhiên pháp lực không có tiến bộ, nhưng là đối với trận pháp chi học lại là tinh thông vô cùng. Dễ có thái cực, là sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Trong bát quái có vô cùng biến hóa, đại biểu thiên địa chư thiên. Bên trong càng có 8864 quẻ tượng. La Quân ngưng thần tụ khí. Tiếp lấy bắt đầu phân phối pháp lực. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, nói, Càn Tam Liên, Khôn Sáu Đoạn, Chấn Ngửa Vu, Cấn Che Bát, Cách Bên Trong Hư, Khảm Bên Trong Đầy, Đổi Bên Trên Thiếu, Tốn Dưới Đoạn. Này vì tiên thiên bát quái, khẽ đếm khảm đến hai số khôn, ba chấn bốn tốn là bên trong phân, ngũ số trong cung sáu càn là, bảy đổi tám cấn cửu ly môn. Đây là hậu thiên bát quái, quẻ quẻ trồng lên, đưa tình tương liên, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đến tận đây sinh sôi không ngừng. Có mà không, không mà có, vô vi mà làm, từ không nói có, hóa thành hư vô, đây là thiên địa đại đạo. La Quân liên tục bố trận, chỗ có pháp lực đều trở thành hắn binh tốt. Hắn này môn trận pháp cũng là nhìn trộm thiên ma nhiếp hồn đại trận về sau, lại căn cứ chính hắn trí tuệ biến hóa ra. Hắn vốn nên không có bất kỳ cái gì đạo cụ, lại căn cứ mọi người pháp lực cùng khí tức từ không nói có, tránh thức bố thành cái này tinh diệu đại trận. Lúc này,
tất cả mọi người tâm thần quy nhất, tất cả mọi người trở thành trong trận trọng yếu một vòng. La Quân đột nhiên hét lớn một tiếng, nói, vạn pháp quy nhất, ta thành đạo thống, ngưng. Nhất thời, sở hữu vượn người vô ý thức quát to, giết. Một tiếng này chữ sát gào thét mà ra. Sở dĩ đông đảo vượn người có thể cùng một chỗ hô lên một tiếng này chữ sát, chính là bởi vì La Quân thông qua đại trận đã nắm giữ những người vượn này tinh khí thần. Bọn họ đột nhiên tiếp thụ lấy cái này tiềm thức mệnh lệnh. Đương nhiên, cái tiền đề này là nhất định phải mọi người tới tin phục La Quân. Nhất định phải là mọi người nguyện ý tề tâm hợp lực để hoàn thành chuyện này. Không phải vậy lời nói, nếu là người trong lòng người có lòng phản kháng, cái kia trận pháp này là tuyệt đối không làm được. Dân tâm sở hướng, không ai địch nổi. Dù cho bên trong có không nguyện ý, nhưng là tại đại trào lưu dưới, y nguyên không có tác dụng. Cho nên, La Quân chỉ cần đại trận bố thành, thì căn bản không sợ Từ Mậu cùng Thanh Hư đạo trưởng quấy rối. Đám người vượn tâm tư đơn thuần, chỉ cần nói là tới đối phó ma nhân, bọn họ không có không nguyện ý. Tại cái kia chữ sát đi ra trong nháy mắt, La Quân thành công bắt lấy sở hữu vượn người tinh khí thần. Cỗ này tinh khí thần bị trận pháp chỗ ngưng tụ, tại cái kia trận pháp trên không hình thành một cỗ to lớn lốc xoáy khí lưu. Giờ phút này, cái kia Hiên Viên Tĩnh rốt cục nhìn thấy bên này tình huống, hắn không khỏi hãi nhiên thất sắc. Sau đó, Hiên Viên Tĩnh hét lớn một tiếng, hóa ra khẽ chống thiên cự nhân hướng phía bên này lăng không dậm chân mà đến. Chỉ ba bước, thì vượt qua ngàn mét khoảng cách. Người khổng lồ kia tới thời điểm, La Quân tâm niệm nhất động. Cái kia to lớn lốc xoáy khí lưu đột nhiên thi triển ra tinh thần ngưng hoa thuật. Cái này một cái chớp mắt, bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mỹ lệ cảnh tượng. Ngôi sao trải rộng, ngôi sao đầy trời hướng xuống rơi xuống. Cái kia chạy tới cự người nhất thời bị mê chặt. Hiên Viên Tĩnh cũng bị mê ở bên trong. Vạn nhân chi lực, cái này căn bản không phải Hiên Viên Tĩnh bên này có thể chống cự. Trừ phi hắn thật đến thần đế tình trạng kia, huống chi, cho dù là thần đế đến. Cũng sẽ không ngạnh kháng dạng này lực lượng. Vòng xoáy ngân hà, La Quân bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Cái kia bên trên bầu trời ngôi sao quấy, tựa như là hắc động tại thôn vệ sở hữu ngôi sao. Người khổng lồ kia cấp tốc liền bị vòng xoáy ngân hà cuốn vào, bao quát thiên ma nhiếp hồn đại trận bên trong, những cái kia hấp thu dinh dưỡng, linh hồn, chờ một chút khí tức đều bị hút vào đến vòng xoáy ngân hà bên trong. Dạng này lực lượng, không ai có thể chống cự. Hiên Viên Tĩnh cùng những ma nhân đó quần áo bắt đầu bay phất phới, bọn họ cực lực ổn định lại thân thể, không cho thân thể bị thôn phệ đi vào. Hiên Viên Tĩnh liên tục thi triển pháp thuật, nhưng là giờ này khắc này, không bất kể hắn là cái gì pháp thuật đều tại cái này vòng xoáy ngân hà trước mặt trở nên không có chút nào sức chống cự. Không, không, Hiên Viên Tĩnh phẫn nộ giống to, bản tôn chăm chú sách lược nhiều năm như vậy, mắt thấy là phải đại công cáo thành, người thằng nhãi con này. Ngươi thì tính là cái gì, lại dám phá hư bản tôn đại kế. Hiên Viên Tĩnh, ta đã sớm nói, ngươi tận thế đến. Ngươi bởi vì bản thân tư dục, độc hại toàn bộ biên hoang sinh linh, đây là làm điều ngang ngược. Liền xem như thiên không phạt ngươi, tự có người phạt. La Quân lớn tiếng quát xong, sau đó nói một tiếng, bắt. Cái kia tinh hà vòng xoáy bên trong bỗng nhiên duỗi ra một cái cự đại thủ ấn, trực tiếp đem Hiên Viên Tĩnh bắt lấy. Bực này lực lượng. Hiên Viên Tĩnh tại trước mặt đều xem như yếu đuối, căn bản không có chống cự cơ hội. Hiên Viên Tĩnh trực tiếp bị bắt vào vòng xoáy ngân hà bên trong, sau đó, Hiên Viên Tĩnh liền bị hoàn toàn luyện hóa. Còn hắn thu lấy Trần Phi Dung cái kia 1000 mai suy nghĩ còn chưa kịp tiêu hóa, lúc này liền bị La Quân lại thu hồi lại. Những ma nhân đó mất đi Hiên Viên Tĩnh duy trì, lúc này càng là không chịu nổi một kích. Bất quá, La Quân lúc này cũng không tranh thủ thời gian giết tuyệt. Những này ma nhân là tuyệt đối có tội nghiệt, nhưng La Quân lại không thể đem cái này ngàn tên ma nhân toàn bộ giết. Này lại có nhân quả lớn lao, La Quân cùng giữa bọn hắn là không có quá đại thù hận. Ma nhân bây giờ mất đi Hiên Viên Tĩnh, đã không tính là gì quá đại uy. Ma nhân làm nhiều việc ác, bọn họ đã là biên hoang công địch. Tiếp đó, tự nhiên sẽ có người cùng bọn hắn có cửu báo cửu, có oán niệm báo oán. Cái này không tới phiên La Quân đến quan tâm. Sau đó, La Quân liền thu vòng xoáy ngân hà. Đồng thời, hắn triệt hồi đại trận. Phen này hành động, tuy nhiên không là La Quân pháp lực đang tiêu hao. Nhưng là hắn muốn chủ trì như thế một cái đại trận, đó cũng là cực kỳ hao phí tâm lực. Cho nên giờ khắc này, đại trận triệt hồi, La Quân trên trán tràn đầy mồ hôi, sắc mặt hắn cũng là trắng bệch một mảnh. Hiên Viên Tĩnh đã chết,
Các huynh đệ, chúng ta giết đám này ma nhân, cho chúng ta chết đi các huynh đệ báo thù. Cái kia cổ kiếm Tây phấn khởi quát to lên. Đương nhiên, hắn hô là vượn người lời nói. Đông đảo vượn người quần tình sục sôi, cũng quát to, giết. Sau đó, đám người vượn như hồng thủy vỡ đê một dạng sông tới giết. Những ma nhân đó đã đấu trí hoàn toàn không có, nào dám theo đám người vượn quyết đấu, thế là nhao nhao bốn phía chạy tán loạn. Đây cơ hồ là một trận đơn phương đổ sát. Lạc Ninh cũng không có đi ngăn cản, nàng trong mắt lóe lên một tia lo lắng, hỏi La Quân nói, ngươi không sao chứ? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tống Xương Tuyết mấy người cũng là lo lắng La Quân, bọn họ đều vây quanh ở La Quân bên người. 5 ngày sau đó, La Quân cả đám đầu tiên là trở lại vượn người trong động phủ. Cái kia ma nhân Dư Nghiệt đã bị giết cái 7-8 phần, chỉ có một số nhỏ chạy đi. Về sau những này ma nhân cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Vượn người các huynh đệ đem La Quân coi là đại ân nhân. Trong sơn động, vượn người các huynh đệ vui vẻ vô cùng, cơ hồ cũng là vừa múa vừa hát. Bọn họ không biết từ chỗ nào làm ra tửu, vào lúc ban đêm còn cử hành đống lửa dạ hội. Tống Xương Tuyết cũng là hưng phấn, nguy cơ lần này cuối cùng là hóa giải. Đồng thời, Tống Xương Tuyết cũng đối La Quân bội phục không được, cảm thấy La Quân thật sự là không gì làm không được. Vào lúc ban đêm, Tống Xương Tuyết cũng uống rất nhiều tửu. Phần lớn người đều là say khướt. La Quân thì là thừa dịp mọi người không chú ý, đến Lạc Ninh trong động phủ. Lạc Ninh ngồi tại trước bàn đá, trên bàn đá đốt đèn dầu. Sắc mặt nàng có chút hưng phấn đỏ mặt. Nàng cũng là uống không ít rượu. Bây giờ, ma nhân thủ lĩnh đã chết, điều này đại biểu nàng có thể rời đi mảnh này biên hoang. Mà lại là không thẹn với đám người vượn lão tổ tông. La Quân ngồi tại Lạc Ninh bên người, hắn nắm chặt Lạc Ninh tay. Bóng đêm thâm trầm. Lạc Ninh mỉm cười, nói ra, ngươi theo so với trước kia, có biến hóa rất lớn. Trước kia ta còn có thể đưa ngươi bản sự nhìn thấu, nhưng bây giờ, ta đã nhìn không thấu được ngươi. La Quân cười một tiếng, nói ra, nữ nhân không đều là ưa thích sùng bái cường giả a? Thế nào, có hay không sùng bái cảm giác? Lạc Ninh nói ra, bình thường còn tốt, tại gặp được nan đề thời điểm, ngươi là có mị lực nhất. Khi đó, ta còn thực sự có chút sùng bái ngươi. La Quân cười cười, nói ra, lần này ta có tính không giúp ngươi đại ân. Tính toán, Lạc Ninh nói ra, vậy ngươi phải làm sao cảm tạ ta? La Quân cười hỏi. Ngươi muốn cái gì cảm tạ? Lạc Ninh ngược lại hỏi. Lấy thân báo đáp đi. La Quân bỗng nhiên đem Lạc Ninh một thanh chặn ngang hoành ôm. Lạc Ninh giật mình, nói, ngươi muốn làm gì? La Quân nói ra, ngươi cứ nói đi. Sau đó liền ôm Lạc Ninh tiến trong phòng ngủ. Phòng ngủ kia bên trong rất là đơn giản, mà lại, bên trong hang núi này là không có đại môn. La Quân đem Lạc Ninh đặt lên giường. Lạc Ninh đỏ mặt không thôi, nói ra, ngươi làm sao sao mà to gan như vậy? Nơi này không có cửa đâu, vạn nhất bị thủ hạ phát hiện, bị Tống gia huynh muội phát hiện, ngươi làm sao bây giờ? La Quân đặt ở Lạc Ninh trên thân, hắn tà mị cười một tiếng, nói ra, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ta hiện tại cái gì đều không muốn quản, ta chỉ muốn ăn ngươi. Lạc Ninh mặt ửng hồng, nàng lộ ra có chút vẻ say chân thành. Nàng nói ra, đây chính là chính ngươi yêu cầu, đến lúc đó sự tình bại lộ cũng đừng lại ta. La Quân hì hì cười một tiếng, sau đó liền hôn lên Lạc Ninh môi đỏ. Lạc Ninh cũng liền nhắm mắt lại. Nàng vẫn đang làm nữ cường nhân, nhưng là hiện tại, nàng nguyện ý vì La Quân hóa thành nhiễu chỉ nhu. Bóng đêm là tốt đẹp như thế. Rất nhanh, La Quân thì trong chăn mặt đem Lạc Ninh quần áo chút bỏ. Lạc Ninh đã xấu hổ không dám mở to mắt, La Quân ôn nhu hôn nàng cái trán, chóp mũi thậm chí trên người nàng mỗi một tấc. Một đêm này, La Quân cùng Lạc Ninh hưởng hết ôn nhu tư vị. Tuy nhiên hai người không phải lần đầu tiên, nhưng là cách lâu như thế, hai vẫn là tựa như lần thứ nhất như thế kích tình bốn phía. Liên tiếp 3 lần về sau, La Quân mới tuyên cáo thỏa mãn. Lạc Ninh không đến mảnh vải giúp vào La Quân trong ngực. Trong phòng ngủ tràn ngập một cỗ nói không nên lời nam hoan nữ ái về sau vị đạo. La Quân cảm thấy rất là hài lòng, thư sướng. Lâu như vậy, hắn lần thứ nhất cảm thấy vui sướng như vậy. Lạc Ninh đồng dạng cũng là loại cảm giác này. Hồi lâu sau, Lạc Ninh mới hỏi La Quân nói, các ngươi ngày mai đại khái muốn đi à? La Quân nói ra, đoán chừng là, vậy cũng là Tống gia huynh muội quyết định. Lạc Ninh nói ra, ngươi chuyến đi này,
bên trong vẫn là có thật nhiều hung hiểm. Ta nghĩ đến, cũng cùng đi với người đi, như thế hai chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, người cứ nói đi. La Quân nói ra, ta tâm lý cũng nghĩ như vậy, dù sao, nơi này truyền tin quá không tiện. Ta sợ đến lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, ta không có cách nào liên hệ đến ngươi. Chỉ là, ta nhìn Tống Xương Tuyết cái nữ oa này rất là mẫn cảm, thật sợ nàng ngửi ra ta và ngươi ở giữa dị dạng. Lạc Ninh trong mắt bỗng nhiên phát lạnh, nói ra, không bằng giết nàng. La Quân lập tức cười khổ, nói ra, ngươi giết thế nào khí nặng như vậy đâu. Giết nàng làm cái gì, nàng cũng không có cái gì có lỗi với của ta phương. Chúng ta đã tu đạo, liền biết rõ thiên đạo, cho nên vẫn là không muốn tự dưng tạo dưới giết hại. Lạc Ninh nói ra, vậy ngươi đến là muốn ta cùng ngươi có đi hay là không đâu? La Quân nói ra, ta nghĩ ngươi qua, nhưng là ngươi không thể cùng chúng ta cùng đi. Ngươi có thể tại chúng ta đi về sau đó lại quá khứ. Ta muốn cái kia Bồ Tát thành cổng thành là ngăn không được ngươi, đúng không? Chờ ngươi đến Tống Đế thành về sau, ngươi cho ta tại phủ thành chủ bên ngoài lưu lại ký hào. Sau đó tại phủ thành chủ ngoài 10 dặm một nhà như vui mừng trong khách sạn nghỉ ngơi xuống tới. Đến lúc đó ta lại đi tìm ngươi, ngươi nhìn như thế nào? Lạc Ninh nao nao, sau đó cười một tiếng, nói ra, vẫn là ngươi muốn chu đáo, cái kia cứ làm như thế. La Quân sau đó lại đem Lạc Ninh ép dưới thân thể, hai người một vòng hôn nồng nhiệt về sau, La Quân ôn nhu nói, về sau mặc kệ ta đi tới chỗ nào, ta đều muốn cùng với ngươi, ngươi hiểu chưa? Lạc Ninh ôn nhu nói ra, nàng tại ái tình phương diện này là ngượng ngùng, là không quá hội đáp lại tình thoại. Nhưng La Quân không quan tâm, hắn hiểu được nàng tâm ý, cái này cũng đã đầy đủ. Được rồi, người ngủ đi, ta muốn về đến bên kia qua. Không phải vậy chỉ sợ thực biết để Tống Xương Tuyết sinh nghi. La Quân nói với Lạc Ninh. Lạc Ninh gật gật đầu. Sau đó, La Quân liền mặc quần áo, rời giường. Lúc gần đi. Hắn lại lộn vòng thân thể theo Lạc Ninh hôn nồng nhiệt một trận, như thế mới lưu luyến không rời rời đi. Lạc Ninh kèn kẹt cười một tiếng, nói ra, thật nhìn không ra, ngươi là như thế ngán một người nam nhân a. La Quân chạy trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi thì vụng trộm vui đi. Lạc Ninh đợi La Quân sau khi đi, nàng không tự giác liên lụy khóe miệng bật cười. Nàng cảm thấy loại cảm giác này thật tốt a, toàn thân cao thấp, mỗi một cái lỗ chân lông đều là nhanh như vậy vui, thư sướng. Cái này yêu đương, ái tình quả nhiên là thế gian thần kỳ nhất đồ, vật, có thể khiến người ta vui đến quên cả trời đất, có thể để người sinh tử gắn bó. La Quân ra Lạc Ninh động phủ về sau, tâm tình của hắn tự nhiên cũng là vui vẻ. Bất quá hắn rất nhanh liền thu thập tâm tình, tiếp theo, hắn từ khác một cái cửa ra tới trước bên ngoài sơn động. Vậy bên ngoài còn tại rơi xuống tuyết lớn. Gió bắc gào thét lên thổi tới, vậy nhưng thật gọi một cái lạnh. La Quân tại tuyết bên trong lộn mấy vòng, chờ xác định trên thân sẽ không lưu lại cái gì liên quan tới Lạc Ninh vị đạo về sau, hắn lúc này mới hơi hơi yên tâm. La Quân trong lòng cũng đang nghĩ, cái này mẹ nó gọi chuyện gì? Làm đến giống như mình tại yêu đương vụng trộm muốn để phòng Tống Xương Tuyết giống như. Cũng là tại lúc này, Trần Phi Dung nhảy ra. Nàng vẫn là như thế một thân màu trắng cái áo, như bạch tuyết tinh linh, như áo trắng tiên nữ. Tiểu nha đầu trực câu câu nhìn lấy La Quân. Làm sao rồi? La Quân mỉm cười, hắn ấm giọng hỏi Trần Phi Dung. Trần Phi Dung giống như không có trước kia hoạt bát, nàng chỉ là hỏi, Dương ca ca, người thật ưa thích Lạc Ninh sao? Đương nhiên a, La Quân nói ra. Nàng cũng coi là thê tử ngươi sao? Trần Phi Dung hỏi. Đúng a, La Quân nói ra. Vậy ta đâu? Trần Phi Dung đột nhiên hốc mắt đỏ lên, hỏi. Ngươi, La Quân đang muốn nói chuyện. Trần Phi Dung nói ra, ta không muốn làm muội tử ngươi, ta đều cùng ngươi. La Quân không khỏi vội ho một tiếng, hắn cười khổ nói, ngươi ngàn vạn dừng lại a, ta và ngươi chơi cũng chưa từng xảy ra a. Trần Phi Dung nước mắt nhất thời như sứt chỉ hạt châu đồng dạng hướng xuống rơi, nói, Dương ca ca, ngươi tại sao có thể nói như vậy? La Quân hít sâu một hơi, nói ra, Phi Dung, ta biết ngươi không hề giống mặt ngoài đơn thuần như vậy. Ngươi thực rất lợi hại thông minh. Không phải vậy ngươi cũng không có khả năng có hiện tại thành tựu. Nhưng là, trong lòng ta, ngươi chính là muội muội ta. Cảm giác này là không có cách nào cải biến. Ta hiện tại xác thực có rất nhiều cần ngươi địa phương, ta cũng cần phải dỗ dành ngươi. Muốn là ngươi bây giờ cách ta mà đi, ta hội lâm vào muôn vàn khó khăn tình trạng. Nhưng là, nếu như ta bởi vì muốn ngươi giúp ta,
liền khuất lấy ta tâm lừa gạt ngươi, vậy ta làm không được. Ta có thể lừa gạt Tống Ninh, là bởi vì nàng không phải ta thân nhân, ta có thể hung ác dưới lòng này. Nhưng là đối ngươi, ta vĩnh viễn là thực tình đợi ngươi. Hắn đón đến, nói ra, nếu ngươi không có cách nào tiếp nhận, như vậy ta cũng mời ngươi nể tình chúng ta quen biết một trận phân thượng. Trợ giúp ta đem Tống Đế thành sự tình kết, một khi kết, ngươi đến lúc đó muốn đi, ta không lưu ngươi. Dương ca ca, Trần Phi Dung nhất thời giật mình, một sát na này, sắc mặt nàng trắng bệch, Dương ca ca, ta cái gì cũng không nói, ngươi không nên đuổi ta đi. Ngươi coi như ta không nói gì qua. Nàng sau khi nói xong, lập tức liền hóa thành gió mát tiến vào La Quân trong não vực. Nàng lại lần nữa hóa thành cái kia tinh khiết pháp lực. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Phi Dung, La Quân nhẹ nhàng hô một tiếng. Trần Phi Dung cũng chưa trả lời. La Quân nói ra, ta biết ngươi đang nghe. Ngươi suy nghĩ một chút a, làm phu thê có cái gì tốt, làm phu thê còn có chia tay, ly hôn. Nhưng là ngươi nghe nói qua làm huynh muội có thể chia tay, có thể ly hôn sao? Dạng này không phải càng tốt sao? Trần Phi Dung lập tức liền nhẹ hừ một tiếng, nói ra, Dương ca ca, ngươi thiếu lửa gạt ta, ngươi chính là ghét bỏ ta không có có thân thể có thể cùng ngươi bên trong chơi đúng hay không? Chờ ta tìm tới phù hợp thân thể, nhìn ngươi đến lúc đó nói thế nào? Đến lúc đó ngươi vẫn là muội muội ta, La Quân lập tức nói. Không để ý tới ngươi, Trần Phi Dung lần này là thật không để ý tới La Quân. La Quân hơi hơi thở phào. Sau đó liền hướng trong sơn động đi đến. Trong lòng của hắn là cảm động tại Trần Phi Dung đối với mình quan tâm cùng không muốn xa rời. La Quân là từ cửa chính trở lại trong sơn động, suối nước nóng kia bên trong, rất nhiều vượn người đều ở bên trong ngâm, một đường đi vào, ngổn ngang lộn xộn, còn có đang khiêu vũ vượn người các loại. Sau cùng, La Quân thuận lợi đi vào Tống Kinh Luân bọn họ chỗ ở thạch thất. Tống Kinh Luân đám người đã ngủ. Bất quá La Quân vừa tiến đến, Tống Kinh Luân thì chống đỡ đứng người dậy. Hắn thương đã tốt, cho nên lúc này, Tống Kinh Luân ngồi xuống, mỉm cười, nói ra, Lâm huynh, ngươi trở về à nha. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, ta ra ngoài đi đi. Mỗi người đều có mỗi người tư ẩn. Tống Kinh Luân mỉm cười, nói ra, cho nên Lâm huynh không cần cùng ta giải thích, nhưng ta tuyệt đối tin tưởng Lâm huynh. La Quân cười một tiếng, nói ra, thời điểm không còn sớm. Nhị công tử cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Tống Kinh Luân nói ra, ngươi cũng là. Sau đó, La Quân nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Một đêm này, La Quân ngủ rất là an ổn. Sáng ngày thứ hai, rất nhiều vượn người say rượu chưa tỉnh. Mọi người ăn điểm tâm, liền hướng Lạc Ninh chào từ biệt. Lạc Ninh cũng không xuất động phủ, nàng để Cổ Kiếm Tây bọn người đưa tiễn. Cổ Kiếm Tây mấy vị trưởng lão đối La Quân là cảm kích không được. Nhiệt tình đem mọi người đưa ra 10 dặm đường. Tuyết lớn đã ngừng, bên trong thiên địa vẫn là tuyết trắng mênh mang. La Quân liền nói với Cổ Kiếm Tây, Cổ trưởng lão, bởi vì cái gọi là Tống quân thiên lý trung tu nhất biệt, chúng ta thì đến nơi đây đi. Cổ Kiếm Tây liền cũng liền ôm quyền nói, chư vị thuận buồm xuôi gió. Tống Kinh Luân làm theo nói ra, Cổ trưởng lão ngày khác nếu có hứng thú nhưng đến Tống Đế Thành làm khách, tại hạ nhất định nhiệt tình khoản đãi. Cổ Kiếm Tây cười một tiếng, nói ra, nhị công tử là trạch tâm nhân hậu người, như có cơ hội, nhất định tiến về quấy giày. Mọi người liền thì nói như vậy lấy, sau đó phất tay phân biệt. Cổ Kiếm Tây bọn người đưa mắt nhìn La Quân cả đám rời đi, thẳng đến nhìn không thấy La Quân bọn họ về sau, lúc này mới lộn vòng thân thể trở về. Cổ Kiếm Tây trở lại sơn động về sau, Lạc Ninh liền triệu kiến Cổ Kiếm Tây. Động phủ trong đại sảnh. Lạc Ninh mời Cổ Kiếm Tây tại trước bàn đá nhập tọa. Cổ Kiếm Tây ngồi xuống. Lạc Ninh còn chưa mở miệng, Cổ Kiếm Tây mỉm cười, nói ra, thánh nữ, lão phu đoán ngài hiện tại là muốn theo lão phu tạm biệt a. Lạc Ninh hơi kinh hãi, kinh ngạc nói ra, cổ trưởng lão thế mà biết. Cổ Kiếm Tây cười một tiếng, nói ra, lão phu còn biết, tối hôm qua cái kia Lâm công tử thì ở tại thánh nữ ngài nơi này đây. Nếu không phải lão phu có chỗ phân phó. Thánh nữ cùng Lâm công tử nơi nào sẽ có như vậy thanh tĩnh? Lạc Ninh nhất thời đỏ mặt, nàng vội ho một tiếng, nói ra, hắn thực không gọi Lâm Thiên Sơn, mà gọi là làm La Quân. Ta cùng hắn sớm đã định tình, chỉ là không nghĩ tới như vậy xảo, ta lại ở chỗ này gặp gỡ hắn. Cổ Kiếm Tây nói ra, thánh nữ không cần giải thích, lão phu vô ý hỏi đến thánh nữ ngài việc tư. Huống hồ, vị này Lâm, không đúng, là La công tử. La công tử trạch tâm nhân hậu.
lại giải cứu chúng ta vượn người tại thủy hỏa. Hắn là chúng ta vượn người nhất tộc đại ân nhân. Lạc Ninh nhìn cổ kiếm Tây liếc một chút, nói ra, ta dự định để cổ trưởng lão ngươi tới làm vượn nhân tộc trưởng, không biết cổ trưởng lão ý của ngươi như nào. Cổ kiếm Tây hơi kinh hãi, theo rồi nói ra, tuyệt đối không thể. Lạc Ninh không khỏi ngạc nhiên nói, là sao không thể. Cổ kiếm Tây nói ra, lão phu biết rõ đạo thánh nữ muốn rời khỏi, thánh nữ cũng có thể rời đi. Thánh nữ ngài cho chúng ta vượn người nhất tộc đã hy sinh rất nhiều, chúng ta không có khả năng giam cầm ngài ở chỗ này cả một đời. Nhưng là, thánh nữ ngài mãi mãi cũng là chúng ta thánh nữ, ngài rời đi về sau, lão phu hội chăm sóc vượn người nhất tộc, nhưng là ngài mãi mãi cũng là chúng ta thánh nữ, chúng ta cũng vĩnh viễn nghe theo ngài chỉ huy. Hắn đón đến, nói ra, thánh nữ, ngài là lão tộc trưởng tự mình tuyển định thánh nữ, ngài chỉ huy chúng ta tiêu diệt ma nhân thủ lĩnh. Ngài là chúng ta vượn người trụ cột tinh thần, cho nên, ngài có thể không hề, nhưng ngài nhất định phải mãi mãi cũng là thánh nữ, ngài hiểu chưa? Lạc Ninh trong mắt lóe lên phức tạp chi ý, nàng minh bạch cổ kiếm Tây ý tứ. Chính mình tồn tại, là vượn người trụ cột tinh thần, đây là cùng loại với một loại tôn giáo tín ngưỡng. Vượn người đầu óc đơn giản, bọn họ cần loại tín ngưỡng này đến ngưng tụ bọn họ. Nếu như bọn họ không có tín ngưỡng, cái kia chính là năm bè bảy mảng. Năm bè bảy mảng sẽ để cho vượn người mất đi chính mình ưu thế. Ta hiểu, Lạc Ninh nói ra, đã như vậy, vậy ta cứ dựa theo cổ trưởng lão ngươi nói xử lý đi. Cổ kiếm Tây buông lỏng một hơi, sau đó hắn nói ra, thánh nữ đánh tính toán lúc nào rời đi. 3 ngày sau đó đi, Lạc Ninh nói ra. Cổ kiếm Tây nói ra, thánh nữ là muốn đi theo La công tử tụ hợp sao? Lạc Ninh nói ra, không sai. Cổ kiếm Tây nói ra, La công tử thay tên đổi họ đến đây, nhất định là có mưu đồ. Hắn là thiên chi kiêu tử, lại một mực đang cái kia Tống gia huynh muội thủ hạ làm việc, ta đã sớm nhìn ra. Cái kia Tống gia huynh muội tuy nhiên cũng là không tệ, nhưng cùng La công tử so ra, lại là kém quá nhiều. Thánh nữ, người phu quân tương lai nhất định thành tựu phi phàm. Lạc Ninh mỉm cười. Có người khích lệ La quân, nàng thân là hắn nữ nhân, tự nhiên là cảm thấy vui vẻ, hắn hội có cái gì thành tựu đều không muốn gấp, chỉ cần hắn có thể đạt thành tâm nguyện liền tốt. Cổ kiếm Tây nói ra, đúng, thánh nữ, đã ngươi muốn rời khỏi, lão phu có dạng đồ, vật muốn tặng cho ngươi. Há, thứ gì, Lạc Ninh bỗng cảm giác hiếu kỳ. Cổ kiếm Tây mỉm cười, hắn đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm. Hộp gấm không lớn, toàn thân màu đen. Lạc Ninh tiếp nhận hộp, nàng hỏi, đây là cái gì? Cổ kiếm Tây nói ra, đây là lão tổ tông ban cho lão phu một kiện báu vật, bên trong chính là một khỏa hoàn hồn đan. Nghe nói có người chết sống lại, mọc lại thân thể kỳ hiệu. Bất quá lão phu không có thí nghiệm qua, cho nên cũng không biết thật giả. Nhưng là lão tổ tông đã nói như vậy, lão phu đã cảm thấy hẳn là thật. Lạc Ninh vội vàng chối từ, nói ra, lão tổ tông ban cho ngài, ta sao có thể muốn? Cổ kiếm Tây nói ra, thánh nữ không cần chối từ, đây là lão phu một điểm tâm ý. Huống hồ, các ngươi tại trong thế tục hành tẩu, gặp được nguy hiểm càng nhiều, lão phu hy vọng cái này hoàn hồn đan tương lai có thể trợ giúp cho thánh nữ ngài. Lạc Ninh nói ra, lễ vật này quá quý giá, ta thật không thể nhận. Cổ kiếm Tây nói ra, thánh nữ từ chối nữa, lão phu coi như không cho thánh nữ ngài đi. Lạc Ninh hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cười khổ nói, đã như vậy. Cái kia Lạc Ninh đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Tuyết trắng mênh mang, mênh mông. La quân một đoàn người đi lại là dị thường trầm mặc. La quân chủ động hướng Tống Xương Tuyết cười một tiếng, nói ra, tứ tiểu thư, ngươi lúc này không nói lời nào, ta còn thực sự cảm thấy có chút không thích ứng đây. Ngươi làm sao đột nhiên đi dậy u buồn phong phạm. Hắn cũng là lo lắng Tống Xương Tuyết, bé con này quá tinh. Cho nên hắn lúc này mới lên tiếng thăm dò. Tống Xương Tuyết từ tốn nói, người hy vọng ta nói cái gì? La quân cười ha ha, chẳng biết xấu hổ nói ra, ta cho là người ít nhất phải tán dương ta đây. Tống Xương Tuyết nói ra, người xác thực rất lợi hại, tinh diệu như vậy đại trận đều có thể bày ra đến, lợi hại hơn là, chúng ta pháp lực tiến vào thiên ma nhiếp hồn trong đại trận, cái gì đều cảm giác không thấy liền bị thôn phệ. Mà ngươi lại có thể giải ngộ ra đại trận này tới. Ngươi là thiên tài, ta như vậy khen ngươi. Ngươi còn hài lòng không? La quân tâm lý một cái lộp bộp, cái này Tống Xương Tuyết làm sao nói câu câu có gai, coi ta không nói gì qua. La quân cũng thì không nói thêm nữa. Hắn thì không muốn quen nàng tật xấu này. Tống Kinh Luân ở một bên không khỏi nói ra,
Tứ muội, người cái này là thế nào? Tống Xương Tuyết nói ra, Lâm huynh muốn nghe khích lệ, ta giống như thực khích lệ a, có gì không ổn sao? Tống Kinh Luân cũng là im lặng, thật bắt ngươi không có cách nào. Tống Kinh Luân nói ra, một đường tiến đến, chính là im lặng mà đi. Cái kia Thanh Hư đạo trưởng cùng Từ Mậu gặp Tống Xương Tuyết khó chịu la quân, hai người lại là cười trên nỗi đau của người khác cực kỳ. Dương ca ca, nữ nhân này sẽ không phải là phát hiện cái gì a? Trong não vực, Trần Phi Dung hỏi La Quân. La Quân đáp lại nói, ta đã sớm biết nàng mẫn cảm nhất cùng khôn khéo, hiển nhiên, nàng là phát hiện cái gì. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không lặng lẽ giết nàng? Trần Phi Dung nói ra. La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi làm sao cũng cùng Lạc Ninh một cái đức hạnh, êm đẹp liền muốn giết người đâu. Nàng phát hiện mà không nói, lộ ra lại chính là hữu tâm giấu giếm. Không có việc gì, ta đối nàng vẫn còn có chút nắm chắc. Trần Phi Dung nói ra, vậy được rồi. Nàng đón đến, nói ra, đúng, Dương ca ca, người phá tên thiên ma này nhiếp hồn đại trận thời điểm, làm sao không thừa cơ ngưng tụ đạo quả đâu. La Quân nói ra, người thật sự là thiên tài nhi đồng, cái kia Hiên Viên Tĩnh là thiết chí thiên ma nhiếp hồn đại trận, hắn tự thân thể chất cùng ta khác biệt, cho nên mới có thể hấp thu nhiều như vậy linh hồn sóng điện trở thành pháp lực. Ta bát quái đại trận căn bản hấp thu không pháp lực, mà lại, những pháp lực đó quá lộn xộn, ta coi như có thể hấp thu, một khi hấp thu tiến đến, cũng sẽ bạo thể. Đạo quả vật này, hiện tại vẫn là đừng nghĩ, ta tin tưởng về sau từ có biện pháp. Trần Phi Dung a một tiếng, nói ra, vậy được rồi. Ba ngày sau, cả đám rốt cục đến Bồ Tát Thành. Tiến vào Bồ Tát Thành về sau, Tống Ngọc cùng Tống Ninh đến đây. Hai người này đều là kích động dị thường. La Quân bọn người vừa đi cũng là đại thời gian nửa tháng, thật tình không biết, mỗi một ngày chờ đợi đối Tống Ninh bọn họ tới nói đều là dày vò. Tiến vào biên hoang, không ai đi ra qua. La Quân bọn họ vừa đi về sau, không có nửa điểm tin tức đi ra. Bọn họ làm sao có thể không sợ. Tống Ninh gặp La Quân, trực tiếp khóc nhào vào La Quân trong ngực, nói, ta còn tưởng rằng ngươi cũng không tiếp tục trở về. Tống Ngọc kích động sau khi gặp tình này hình, cũng không khỏi cảm khái và buồn cười. Đồng thời, bọn họ cũng minh bạch, tiểu muội là thật yêu bên trên Lâm Thiên Sơn nam nhân này. Lúc này, chỉ có Tống Xương Tuyết ánh mắt rất lạnh. Một phen hàn huyên về sau, mọi người liền nhập Bồ Tát Thành. Tống Ngọc chuẩn bị tiệc rượu vì mọi người bày tiệc mời khách, Tống Kinh Luân là cái thực sự người. Hắn chi tiết nói với Tống Ngọc tình huống lần này. Tống Ninh cũng nghe say sưa ngon lành. Lần này biên hoang chuyến đi, thật là toàn bộ dựa vào La Quân. Nếu không có La Quân, một cái đều về không được. Tống Kinh Luân đem về sau, La Quân bố đại trận, Diệt Hiên Viên Tĩnh cũng đều nói. Tống Ninh nghe ái lang như thế thần dũng, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến đỏ rực. Tống Ngọc nghe xong cũng là nói, lần này Lâm huynh lập đại công, ngươi là chúng ta Tống gia ân nhân, ta nhất định hướng phụ thân chi tiết bẩm báo. La Quân mỉm cười, nói ra, đại công tử khách khí, tại hạ bất quá là kính chính mình bản phận mà thôi. Tống Ngọc mỉm cười, nói ra, Lâm huynh mới thật sự là khiêm tốn đây. Mọi người liền đều là cười. Vào lúc ban đêm, mọi người tại Bồ Tát Thành nghỉ ngơi. Tống Ninh kéo La Quân nói chuyện phiếm, La Quân cũng liền kỹ càng nói với nàng lần này tao ngộ cùng còn nói chút đừng. Hai người trong phủ nói chuyện phiếm, bất chi bất giác đến nên lúc nghỉ ngơi đợi. La Quân liền nói ra, nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền phải trở về. Tống Ninh gật gật đầu. Lúc gần đi đợi, tiểu nhi tử đỏ mặt hôn La Quân một chút. Sau đó liền cũng như chạy trốn chạy đi. La Quân chỗ ở khách phòng thoải mái dễ chịu mà rộng rãi, mà lại cũng có nha hoàn phục thị. La Quân vừa trở về phòng, nha hoàn kia tiểu quyên liền hỏi, công tử gia, nô tỳ chuẩn bị cho ngài nước nóng rửa mặt. La Quân gật gật đầu. Sau đó, La Quân ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, cái kia nước nóng cũng liền đánh tới. Hắn đang chuẩn bị rửa mặt. Bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. La Quân tâm lý một cái lộp bộp, bởi vì đến chính là Tống Xương Tuyết. Này nương môn đã nhẫn mấy ngày, đoán chừng lại không tìm chính mình phát tiết, đó là phải nhẫn ra máu. La Quân sợ sẽ nhất là Tống Xương Tuyết, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến ứng phó. Tiếng đập cửa lên. La Quân hỏi, người nào? Tống Xương Tuyết nói ra, ta. Ta là ai? La Quân nói ra, báo danh chữ. Tống Xương Tuyết, bên kia Tống Xương Tuyết nghiến răng nghiến lợi báo ra danh tự.
La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó nói với Tiểu Quyên, đi mở cửa đi. Tiểu Quyên xác nhận. Cửa mở ra về sau, một thân hỏa hồng da áo lông Tống Xương Tuyết xuất hiện ở trước cửa. Lâm Thiên Sơn, người cùng ta đi ra, Tống Xương Tuyết lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra, muốn như vậy, có cái gì không thể ngày mai nói sao? Lại nói, cô nam quả nữ, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Ngươi cầm miệng cho ta, Tống Xương Tuyết nói ra, ta tại phủ thành chủ bên ngoài chờ ngươi, ngươi nếu không đến, tự gánh lấy hậu quả. Nàng sau khi nói xong xoay người rời đi. La Quân vô cớ đau đầu. Có thể La Quân cũng không dám không đi. Sau đó, hắn liền lắc đầu, cười khổ nói với Tiểu Quyên, cho nên nói, tiểu nhân cùng nữ tử, đều là không thể đắc tội, ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Quyên mỉm cười, nói ra, công tử gia chẳng lẽ đắc tội tứ tiểu thư? La Quân cười ha ha, nói ra, có lẽ đi. Thực ta cũng không biết chỗ nào đắc tội nàng. Tiếp theo, La Quân nói ra, ngươi ngủ đi, không cần phải để ý đến ta. Vâng, công tử gia, Tiểu Quyên nói ra. La Quân sau đó thì ra ngoài. Phủ thành chủ bên ngoài, tuyết hoa bay xuống. Tống Xương Tuyết ngay tại phủ thành chủ bên ngoài ngạo mà đứng, nàng là đứng ở bên ngoài, cái kia tuyết hoa rơi vào tóc nàng bên trên thân. La Quân đi tới, nói ra, tứ tiểu thư, ngươi cái này là thế nào nha, ta tự hỏi giống như không có có đắc tội ngươi nha. Tống Xương Tuyết cũng không nói chuyện, chỉ là hướng phía trước mà đi. La Quân bất đắc dĩ đuổi theo. Tống Xương Tuyết liền vẫn đi thẳng. La Quân cũng vẫn đi theo. Hai người đã đi ra 10 dặm đường. La Quân hơi không kiên nhẫn, nói ra, ngươi lại muốn đi tiếp như vậy không nói lời nào, vậy ta liền trở về a. Cái này người đều nhìn chúng ta đêm hôm khuya khoát đi ra, vạn nhất truyền cái chơi lời đồn, nói ta cùng ngươi có cái gì, cái kia Ninh Nhi không được bổ ta nha. Ngươi cũng biết quan tâm Ninh Nhi cảm thụ, Tống Xương Tuyết nhất thời khiêu mi cả giận nói. La Quân giật mình trong lòng, hắn trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, nói ra, lời này của ngươi là có ý gì? Tống Xương Tuyết nói ra, ta có ý tứ gì? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi có ý tứ gì? Ngươi cùng thánh nữ Lạc Ninh đến là quan hệ như thế nào? Ngươi đem muội muội ta đưa ở chỗ nào? Ngươi tiếp cận muội muội ta lại đã có cái gì mục đích? Ngươi nói chuyện, ta một câu đều nghe không hiểu. La Quân nói ra, hắn đón đến, cả giận nói, ngươi quả thực cũng là không thể nói lý. Cũng không biết ngươi đang nói cái gì đồ, vật. Tống Xương Tuyết nói ra, ngày đó ta căn bản là không có uống nhiều, ta cố ý uống say. Sau đó ta thì nhìn lấy ngươi đi tìm thánh nữ, ngươi đến nửa đêm mới trở về, thời gian dài như vậy bên trong, ngươi cùng thánh nữ đang làm gì? Nàng nhìn gần hướng La Quân, muốn tại La Quân trong mắt tìm tới một vẻ bối rối. Bất quá hiển nhiên, nàng khẳng định là phải thất vọng. La Quân chẳng những không có bối rối, ngược lại cả giận nói, lão tử cũng là qua tìm thánh nữ lêu lổng cũng làm ngươi cái dám sự tình. Huống chi, ngươi cho rằng ta theo thánh nữ có thể phát sinh cái gì? Coi như ta là bạc tình bạc nghĩa, gặp sắc khởi ý, chẳng lẽ ngươi coi thánh nữ cũng là hay thay đổi người? Lão tử ngày đó là gặp thánh nữ, bất quá cổ kiếm tây trưởng lão cũng ở tại chỗ. Là bọn họ muốn ta lưu lại, nhưng là lão tử không có đáp ứng. Bởi vì lão tử đã đáp ứng Ninh Nhi, nhất định sẽ trở về. Ta cũng đã đáp ứng Ninh Nhi, nhất định sẽ đem các ngươi mang về, nói cho ngươi, lão tử làm đến. La Quân sau đó lại quyết tâm nói ra, nếu là lão tử sớm biết ngươi là loại này lấy oán báo ân người, lão tử liền nên để ngươi bị Hiên Viên Tĩnh cho giết. Ta cứu ngươi làm cái gì? Lâm Thiên Sơn, Tống Xương Tuyết tỉnh táo nói ra, ngươi không cần cùng ta phát cáu, ta biết ngươi là rất lợi hại khôn khéo người. Ngươi cho rằng ngươi như vậy lẽ thẳng khí hùng liền có thể nói bậy quá khứ sao? Ngươi đừng quên, ngươi dạy qua ta, càng là tâm hỏng, thì càng phải lẽ thẳng khí hùng. Ta đây có thể vẫn nhớ. Mà mẹ nó, La Quân tâm lý thật sự là ngày chó. Cái này mẹ nó mới gọi mua dây buộc mình a. Tâm hỏng thời điểm muốn biểu hiện lẽ thẳng khí hùng, đó là tại đối phó địch nhân. La Quân nói ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi là địch nhân của ta? Huống chi, ta đại khái còn quên nói cho ngươi câu tiếp theo, cái kia chính là không thẹn với lương tâm thời điểm, kia liền càng muốn lẽ thẳng khí hùng. Tống Xương Tuyết nói ra, Lâm Thiên Sơn, thánh nữ Lạc Ninh là cái rất lãnh đạm người. Nhưng là nàng nhìn ngươi ánh mắt cùng người khác khác biệt. Điểm này là tuyệt đối lừa gạt không người. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là trước kia thì cùng với nàng nhận biết đúng hay không? Về sau ta suy nghĩ kỹ một chút, ta nhớ được có lần ta nói với nàng dạy ngươi cùng ta tiểu muội muốn thành việc hôn nhân tình,
nàng đột nhiên thì trở nên rất lãnh đạm. Việc này, ta càng nghĩ càng không đúng kình. Ngươi suy nghĩ nhiều, La Quân nói ra. Tống Xương Tuyết nói ra, Lâm Thiên Sơn, ta tuyệt không cho phép ngươi thương hại ta tiểu muội. Ta cũng tuyệt không cho phép chính ta thương tổn nàng, La Quân lập tức nói. Tống Xương Tuyết nói ra, được, ngươi liền tiếp tục chống chế đi. Nhưng là ta hội đem chuyện này chi tiết bẩm báo cha ta, dù sao ngươi là tuyệt đối chết không thừa nhận. Tùy ngươi, La Quân nói ra, nếu là vương gia không tin ta, đại không ta thì rời đi nơi này. Ta cũng không tin, cách Tống Đế Thành, ta Lâm Thiên Sơn thì không còn gì khác. Tống Xương Tuyết nói, ngươi. La Quân nói ra, nếu ngươi không có việc khác, ta liền đi trước. Tống Xương Tuyết nói, đứng lại. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? La Quân quay đầu nhìn về phía Tống Xương Tuyết. Tống Xương Tuyết nói ra, ngươi đến muốn làm gì? Ta hiện đang vì cái gì càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. La Quân nói ra, ngươi đến muốn ta thừa nhận cái gì, muốn ta thế nào? Là không phải là muốn ta rời đi. Nếu như ta rời đi sẽ để cho ngươi cảm thấy dễ chịu một chút, vậy thì tốt, ta hiện tại liền có thể rời đi. Lâm Thiên Sơn, ngươi mới luôn mồm muốn đối ta tiểu muội tốt. Ngươi bây giờ còn nói rời đi, ngươi còn có thể càng chần chừ một chút sao? Tống Xương Tuyết cả giận nói. La Quân nói ra, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang. Ta cho ngươi biết, không ai có thể chà đạp ta tôn nghiêm. Có một chút ngươi tuyệt đối không nhìn lầm, kia chính là ta Lâm Thiên Sơn rất lợi hại ngạo, ta từ không cho là mình so với ai khác kém. Bao quát ngươi, ngươi nhị ca, đại ca ngươi, thậm chí, ta không cho rằng tương lai của ta lại so với phụ thân ngươi kém. Đây chính là ta, Lâm Thiên Sơn, nếu như ngươi khăng khăng muốn cho là ta có ý đồ, ta không phải là không thể được rời đi, dùng cái này để chứng minh ta trong sạch. Tống Xương Tuyết trầm mặc xuống dưới. La Quân nói ra, ta đi. Hắn xoay người rời đi. Lâm Thiên Sơn, trong lòng ngươi rất rõ ràng, ngươi không thể gạt được ta. Ngươi một mực đang sợ hãi ta, nhưng là ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi không giết ta. Tại biên hoang bên trong thời điểm, ngươi có rất nhiều cơ hội có thể giết ta. Chỉ cần ta vừa chết, ngươi làm ra hết thảy đều sẽ không chê vào đâu được. Tống Xương Tuyết trầm giọng nói ra. La Quân dừng bước, hắn không quay đầu lại, hắn chỉ nói là nói, mặc kệ ngươi nhìn ta như thế nào, nhưng ta y nguyên coi ngươi là bạn. Ta Lâm Thiên Sơn không bao giờ làm có lỗi với bằng hữu sự tình. Câu nói này rất là ý vị thâm trường. La Quân không có khả năng thừa nhận cái gì, nhưng là câu nói này lại biểu lộ một tia chân thành, thậm chí xem như đối Tống Xương Tuyết tới một cái hứa hẹn. Tống Xương Tuyết tự nhiên cũng hiểu, nàng vốn là mẫn cảm mà trí tuệ người. La Quân sau đó thì về phủ thành chủ, Tống Xương Tuyết chờ La Quân đi xa, nàng cũng mới chậm rãi trở về. Ngày thứ hai, La Quân một đoàn người liền thừa ngồi xe ngựa chuẩn bị trở về Tống Đế Thành. Tống Ngọc tự mình đưa tiễn. La Quân, Tống Ninh, Tống Kinh Luân, Tống Xương Tuyết ngồi chung một chiếc xe ngựa. Tống Ninh thì chăm chú tựa ở La Quân bên người, đừng đề cập có bao nhiêu chán ngán La Quân. Tống Xương Tuyết ở một bên nhìn chau mày, nhưng nàng cũng không dễ nói thêm cái gì. Tống Kinh Luân chú ý tới Tống Xương Tuyết biểu lộ, không khỏi hỏi, thế nào, tứ muội? Tống Xương Tuyết dáng chống đỡ nét mặt tươi cười, nói ra, không có việc gì. Tống Ninh hì hì cười một tiếng, nói ra, tứ tỷ, ta phát hiện ngươi thật giống như vừa nhìn thấy ta cùng Lâm đại ca cùng một chỗ liền cau mày, ngươi sẽ không phải cũng thích Lâm đại ca à? Tống Xương Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nói ra, cũng liền ngươi coi hắn là cái bảo bối, còn tưởng rằng người người đều ưa thích hắn sao? Tống Ninh nói ra, hắc hắc, vậy ta cứ yên tâm á. Lúc đầu Lâm đại ca cũng là độc nhất vô nhị tốt lắm. La Quân mặt mo đỏ ửng, nói ra, ta đều muốn bị ngươi khen ngượng ngùng. Tống Kinh Luân cũng là cười rộ lên. Một ngày sau đó, mọi người trở lại Tống Đế Thành. Tống Đế Thành trong thành chủ phủ, Tống Đế Vương đã sớm nhận được tin tức. Đó là an bài tín sử ra roi thúc ngựa đưa tới. Tống Đế Vương long nhan cực kỳ vui mừng, tự mình tiếp thấy mọi người. Đồng thời cũng bày tiếp phong yến. Tiếp phong yến bên trên, La Quân nhìn thấy một vị để hắn có chút ngoài ý muốn người. Người kia chính là đại tiểu thư Tống Thiên Kiêu. Tống Thiên Kiêu một thân áo khoác màu đen, lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng. La Quân cũng khách khí chào hỏi, Tống Thiên Kiêu cởi mở cười một tiếng, nói ra, ta đã nghe nói. Lần này chính là Lâm tiên sinh ngăn cơn sóng dữ, không chỉ có giải trừ biên hoang nan đề, còn cứu ta tứ muội cùng nhị đệ. Lâm tiên sinh, đến, ta mời ngươi một chén. Cái này Tống Thiên Kiêu mỹ lệ sau khi, đặc biệt hào sảng,
quả nhiên là nữ anh hùng. La Quân cũng mới hiểu được, Tống Xương Tuyết vẫn luôn là đem Tống Thiên Kiêu xem như thần tượng, cho nên nàng mới như thế tranh cường háo thắng, vẫn muốn biểu hiện chính nàng. Trên yến tiệc, Thanh Hư đạo trưởng cùng Từ Mậu cũng tham gia. Về phần hy sinh ba tên cao thủ đều chiếm được Tống Đế Vương sau lưng dày lo lắng. Ăn uống linh đình, La Quân nghiễm nhiên chính là yến hội nhân vật chính, hắn là cư công chí vĩ, Tống Đế Vương cũng vô cùng vui vẻ. Tống Đế Vương nói ra, Lâm tiên sinh, ngươi yên tâm, lần này ngươi lập đại công, bản vương nhất định sẽ hậu báo ngươi. La Quân lập tức đứng dậy nói ra, vương gia, đây bất quá là tại hạ bản phận, ngài không cần phải khách khí. Tống Đế Vương cười ha ha một tiếng, nói ra, lập công mà không ngạo, thiên sơn ngươi có phong độ đại tướng A. La Quân nói ra, vương gia quá khen. Nhanh ngồi xuống đi, Tống Đế Vương nói ra. Sau đó, Tống Ninh tại Tống Thiên Kiêu bên tai nói cái gì? Tống Thiên Kiêu cười một tiếng, nàng hướng Tống Đế Vương nói ra, phụ thân, chúng ta tiểu muội thư xuân, nghĩ đến phải lập gia đình đây. Nàng để ta hỏi ngươi. Đại tỷ, ngươi chán ghét chết, Tống Ninh xấu hổ không chính mình, xoay người chạy mở. Tất cả mọi người là buồn cười. Tống Thiên Kiêu không khỏi rượu, nói ra, nhà đầu này, không phải nàng để cho ta nói à. Tống Kinh Luân cười nói, tiểu muội thẹn thùng đây. Tống Thiên Kiêu liền tiếp tục nói, phụ thân, vậy ngài nhìn tiểu muội hôn sự. Tống Đế Vương mỉm cười, nói ra, Thiên Sơn, người nghĩ như thế nào? La Quân nao nao, theo rồi nói ra, tại hạ mặc cho vương ra phân phó. Tống Đế Vương nói ra, ha ha, vậy thì tốt, bản vương tìm cái phù hợp thời gian, đưa ngươi cùng Ninh Nhi hôn sự cho xử lý. Tạ vương ra, La Quân giả bộ như kích động nói ra. Tống Xương Tuyết ở một bên muốn nói cái gì, nhưng chung quy là không nói gì. Yến sau khi tan hội, sắc trời cũng đã muộn. La Quân trở lại tứ hợp viện bên trong nghỉ ngơi, cái kia Tiểu Liên gặp La Quân, lòng tràn đầy hoan hỉ. Cũng nói ra, chúc mừng công tử lập đại công. La Quân mỉm cười, nói ra, cũng không có gì tốt chúc mừng, bất quá là hết sức vì vương gia làm việc a. Tiểu Liên cười một tiếng, nói ra, công tử thật sự là khiêm tốn. Sau đó, Tiểu Liên cho La Quân đánh tới nước nóng rửa mặt rửa chân. La Quân rửa mặt rửa chân về sau, liền đến trên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Trong lòng của hắn lại là đang nghĩ có nhiều vấn đề, cái kia chính là như thế nào mới có thể tìm ra Nhạc Quang Thần đâu. Nên từ nơi nào vào tay đâu. Phi Dung, La Quân tại trong não vực cùng Trần Phi Dung bắt đầu giao lưu. Trần Phi Dung lập tức trở về đáp, Dương ca ca. La Quân nói ra, ngươi lại đi giúp ta tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm ra Nhạc Quang Thần tới. Trần Phi Dung nói ra, tốt, Dương ca ca. Sau đó, Trần Phi Dung liền lại thúc đẩy con chuột nhỏ khắp nơi tìm kiếm. Liên tiếp tìm hơn nửa đêm, vẫn là không thu hoạch được gì. Trần Phi Dung suy nghĩ quay lại đến La Quân trong não vực, thoảng qua uể oải nói ra, Dương ca ca, vẫn là tìm không thấy a. La Quân nói ra, xem ra ta muốn đi bên ngoài tìm xem, Nhạc Quang Thần nếu là cho Tống Đế Vương luyện đan. Luyện đan chàng sở không có khả năng quá nhỏ. Nhưng là Dương ca ca, dù cho ngươi tìm tới Nhạc Quang Thần, ngươi cũng đừng quên, đầu óc ngươi bên trong còn có Tống Đế Vương dấu ấn tinh thần a. Đây chính là một cái bom hẹn giờ, Trần Phi Dung nói ra. Ngươi không đề cập tới ta còn kém chút quên, La Quân nhất thời đau đầu, hắn nói ra, hiện tại thật sự là một đoàn loạn ma. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giúp ta đem cái này dấu ấn tinh thần khống chế lại. Không phải vậy lời nói, ta rất khó thoát thân. Giết Nhạc Quang Thần mặc dù trọng yếu, nhưng quan trọng hơn là ta phải có tùy thời có thể rời đi năng lực. Trần Phi Dung nói ra, Dương ca ca, ta hiểu. Đối với Tống Ninh tới nói, nàng nhân sinh là hạnh phúc vô cùng, cũng là không buồn không lo. Nàng ở tại nơi này trong thành chủ phủ, không lo ăn mặc, vinh hoa phú quý. Người người gặp nàng, cũng phải gọi một tiếng Ninh tiểu thư, cung cung kính kính. Mà lại, phụ thân nàng yêu thương nàng. Tỷ tỷ nàng các ca ca cũng yêu thương nàng. Hiện tại nàng lại tìm đến La Quân dạng này như ý lang quân. Nàng là nằm mơ đều muốn cười tỉnh lại. Nhưng là, người nào một đời người là hoàn mỹ vô khuyết đâu. Nguyệt viên làm theo thiếu, nước đầy thì tràn, đây là thiên địa đại đạo, đây là nhân sinh chí lý. Tống Ninh cho rằng La Quân là như ý lang quân, lại không biết La Quân chính là nàng cướp. Sáng ngày thứ hai, Tống Ninh tìm đến La Quân cùng đi bên ngoài ăn điểm tâm. La Quân liền động tâm, hắn một lời đáp ứng. Bất quá có chút ngoài ý muốn là,
tại ra ngoài thời điểm, hai người gặp gỡ Tống Xương Tuyết cùng Tống Thiên Kiêu. Tống Thiên Kiêu cười tủm tỉm, nàng nói ra, tiểu muội, người sớm như vậy mang theo ngươi Như Ý Lang Quân là muốn làm gì qua a? Tống Ninh hì hì cười một tiếng, nói ra, chúng ta muốn đi ra ngoài ăn điểm tâm đây. Tống Thiên Kiêu nói ra, cái này trong phủ cái gì sớm một chút không có a, tại sao phải ra ngoài? Tống Ninh nói ra, đại tỷ, xem xét ngươi thì không hiểu cái gì gọi tư tưởng. Trong phủ ăn ở bên ngoài ăn cảm giác có thể giống nhau sao? Tốt tốt tốt, Tống Thiên Kiêu nói ra, hóa ra các ngươi ăn không phải sớm một chút mà chính là tư tưởng. Tống Ninh ngược lại là lạc lạc đại phương, không có chút nào cảm giác đến ngượng ngùng. Tống Thiên Kiêu liền còn nói thêm, như vậy đi, tiểu muội, chúng ta cùng đi ra ăn đi. Ta cũng rất ít tại Tống Đế trong thành đi dạo. Tống Ninh ngốc ngẩn ngơ. Tống Thiên Kiêu lập tức nói, thế nào, không chào đón a? Không có a, Tống Ninh ngược lại ngượng ngùng thật cự tuyệt, cuối cùng vẫn là đáp ứng. La Quân tâm lý thầm cảm thấy hỏng bét, hắn vốn là muốn theo Tống Ninh đến bộ nhạc quang thần hạ lạc. Nhưng là hiện tại là không thành, hắn là cái tâm tư rất nhiều người, liền đang nghĩ, Tống Thiên Kiêu cùng Tống Xương Tuyết đột nhiên xuất hiện, đến là trùng hợp, còn là cố ý vi chi. Có thể hay không Tống Xương Tuyết nói với Tống Thiên Kiêu cái gì? Cái này hai tỷ muội là đến quan sát chính mình. Trong lúc nhất thời, La Quân trong lòng hoàn toàn đắn đo bất định. La Quân cảm thấy rất bực mình, nguyên bản không có phức tạp như vậy sự tình, hiện đang khiến cho là vô cùng phức tạp. Hơn nữa còn dính dáng đến theo Tống Ninh tình trái. Cái này trình diễn lấy diễn, thì càng ngày càng không bị khống chế. Khó trách người ta nói, chơi một cái láo, liền cần trăm ngàn cái hoang môn đến che lấp đây. La Quân trong mắt bất động thanh sắc. Hắn sóng gió gì không có trải qua, cho nên nơi nào sẽ bởi vậy lộ ra sơ hở gì tới. Lâm công tử sẽ không chào đón chúng ta cùng một chỗ a? Tống Thiên Kiêu lại hướng La Quân cười hỏi. La Quân mỉm cười, nói ra, tại hạ vô cùng hoan nghênh. Hắn đón đến, nói ra, ta sớm từng nghe nói đại tiểu thư ngài hiên ngang tư thế oai hùng, có thể cùng ngài cùng một chỗ, cái kia là tại hạ vinh hạnh. Hắn hết thảy đều biểu hiện được giọt nước không lọt, khiến người ta tìm không ra nửa điểm mau bệnh tới. Tống Thiên Kiêu mỉm cười, sau đó cũng thì không nói thêm lời. Về sau, bốn người liền ra phủ thành chủ. Tống Ninh tại người xa lạ trước còn có chút dịu dàng, nhưng là tại Tống Thiên Kiêu cùng Tống Xương Tuyết trước mặt còn có La Quân trước mặt cũng rất là nhạc thiên. Nàng rất nhanh cũng liền thoải mái. Bốn người lân cận tìm một lầu uống trà, sau đó nhập trà lâu, tại lầu hai trang nhã bên trong ngồi xuống. Trà bánh. Bánh ngọt rất nhanh liền lên. Tống Đế thành khí trời lại thật là tốt, ánh nắng tươi sáng. La Quân mỉm cười, nói ra, qua biên hoang lâu, bây giờ chợt trông thấy cái này ánh sáng mặt trời, lại là cảm thấy thư sướng cực kỳ. Tứ tiểu thư, ngươi là có hay không cũng có đồng dạng cảm xúc. Tống Xương Tuyết lại là có chút mất hồn mất vía, nghe vậy a một tiếng, nói. Tống Ninh lập tức nói. Tứ tỷ, người từ biên hoang sau khi trở về cứ như vậy mất hồn mất vía, đến làm sao rồi? Tống Xương Tuyết nói ra, không có việc gì, cũng là ra hoàn hồn. Ta có thể có chuyện gì? Lúc này, Tống Thiên Kiêu cũng mở miệng, nàng nói ra, ta nghe nói Lâm công tử là ngâm thơ cao thủ, không biết có thể để cho ta mở mang tầm mắt. Tống Ninh lập tức cũng chờ đợi nhìn về phía La Quân. La Quân tâm lý lại rất rõ ràng, chỉ sợ chính mình cho Tống Ninh làm nhiều như vậy thơ. Cái này rất có thể sẽ là mình lớn nhất sơ hở. Vạn nhất Tống Ninh đọc cho Tống Thiên Kiêu nghe, Tống Thiên Kiêu vạn nhất lại đi qua bên ngoài thế giới, biết những này thơ đâu. Vậy mình đến từ bên ngoài thế giới liền sẽ bị Tống Thiên Kiêu biết. Đương nhiên, cái này tuyệt không là rất lợi hại đáng sợ. Bởi vì chính mình coi như đi qua bên ngoài thế giới lại như thế nào đâu. Nhưng lại có một chút, chép thơ chung quy là ám muội. Người khác không biết còn tốt, nếu là biết, nhiều khó khăn có thể a. Bất quá, La Quân cũng cảm thấy Tống Thiên Kiêu coi như đi qua bên ngoài thế giới, hẳn là cũng rất ít nghiên cứu thi từ đi. Lúc này, Tống Thiên Kiêu, Tống Ninh còn có Tống Xương Tuyết đều kinh ngạc nhìn lấy La Quân. La Quân đột nhiên biểu lộ cảm xúc, hắn nhẹ nhàng ngâm nói, nhân ngôn mặt trời lặn là chân trời, nhìn mênh mông chân trời không thấy nhà. Đã hận bích núi ngăn cản cách, bích sơn còn bị mộ vân che. Tống Thiên Kiêu, Tống Xương Tuyết còn có Tống Ninh đều là ngẩn ngơ. Bài thơ này tràn ngập bi thương cùng bất đắc dĩ, bên trong còn có nồng đậm lòng nhớ quê hương. Bài thơ này, La Quân tràn đầy cảm xúc, đơn giản là, hắn biết bài thơ này điển tịch.
Bài thơ này cùng hắn cha đẻ Trần Thiên Nhai có rất sâu quan hệ. Trần Thiên Nhai cùng Trung Hoa đại địa Trần Lăng vốn là cùng một người, về sau bởi vì nguyên nhân nào đó, tại thời không thông đạo bên trong, Trần Thiên Nhai thôn phệ Chí Bảo Long Ngọc, sinh ra hai cái linh hồn. Một cái là chính xác thời không Trần Lăng, một cái là nghịch loạn thời không Trần Thiên Nhai. Đây là một phân thành hai. Về sau, Trần Thiên Nhai bị nhốt thiên mộ, ngày đó mộ cũng là thời không khe hở, là sai loạn thời không. Thiên mộ bên trong mai táng Quang Minh giáo đình lãnh tụ. Về sau, Trần Thiên Nhai bị thần đế nhân duyên tế hội cứu trở về trong thế giới hiện thực. Bởi vì Trần Thiên Nhai thôn vệ Long Ngọc, đã một lần nữa chú tạo mệnh cách, cho nên, hắn là có thể cùng Trần Lăng cùng tồn tại tại cùng một cái thế giới. Trần Thiên Nhai liền đi gặp người nhà, nhưng là, nhà hắn người đã toàn bộ thuộc về Trần Lăng. Hết thảy, hắn vất vả, phấn đấu, hắn đã từng dùng sinh mệnh thủ hộ người nhà, bao quát muội muội của hắn cũng sẽ không tiếp tục thuộc về hắn. Đó là một loại như thế nào thê lương đâu. Hắn vốn là gọi Trần Lăng, có thể trên đời này đã có Trần Lăng. Liền cái này hắn từ nhỏ gọi vào đại danh lời không thuộc về hắn. Lúc đó, Trần Thiên Nhai thì đọc như thế một bài thơ. Bài thơ này cũng là lòng nhớ quê hương. Tống Triều Lý Cấu viết. Nhân ngôn mặt trời lặn là chân trời, nhìn mênh mông chân trời không thấy nhà. Cho nên, hắn cho mình dạy một cái tên, đó chính là Trần Thiên Nhai. Mỗi một cái thành công người phía sau, đều sẽ có một đoạn cố sự. Trung Hoa đại đế Trần Khinh người sinh ầm ầm sóng dậy, Trần Thiên Nhai cũng có hắn bi ai cùng phẫn nộ. Tu La đại đế Trầm Mặc Nhiên càng là từ nhỏ cơ khổ, về sau bị sư phụ hắn Vô Vi đại sư thân thủ đẩy tới vạn quỷ quật. Nhưng về sau lại thành tựu ma tinh kia Trầm Mặc Nhiên. Thần đế đâu? Thần đế cả đời là đường dài rằng giặc tu viễn này, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Cả đời đều đang đuổi tìm đường lớn. Bây giờ thời đại, là La Quân cái này đời người thời đại. Nhưng La Quân đã kinh lịch chưa bao nhiêu gian nan vạn khổ, có lẽ có một ngày, hắn hội chính thức trưởng thành là che trời cự nhân, có lẽ, hắn sẽ vẫn lạc, đến sẽ như thế nào, ai nào biết đâu. La Quân không có tiếp tục nói chuyện. Tống Xương Tuyết nhìn La Quân liếc một chút, nàng tại bài thơ này ngâm đi ra thời điểm, nàng ở sâu trong nội tâm hung hăng rung động một chút. Trong nội tâm nàng biết La Quân khẳng định là có mục đích mà đến. Nhưng trong nội tâm nàng cũng biết, hắn không là người xấu. Đây là nàng vì cái gì không đi nói rõ với phụ thân nguyên nhân. Nhưng là, Tống Xương Tuyết tâm lý lại rất lợi hại mâu thuẫn, nàng sợ hãi tiểu muội Tống Ninh hội bị thương tổn. Nhưng tại giây phút này, Tống Xương Tuyết trong lòng càng thêm khẳng định, La Quân cũng không phải người xấu. Hắn chắc hẳn là có rất nhiều cố sự đi. Tống Ninh thì là nhẹ nhàng nắm chặt La Quân tay, nàng cảm giác được La Quân yêu thương. Nàng không biết nên làm cái gì, nhưng lại muốn cho La Quân an lòng nhất tạ. Tống Thiên Kiêu làm theo nói ra, xem ra Lâm công tử là nhớ tới người nhà. La Quân cái này lúc sau đã khinh thường nói dối, hắn tử tốn nói, không có gì. Đây là nói rõ không muốn nói phương diện này sự tình. Cho dù là đối mặt đại tiểu thư Tống Thiên Kiêu nhân vật như vậy, La Quân y nguyên có thể không kiêu ngạo không tự ti. Chỉ bằng phần khí độ này. Tống Thiên Kiêu cũng là đối La Quân âm thầm khen ngợi. Cái này bỗng nhiên sớm một chút, cũng liền tại dạng này vi diệu bầu không khí bên trong kết thúc. Giữa trưa thời điểm, Tống Xương Tuyết đơn độc tìm tới La Quân. Ngay tại phủ thành chủ một tòa trong lầu các, Tống Xương Tuyết để nha hoàn đóng cửa lại, ngang nhau lui nha hoàn, về sau, Tống Xương Tuyết cùng La Quân ngồi xuống. Lâm Thiên Sơn, đại khái ngươi tên thật cũng không gọi Lâm Thiên Sơn a. Tống Xương Tuyết bỗng nhiên nói ra. Ta không biết ngươi muốn nói cái gì. La Quân nhìn Tống Xương Tuyết liếc một chút, nói ra, ta cũng đã chán ghét ngươi luôn luôn tự dưng nghi ngờ. Nếu là ngươi cảm thấy ta có vấn đề, ngươi đi hướng cha ngươi tố giác ta đi. Ngươi luôn luôn kéo ta tới nói những này có ý nghĩa sao? Coi như ta có mưu đồ, ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi cho rằng bằng ngươi đầu não có thể đem ta cho lừa dối đi ra. Tống Xương Tuyết nói ra, ta biết, ta không có ngươi thông minh. Nhưng là... Ta đặc biệt hy vọng ngươi có thể hướng ta thật lòng bẩm báo. Ta thậm chí có khả năng sẽ giúp ngươi. La Quân nói ra, ta không có gì có thể muốn ngươi giúp. Ngươi không nên ép ta, Tống Xương Tuyết nói ra. La Quân nói ra, ngươi có thể coi như ta đang buộc ngươi. Tống Xương Tuyết nói ra, ngươi cái kia bài thơ bên trong người đối diện hương, người đối diện tràn ngập nhớ nhung. Nhưng ngươi căn bản không nhà không cha, đây là Lâm Thiên Sơn thân phận biểu hiện. Lời nói có thể là giả, nhưng thơ không giả.
La Quân nói ra, ngươi không có việc khác, ta đi. Sau đó, La Quân phẩy tay áo bỏ đi. Hắn cũng không sợ Tống Xương Tuyết sẽ như thế nào, hắn cũng là đi hướng Tống Đế Vương tố giác lại như thế nào. Chí ít, Tống Đế Vương cùng Tống Xương Tuyết đều không có chứng cứ gì. Tống Ninh càng sẽ không tin. Nhiều nhất là, Tống Đế Vương hội đối với mình nhiều một phần nghi ngờ. La Quân đương nhiên sẽ không theo Tống Xương Tuyết móc tim móc phổi, hắn không thể đem chính mình kế hoạch giao phó cho một ẩn số. Một ngày này, cứ như thế trôi qua. Hôm sau, La Quân rốt cuộc tìm được cơ hội theo Tống Ninh đơn độc ở chung, mà lại là ra ngoài ăn điểm tâm. Lần này đổi một nhà xa một chút sớm một chút trà lâu. Tống Ninh ăn mặc một bộ quần trắng, tựa như là tinh khiết không tì vết bạch y tiên tử. Nàng đôi mắt mỹ lệ như điểm sơn. Lâm đại ca, người hôm nay vui vẻ một chút sao? Tống Ninh hỏi La Quân. La Quân mỉm cười, nói, làm sao hỏi như vậy? Tống Ninh nói ra, ta biết người hôm qua cũng không vui, có phải hay không nhớ tới người nhà? Ta không có người thân. La Quân ăn một miếng bánh ngọt, nói ra. Trà này lâu lầu hai rất lợi hại thanh tĩnh, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy chiếu vào. Cái kia ánh sáng mặt trời cũng chiếu vào La Quân cùng Tống Ninh trên mặt. Ánh mặt trời chiếu sáng tại Tống Ninh cái kia tràn ngập nhựa cây ban đầu lòng trắng trứng gương mặt bên trên, đó là một loại phá lệ mỹ lệ phong cảnh. Tựa hồ dùng cái gì cực hạn tán dương để hình dung Tống Ninh mỹ lệ đều không quá phận. Xinh đẹp không gì sánh được. Mà La Quân đâu? La Quân bản thân mặc dù không có cỡ nào anh tuấn, nhưng trên mặt hắn đường cong hình dáng rõ ràng, mà lại mang theo một tia thanh tú. Đó là một loại khác mị lực, có thể làm cho nữ người vì đó mê muội. Nhưng bây giờ, La Quân trên mặt mang cái kia điểm cao mặt nạ về sau, nhưng không có như thế mị lực. Tống Ninh có đôi khi cảm thấy có chút tiếc nuối thì là La Quân gương mặt này. Bất quá, La Quân tự thân khí chất cùng mị lực đã để Tống Ninh tự động coi nhẹ loại này khuyết điểm. Ninh Nhi, nếu là có một ngày, người phát hiện ta có một số việc lừa gạt ngươi, người hội hận ta sao? La Quân đột nhiên hỏi Tống Ninh. Tống Ninh nao nao, sau đó hì hì cười một tiếng, nói ra, vậy phải xem là chuyện gì, chỉ cần ngươi đối ta tâm ý không phải giả, hắn, đều không trọng yếu. Nàng đón đến. Còn nói thêm, ngươi sẽ không ở phương diện này gạt ta à? La Quân cười một tiếng, nói ra, đương nhiên không biết. Tống Ninh liền vui vẻ ra mặt. Đúng, Ninh Nhi, ta có chút hiếu kỳ, ngươi không phải nói vương gia bây giờ tại luyện đan sao? La Quân nói ra, ta tu luyện tới hiện tại, phát hiện công lực thực sự khó có tiến bộ. Ta nếu là có thể đạt được một chút đan dược, chắc hẳn hội có hiệu quả. Cái này à, Tống Ninh nhìn nhiều La Quân. La Quân mặt không đổi sắc, coi như Tống Ninh cảm thấy mình là bợ đỡ, vì nàng nhà đan dược cũng được. Nhưng hắn nhất định phải làm ra một ít chuyện. Hắn không muốn thật theo Tống Ninh thành thân, sau cùng lại cách Tống Ninh mà đi, vậy đối với nàng thương tổn quá lớn. Làm sao, La Quân nói ra, ta chính là muốn giải một chút, cũng đối cái kia gọi là nhạc quang thần người cực kỳ hiếu kỳ. Nếu có cơ hội, ta hy vọng có thể gặp hắn. Ngươi làm sao lại đối cái loại người này cảm thấy hứng thú? Tống Ninh không khỏi kỳ quái. La Quân mỉm cười, nói ra, một cái biết luyện đan người, đây là kỳ tài. Nhưng hắn nhưng lại phản bội sư môn, đây là một cái mâu thuẫn thể. Tống Ninh nói ra, cha ta luyện đan địa phương ta cũng không rõ lắm, chuyện này, cha ta đối với người nào đều là ba im miệng. Nếu như Lâm đại ca ngươi thực sự cảm thấy hứng thú, ta đến lúc đó hỏi một chút cha ta. La Quân nói ra, chuyện này, ngươi tuyệt đối đừng nói với vương gia là ta nói ra. Vì cái gì? Tống Ninh kỳ quái nói. La Quân nói ra, người muốn nha, vương gia đối luyện đan sự tình ba im miệng. Chứng minh hắn đem việc này nhìn bí mật, không muốn bất luận kẻ nào biết. Ta sợ vương gia cảm thấy ta hội có mưu đồ, cho nên, người liền nói người muốn đi xem. Tống Ninh lần nữa nhìn một chút La Quân. La Quân cũng nhìn về phía Tống Ninh, hắn nói ra, người là có hay không cũng cảm thấy ta hội có mưu đồ. Tống Ninh tránh đi La Quân ánh mắt. Nàng rất lợi hại miễn cưỡng cười một tiếng, nói ra, sẽ không. La Quân nói ra, ta không quá hội kể một ít hứa hẹn, nhưng là, Ninh Nhi, ta cho dù có một ít tiểu tư tâm, nhưng là, ta đối với ngươi lại là thật. Ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Tống Ninh thư một hơi, nàng xông La Quân cười một tiếng, nói ra, ta biết đâu, yên tâm đi, việc này ta hội để ở trong lòng. Cũng là tại lúc này, Trần Phi Dung tại La Quân trong não vực cùng hắn đường rẽ, Dương ca ca.
người bây giờ như thế trắng trợn nói ra, chỉ sợ Tống Ninh hội sinh nghi à. La Quân đáp lại nói, ta biết, nhưng là thời gian càng ngày càng gấp. Ta không muốn sự tình kéo tới ta cùng Tống Ninh thật muốn thành thân. Tống Ninh hiện tại nhất tâm đối ta, nàng cho dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng là cũng sẽ không đi cùng cha nàng tố giác ta. Mà lại, Tống Đế Vương cũng phải sử dụng ta đến mê hoặc Đồng Xuyên. Cho nên hắn dù cho biết ta đối luyện đan sự tình cảm thấy hứng thú, cái kia cũng sẽ không vì vậy mà giết ta. Cái nguy hiểm này, ta cân nhắc lợi hại một phen, đáng giá một bốc lên. Trần Phi Dung nói ra, vậy được rồi, Dương ca ca. Nàng đón đến, nói ra, ta là sợ tương lai ngươi sẽ đối với Tống Ninh càng thêm áy náy. La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, ta chỉ có thể tận lực không làm thương hại nàng. Vào lúc ban đêm, Tống Ninh liền giả bộ bỗng nhiên cảm thấy hứng thú hỏi Tống Đế Vương, liên quan tới luyện đan sự tình. Nàng nói là muốn đi xem, nàng cảm thấy cái này quá thú vị. Nhưng là, Tống Đế Vương lại là một tiếng cự tuyệt. Hắn nói ra, cái này có cái gì tốt chơi. Tống Ninh làm nũng nói, phụ thân, nữ nhi cũng là hiếu kỳ nha, ngươi liền để ta nhìn một chút thì sao. Tống Đế Vương vẫn là cự tuyệt, nói ra, không được. Tống Ninh còn muốn tiếp tục nũng nịu, Tống Đế Vương đột nhiên hỏi, ngươi không thể lại đột nhiên đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, có phải hay không có người nào đến để ngươi. Phụ thân, ngươi muốn đi đến nơi nào? Tống Ninh Dương cả giận nói, nơi nào sẽ có người khác đến để cho ta nói những này, ta chính là đột nhiên tâm huyết dâng trào. Tống Đế Vương nhìn nhiều Tống Ninh liếc một chút, nói ra, thời gian cũng không còn sớm, ngươi dưới đi nghỉ ngơi đi. Chuyện này, không có đàm. Đây là Tống Đế Vương lần thứ nhất cứng rắn như thế. Tống Ninh bất đắc dĩ, cũng đành phải coi như thôi. Đợi Tống Ninh sau khi đi, Tống Đế Vương trong thư phòng gọi tới Tống Thiên Kiêu cùng Tống Xương Tuyết. Tống Đế Vương không có hô Tống Kinh Luân tới, đại khái cũng là cảm thấy nữ hài nhi ra tâm tư cẩn thận một chút. Mà lại, cũng không cần thiết làm to chuyện. Phụ thân, trong thư phòng, Tống Thiên Kiêu cùng Tống Xương Tuyết hô một tiếng. Tống Đế Vương lấy trường sam màu đen ngồi ngay ngắn trước bàn sách. Hắn uống một ngụm trà nóng, nói ra, các ngươi ngồi đi. Hai người liền tại bàn đọc sách đối diện ngồi xuống. Tống Đế Vương nhìn hai cái nữ nhi liếc một chút, hắn nói ra, gần nhất Xương Tuyết ngươi thật giống như có chút không quan tâm, từ biên hoang sau khi trở về, ngươi một mực là dạng này. Hắn đón đến, nói ra, Xương Tuyết, là cha giải ngươi, ngươi là tâm lý không quá có thể giấu ở sự tình, cũng không có gì lòng dạ người. Ngươi bây giờ trung thực nói cho là cha, có phải hay không tại biên hoang bên trong còn phát sinh cái gì là cha không biết sự tình. Tống Xương Tuyết bị kinh ngạc, tiếp lấy lập tức nói, không có a. Tống Đế Vương cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không có nói thật. Bất quá là cha nghĩ đến, ngươi không muốn nói, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng hỏi ngươi không ra.